mình còn tiếp tục trở lại đây hay không, dù mình sống có mấy chục năm nữa, chưa chắc là sống mấy chục năm đâu, nhiều cái thay đổi, ở ngồi đây chưa chắc là đã sống được mấy chục năm đủ đâu. Mấy chục năm sau, năm mười năm sau là cái số mà mình đang có mặt ở đây chưa chắc còn được 50%. Và trong cái số chúng ta ở đây như hôm trước chúng tôi nói là đủ cái trình độ để trở lại là tôi thấy ít lắm. Đó là cái chuyện mình lo. Nói tới nói lui hoài là cũng vì cái chuyện này. Nhìn thấy loài người mà không trở lại làm người được, cái số lượng quá ít ở trên quả địa cầu này, không lo sao được. Mà đó là đồng loại của mình. Nhưng mà nghe mình nói họ giống như là cái gì, họ cứ nghĩ là nói dốc, nói chơi, nói đùa, nói hù, nói ba láp chứ không nói thật. Nhưng mà tôi thưa thật với mọi người là tôi nói bằng tất cả con tim của mình đó, trong cái thấy biết này về sanh tử. Không có tưởng tượng không được. Không có nói chơi, nói bằng tất cả cái sự thật. Tôi nhìn thấy những người mà thân cận bên mình, bây giờ họ chưa có lóe được ánh sáng để đời sau làm người nữa kìa, tin không? Thì nói cái gì đây? Và nói không có vô tâm họ. Mình trực tiếp mình nói với họ mà họ không chuyển đổi thì hỏi quý vị là muốn cái gì nữa giờ? Còn nghe Phật Pháp nghe chơi chơi, nghe chung chung, tại nghe chung chung là nghe chung chung, mà nghe chung chung thì tác động nó lại ít hơn. Có những người thực sự như vậy. Cho nên rất là lo. Thì đương nhiên là cái chuyện vô thường nó tới không phải là 30 năm, 70 năm nữa đâu. Giai đoạn này nó không còn 30 năm, 70 năm, không hứa là mình sống được bao lâu ở trong cõi đời này. Nhưng mà có khi đây là đời cuối để làm người ở quả địa cầu này. Thì đương nhiên là mình ở những cái tầm thấp nào thì mình sẽ tới những cái nơi mà mình sẽ sống ở đó, vẫn tiếp tục sinh tử ở những cái cõi thấp hơn. Và điều kiện học hỏi để tiến hóa không còn như bây giờ nữa. Bây giờ là đã quá tuyệt chiêu rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Hiện tại bây giờ mình còn ăn được, mình còn chọn lựa thức ăn, mình còn ngủ được, và mình còn có thời gian lại Phật tụng kinh, học Pháp, ngồi thiền được, là quá tuyệt vời cho kiếp người này của mình. Nhưng cái việc mình làm với tất cả những cái thời gian mà mình đã làm đó là mình làm cho vui, mình làm theo phong trào, mình làm bị làm, mình bị lại Phật, mình bị tụng kinh, mình bị ngồi thiền, mình bị học Pháp, thì làm gì mình thăng tiến? Nói chuyện thăng tiến là không bao giờ có. Đến bây giờ nói là tôi gắng tranh thủ tôi làm xong để tôi tụng kinh, ví dụ vậy, kiếm ra được mấy người ở trong chùa. Rồi ráng tranh thủ để sắp xếp công việc để tôi ngồi thiền. Rồi ráng tranh thủ để tôi nghe Pháp, kiếm ra được mấy người. Rõ ràng là mình không quý Pháp, mình không có kính Phật, không có trọng cái đạo giác ngộ giải thoát, khiến cho mình mỗi lúc mỗi thờ ơ. Mà vậy thì mình tự quại lấy mình. Bây giờ ví dụ như ở hết chùa, ở hết thiền viện tỷ người đi nữa mà họ không có người thiền, họ không có tụng kinh, ảnh hưởng gì với ông thầy trụ trì đâu, không ảnh hưởng gì, ổng đâu có bị xuống cấp đâu. Đâu phải mình gán mình không người thiền không tụng kinh là mình phá cái chương trình của ổng, mình hoại cái chương trình học tu của ổng. Bữa nay là tới giờ học mình giáo bộ mình rủ nhiều người cho nghỉ học, mình tới giờ tụng kinh cái mình rủ nhiều người núp núp không tụng kinh, tới giờ người thiền cái mình không người thiền cho thiền đường trống chơi nữa, mình phá ổng. Phá ai? Phá ai? Phá mình chứ phá ai? Bao nhiêu cái chương trình tốt đẹp dựng ra mình không làm, coi như mình phá, mình ngầm ngầm mình phá chơi, phá không? Phá mình chứ phá ai? Nếu mà vẫn ngầm ngầm làm chuyện đó thì tự mình nhận chịu những cái nhân quả của chính mình gây ra. Này là lần này không biết là lần thứ mấy tôi nói về cái chuyện mà chúng ta còn có quyền để được trở lại đây không á, là không biết tới lần thứ mấy chục rồi. Nhưng mà tôi cố nói hoài để cho quý vị sẽ nhớ những điều này. Nhớ để chi quý vị thử thay đổi mình được hay không cái đó. Thử là mình bỏ cái ham muốn của mình không có theo nó được không? Mình bỏ cái dục vọng mình không có thỏa mãn cái dục vọng đó được hay không? Mình thử mình trải lòng mình để mình lo lắng một người bên cạnh mình bằng tất cả những cái tình thương của đồng loại được hay không? Và đối với những cái
số đông, những cái nơi đông người, những cái nơi sinh hoạt đông người, mình có dám hy sinh cái việc riêng của mình ra để mình lo cho cái việc chung một ngày hai ngày được không? Đó, đừng những cái đó để thể hiện là mình có cái gì đó thăng tiến. Còn thậm chí là phân công tới mình làm tới giờ mình kiếm mình gần chết, kiếm không ra, làm cái lén lén liếc qua liếc lại không thấy ai, cái bỏ trốn kiếm chỗ nào đó ăn gì đó, cái là trốn luôn trong cái góc đó, rồi tới giờ ăn lú đầu ra xong rồi cái mình trốn tiếp, cái gì thế? Thì mình là cái gì? Mình tự làm quại mình chứ đâu phải là cái chuyện làm biến đó là hay, chuyện biến nó không hay ho gì cho cái chuyện thăng tiến tâm linh của mình hết đó. Tới giờ rồi thiền kiếm cái hốc nào đó mình chung sao cho người ta đừng có thấy giống như mấy cái con bốn chân thật sự. Loài người hai chân không muốn chung với hốc thành bốn chân thì sẽ có cái kết quả bốn chân, ví dụ vậy đó. Thì đó là tất cả những cái mà mình làm và mình tạo cái nhân để mình hưởng cái quả trong tương lai của mình, là rõ ràng là loài người sắp tới nó không có, chắc chắn là không có, mà đi xuống thì rất là khó có cơ may đi lên. Tôi đang nói trong hệ mặt trời, tôi chưa nói ra nha, trong các hành tinh đang có trong hệ mặt trời này thì loài người là một cái loài mà gọi là cái gì, sinh hoạt của loài người rất là khó khổ, cực nhọc hơn các cái loài các hành tinh khác. Vì các hành tinh khác nó tiến hóa, nó ở tầng cao rồi, nó hưởng phước nhiều và nó dễ tu tập, nó gặp Đại Bồ Tát, nó gặp phương tiện thuận lợi để nó tu tập, chứ không phải như loài người của mình. Loài người mình cũng cực từ hồi sinh ra cho tới khi chết. Nhưng mà chính do như vậy mà mình có cái tâm gọi là muốn tiến hóa thì tuyệt vời cho tất cả những cái tâm hồn đó. Mỗi ngày mình mỗi tiếng gì mình gạt bỏ được, mình bước hơn một bước để những cái gì nó thấp thỏi, nó gì nó không có xứng đáng ở cái loài người, mình sẽ vượt qua được để mình sẽ thăng hoa hơn. Và ở một cái tầng nào đó nó sẽ tự do hơn về phước báo, về ăn, về mặc, về ở, chưa có nói gì khác nhưng cái phước báo đó thôi. Nó đã không có yên ổn ở trong loài người này. Những cái loài khác nó sẽ quyết định nha, ví dụ ngay cả sao Kim thôi, nó quyết định nó sống bao lâu ở đó, ở một đời đó. Và rõ ràng là nó sống được, không ai có thể cắt cái mạng nó được hết. Nhưng loài người mình bây giờ có mình có quyết định được không? Không, mình mù mịt, mình không biết chết lúc nào luôn. Nhưng cái nghiệp của mình nó đến mức độ đó. Và tôi nói đi nói lại hoài, nếu mà mình là con người, thứ nhất là mình không biết ngày mai mình như thế nào. Cái thứ hai là mình không biết mình chết lúc nào. Cái thứ ba là mình chết mình đi đâu, về đâu mình không biết. Tức là gần như mình mù mịt một cách hoàn toàn. Mà rảnh ngủ thức dậy tới giờ quýnh cản quen quen ngồi thiền, trùm mình nhét lỗ tai bong gòn không nghe tiếng chuông, trùm mình hai lớp luôn đừng cho người ta thấy, không là chui dưới đít sàn nằm đừng cho người ta kiếm gặp. Thì nó giống y hệt những cái loại chui nhủi nhủi thôi chứ nó không khác gì. Đó là nhân của chui nhủi. Nó không khác gì. Thế bây giờ mình đâu có muốn nữa, mình đâu có muốn thăng tiến nữa. Môi trường để cho mình thăng tiến, mình không thăng tiến, mình mất hoàn toàn những cơ hội thăng tiến của mình. Mà loài người chúng ta nó đầy những cái cơ hội thăng tiến chứ không phải không có. Đừng nói là tôi không có cơ hội, tôi cực khổ quá, cái hoàn cảnh tôi khó khăn quá, gì đừng có đổ thừa, không có chuyện đổ thừa. Coi là cái thiện căn phước báo mình có để mình muốn phát triển cái gì mà mình đang có tốt hơn không? Hay là mình muốn quỷ hoại mình? Mà mình quỷ hoại đời này là rất khó quay lại, và cái chuyện thăng tiến là khó. Cơ hội để được học pháp, cơ hội để được tu tập, cơ hội để mà thăng tiến mình nó gần như mất, và đã mất rồi thì kiếp người chúng ta đã mất. Mà lần này theo cái hiểu của tôi nha, tôi không biết là các cái vị thần linh, thánh linh gì khác tôi không cần biết. Tại vì các vị có, mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau. Các kiến thức khoa học, khoa huyết gì đó là cái chuyện của mấy vị. Nhưng mà tôi nói theo kiến giải của tôi nhìn rõ ràng là cơ hội gần như là cuối cùng cho loài người. Nếu như hết kiếp này mà chúng ta không thăng tiến tâm linh, từ đây cho tới hết giai đoạn sống mình thấy mình không có thương đồng loại mình được, mình không có thứ tha được những cái kẻ mà mình đã từng thù hằn họ, mình không có cắt lìa được những cái ân ái mà mình lâu nay đang theo đuổi, và mình không có dừng được tất cả cái tham dục của mình,
vẫn còn giữ ganh tị hơn thua rồi thù hằn hãm hại người khác, lén lút xảo trá gian manh, không có thật, vân vân. Tất cả những điều đó là mình sẽ bị đi một cái cõi thấp hơn. Nó không xứng đáng làm người nữa đâu. Quý vị nên biết là không xứng đáng làm người. Đây không phải là tôi hù tôi dọa đâu, nhưng mà đây là sự thật. Vì tất cả những người mà được nghe tôi nói, tôi xem đó là tất cả những người thân của tôi muốn chia sẻ. Tôi chỉ cần hy vọng một chút thay đổi ở nơi tâm của mọi người, để mọi người có một cái bước tiến hơn. Và khi mọi người còn cái bước tiến hơn nữa thì cơ hội quay trở lại đây còn. Kinh sách nói gì thì tôi không biết. Nhiều quá, nhiều lý luận quá, nhiều sách vở quá. Nhưng mà tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của cái loài người. Tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của loài người. Họ sẽ lẩn quẩn đi đâu. Nhưng mà bây giờ cái luân hồi này nó lại chuyển thấp hơn ở một cái hành tinh khác. Cái tâm của mình tương ứng với một cái loài khác, không còn là loài người nữa, quý vị tin không? Những cái kiểu cách đang sống của mình bây giờ, những cái thù hận, những cái ghen ghét, những cái tham dục, những cái gian manh xảo trá, những cái trục lợi bất chính gì đó, rõ ràng là nó không có tương ưng, nó không còn tương ưng với cái loài người nữa. Chúng ta dùng ngôn từ như vậy. Vì loài người trong tương lai ở một cái tầng cao hơn bây giờ về mặt tâm thức, tức là họ sống không có thù hằn, họ sống bằng tình thương. Bây giờ mình không thương đâu có khế ứng được, đúng không? Họ sống bằng cái sự bao dung rộng lượng, họ chăm sóc, họ che chở, họ bảo bọc nhau, họ dìu dẫn nhau đi lên. Mà mình bây giờ sống cá nhân ích kỷ, chỉ lo cho mình thì không có tương ưng, không có tương ưng. Và sống với đầy cái lòng biết ơn, mình không biết ơn miếng gì hết á. Người ta nhận một hộp cơm, họ mừng rung để họ lại, họ cảm ơn. Bây giờ mình nuôi mình 5 tháng, 7 tháng mà bữa nay hả, mình muốn này không cho cái ông đó, ông xấu quá, không chơi ông nữa, kiếm một khác. Không có tương ưng, không có tương ưng thế giới loài người trong tương lai. Vì thực sự từ phải nói là cái từ cái trung tâm của thiên hà mà dồn cái năng lượng xuống của các hành tinh ở trong cái dải thiên hà này, đang nói tới giải, nó bây giờ nó rộng dải thiên hà này, mấy triệu năm nó mới đổ năng lượng một hành tinh một lần. Và quả địa cầu chúng ta được đổ từ năm 1950 rồi lên tới năm 2012 vân vân, nó sẽ đổ rất là nhiều năng lượng để nó nâng tầm quả địa cầu này, mà loài người lại không có được nâng lên cao, thì thấy chuyện rất là buồn. Cái năng lượng đó để phủ và để che, để chuyển hóa hết tất cả những cái gì đang có. Và nó sửa đổi, quý vị thấy sửa đổi kinh khủng, sửa đổi kinh khủng. Không có cái chuyện mà đó giống như bây giờ mà mình đã được ăn muối Himalaya đó, đúng không? Thì mấy trăm triệu năm về trước nó là biển, và nó biến thành núi vậy đó. Và lục địa chúng ta bây giờ nó bị gì cằn cõi, cái bề mặt của lục địa nó bị cằn cõi, cái việc mà sinh sống của chúng sanh trong cái mặt địa cầu này là nó sẽ tới cái mức độ nguy cấp rồi. Buộc cái lục địa này phải đổi đi, sẽ đổi lục địa khác á. Thì trong tương lai nó có nhiều cái lục địa bị chìm, và nó sẽ đổi lục địa khác. Mà chìm lục địa thì mình chắc mình bay lên trời quá ha. Thay đổi vậy đó, quả bề mặt của quả địa cầu sẽ thay đổi rất là nhiều chuyện như vậy luôn, nhiều lắm, mình nhìn thấy rất là nhiều. Mà cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện bây giờ muốn nói là cái chuyện của mình có thay đổi hay không, có muốn thay đổi hay không, quý vị chịu khó ngồi nghiệm lại giùm. Ở đây là cái chuyện ở trong nhà mình ra, mình nói thật là quý vị nên dành thời gian cho chính bản thân mình, ngồi ở góc nào đó thật là trống, thật là yên, một ngày, hai ngày, ba ngày nghỉ, đừng có ăn gì hết trơn á. Ngồi nghiệm lại coi mày có muốn thay đổi không? Có muốn thay đổi để tương ưng với một cái thế giới văn minh của nhân loại trong tương lai hay không? Hay là mình muốn ụt đi cái cõi nào thấp hơn? Thì mình quyết định, đưa ra quyết định đó là mình sẽ sống sau ba ngày ngồi không ăn, không uống để mình nghiệm ra vấn đề, và mình bắt đầu sống với cái quyết định đó đi. Nên làm đi, chứ không kịp. Tôi thấy không kịp. Nếu mình không có gấp rút thay đổi là không kịp.
Đừng có bám theo những cái giả danh, những cái quyền lợi gì ở bên ngoài để làm cái gì. Không có kịp làm chuyện mình, không có kịp, đừng có lo chuyện ba láp ở bên ngoài nữa. Đây là một cái sự thật mà phải dùng cái từ là gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh với nhau. Vì nhìn thấy cái cảnh tượng này không được gọi là tốt đẹp lắm. Phải nói một câu rồi đó. Cái diễn cảnh sắp tới nó không tốt đẹp lắm cho mọi người. Ở trên bề mặt của hành tinh này, trên bề mặt lục địa này, gần như nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái lục địa. Những lục địa chìm để có những lục địa khác lên để thay đổi dữ lắm, thay đổi nhiều lắm. Chưa nói cái chuyện giông bão, chưa nói chuyện sóng thần cái gì đó, cái chuyện bình thường. Cái chuyện mà bị dịch, bị chiến tranh, chuyện bình thường, nó bình thường. Sàng lọt thì nó phải sàng cho tới chứ. Sàng cho tới còn gạo cội thôi. Thì ai là người gạo trên sàn? Đó là quan trọng. Mình bây giờ muốn gạo lọt sàn hay gạo trên sàn là quyền của mình chọn rồi đó, đúng không? Nói nhiều, thật sự khi mà trong giai đoạn gần đây, kể từ cuối tháng 11 cho tới bây giờ, sau những cái lần gọi là biến chuyển thân tâm, thì tôi nhìn ra nhiều điều, nhìn ra rất là nhiều điều, và tôi luôn quan sát nhân loại của mình, quan sát những cái gì liên quan tới cái sinh hoạt của loài người của mình trong tương lai, thì thực sự rất đáng lo ngại. Vì cái tầng tâm thức của mình đang thấp, quá thấp. Phải nói một câu vậy, tầng tâm thức của nhân loại mình quá thấp. Và tầng này không còn tương ưng với loài người trong tương lai nữa, đó là loại đáng lo. Thật sự rất đáng lo. Cho nên nói cái gì, làm cái gì mà để cho người loài người của mình được chuyển hóa là tôi nói tôi không ngần ngại. Muốn một con người nào đó chuyển hóa thật sự nó không phải là dễ, tôi cũng nhìn thấy như vậy. Tại họ không muốn chứ không phải là mình không muốn. Nếu mà họ muốn thì rất dễ. Họ muốn thì rất là dễ nhưng mà họ không muốn. Đây là những cái mà tôi nói, phải nói là nói rất là thật, tận đáy lòng, tận con tim của mình. Muốn làm sao nhân loại của mình bước một bước ngoặt mới ở nơi tâm hồn. Bỏ mấy cái chuyện đó không có mất mát gì đâu, bỏ thù hận không có mất mát gì đâu, bỏ cái ghen hờn, bỏ cái ích kỷ, bỏ cái cá nhân không có mất mát cái gì đâu. Mà quý vị còn được thăng tiến. Còn nếu mình theo đuổi những cái dục vọng, theo đuổi những cái ác tâm, những cái hiểm hại, những cái mà gian xảo, gian manh, những cái chấp trước, những cái ích kỷ của mình, những cái ganh tị, những cái ghen tương, đó đúng là có hại á. Phải nói đó là có hại. Thì mình tự nghiệm ra để mình có thể loại nó ra khỏi đời sống của mình được hay không? Thử một ngày sống, mở mắt ra mình nhìn nhân loại với cái gì? Bằng cái tâm gì để mình đón nhận ngày mới? Có hơn hôm qua không? Có trong sáng hơn không? Có an lạc hơn không? Có thanh tịnh hơn không? Có nhiều lòng tri ân hơn không? Có nhiều tình thương hơn không? Có nhiều sự thứ tha hơn không? Nếu được thì quý vị thấy là mình có tiền. Còn không được thì thôi, mở mắt chưa có tỉnh nữa mà ăn gì cho đã ta. Phải dứt trừ mấy cái này, mình không có dứt trừ được thì lấy cái gì? Lấy cái gì để mình thăng qua? Cho nên tôi nói đơn giản thôi, đúng không? Thì bây giờ mình sống rất là bình thường, rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mình thấy ai, mình nghe tới ai, mình nghĩ tới ai, thì sao? Cái tình thương tới trước, cái sự kính trọng, cái lòng tri ân tới trước. Được như vậy không? Không được thì lại Phật cầu cho con sanh được cái tâm này dùm đi. Đúng không? Mở mắt ra thì mình nghĩ tới xã hội này, loài người thôi, mình không cần mênh mông cái vũ trụ gì hết đó. Loài người mình thôi, mình nhớ tới loài người với đầy cái lòng rung cảm, thương yêu, thứ tha, biết ơn họ. Chỉ cần vậy thôi, Thì đó mới là cái tâm của loài người trong tương lai.
Đó là tâm của loài người trong tương lai. Tôi nói một cách thấp nhất thôi, loài người mình thôi, chưa nói loài khác. Tại vì cơ hội của loài người trong tương lai nó không phải đơn giản như vậy. Như vậy là đã quá đơn giản rồi. Nhưng mà tôi nó muốn nói tới cơ hội thì cái việc học đạo, cái việc hành đạo của loài người trong tương lai nó sẽ tốt hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần như bây giờ. Vì thay đổi một cái nền văn minh là thay đổi rất là nhiều cái việc tốt đẹp. Đối với chúng tôi là tốt đẹp, nó không có xấu, tuyệt đối là không có xấu. Nhưng những người chấp trước cái thân người, chấp trước cái kiếp người, nó trở thành xấu là tại vì chết nhiều quá. Thì nó trở thành xấu là tại vì mình đang chấp trước, mình không có cái gì hơn cái thân này nữa. Nhưng cái người đã thấy được có cái tâm nó hơn cái thân này, cho nên mình chăm lo cái tâm tốt, cái thân này là tự động nó sẽ được nha, nó được thọ cái thân ở cái đời mới tốt hơn. Đó là người biết nhìn xa. Còn đời này mình tìm gì để thỏa mãn mình thì thôi, mình là cái người chấp thân nặng rồi. Chút đụng tới thân, chút đụng tới danh dự, chút đụng tới ăn, chút đụng tới ngủ là kể như mình điên lên. Người ta chỉ cần là không coi trọng mình, cái mình khóc tới khóc lui, buồn tủi hận hờn. Thì vậy mình là ai, mình là cái gì, mình muốn cái gì? Đến với đạo mà mình không có dám bỏ cái riêng tư ích kỷ cá nhân mình ra để mình sống cho đạo. Không có cần sống cho cái gì ghê gớm lắm đâu. Mình sống cho đạo là bây giờ mình sống đúng với đạo, mình sẽ hết, mình nhẹ đi cái hận thù, cái riêng tư, cái ích kỷ. Làm không được. Trời ơi, hai cái người xuất gia ở chung chỗ cự lộn lúc đầu ít, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Mình xuất gia rồi mà vậy đó, mà bạc tóc hết rồi chứ không phải trẻ đâu, 60 trên lên rồi. Mà vậy người kêu tu sao? Như gặp cái tôi mô Phật. Thì đó là người đời họ chọc ở ngoài miệng mô Phật, ở trong bụng chứa một bồ dao rong, đúng đúng y, không có sai. Bây giờ nếu mà sắp cho hai người đó ngủ chung là sực nhau nữa. Tôi phải sắp ở riêng, ví dụ vậy đó. Nó có những cái chuyện vậy rồi sao, kêu đời sao tôi được làm người. Làm gì nổi, cái tâm đó không phải cái tâm người. Tôi đã nói, ở đây mình đang nói tới cái tâm người trong tương lai thôi. Là mình đã hủy hoại cái tâm làm người của chính mình bằng tất cả những cái cách thức sống đó. Thì phải dè chừng chứ, bây giờ muốn gìn giữ mình làm người hay không. Đừng nói tôi quy y, đời sau tôi đủ tư cách làm người. Xin lỗi mấy người ganh tị, ghen hờn, ghen ghét, ích kỷ, nhỏ nhen, bảo thủ, chấp trước, hờn thua, đủ thứ chuyện hết. Tâm đó đâu phải tâm người mà đời sau được làm người. Tức là mình không có gìn giữ được cái tâm làm người của mình, không có giữ được đẳng cấp của con người của mình, thì chắc chắn là mình sẽ rời đây, mình đi đâu đó. Trong cái lục đạo luân hồi hồi trước á, trong kinh diễn tả rất là nhiều, nhưng mà mình nhìn thấy nè nha. Ví dụ như mình làm người mà mình nhiều cái tham dục quá, đời sau mình làm súc sanh mình cũng vẫn còn trở lại cái quả địa cầu này, làm súc sanh trong quả địa cầu này. Và nếu mình ích kỷ nhỏ nhen, đó là mình làm ngạ quỷ, thì mình cũng lẩn quẩn 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 chung quanh cái quả địa cầu này. Tức là chứ mình không có đường để mình thoát ra, không có đường để mình vượt tầng được đâu, thì mình cũng lẩn quẩn quẩn vòng đây đó. Thì tất cả những cái mà được gọi là đọa đài, nó cũng loanh quanh lẩn quẩn, nó chưa vượt khỏi cái tâm thức của một cái loài chúng sanh mê mờ. Ở đây dùng cái từ là cái loài chúng sanh mê mờ mà đại diện cho loài người của mình. Và loài người của mình không thay đổi được thì mình lẩn quẩn. Nhưng mà ác một cái là sắp tới nơi nó không cho lẩn quẩn, không có lẩn quẩn, tức là thay đổi toàn bộ. Được là được, không là đi chỗ khác chơi. Giống như là cái gì, thi vô đại học mà trượt thì phải học cao đẳng đúng không? Không đủ điểm cao đẳng thì xuống trung học, không đủ điểm trung học về quê cấm câu đó là cái chuyện đương nhiên. Và thời này nó cũng đang giống như vậy. Và nếu như mà nói là cái đẳng cấp của loài người sắp tới là trương tầm với cao đẳng thôi, chưa tới đại học, thì loài người mình không đủ điểm nhiều lắm, không đủ điểm hơn 90%. Để coi, 8 tỷ còn 800, không được nữa. Để coi,
Tính vậy nè hơi bị ghê. Xin thưa, không phải con dọa và không phải con tưởng tượng mà con đang nói thật. Mong mọi người hết sức là trầm tĩnh, nghiệm lại mình, dành hết cái thời gian quý báu trong cuộc đời của mình, trong cái khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy là mình có thể ngồi yên một mình ở một cái góc nào đó để mình giữ yên mình, để mình tận tâm, tận lực suy nghĩ cái cuộc đời của mình đã trải qua như thế nào. Và bây giờ mình đang ở vị trí nào và mình cần phải thay đổi để mình tiến hóa hay không? Đây là chuyện rất cần, mong rằng mọi người phải dành hết thời gian làm giùm. Đây là một cái gì đó nó hết sức chân tình tôi muốn nói. Tại vì thực sự đụng vô bản kinh Quan Âm nó cao quá quý vị, giới không tới cái mình thấy mình cũng có được cái gì. Thực sự là như hồi trước tôi nói, nếu như giảng cho chúng hội này, tôi sẽ không tiếp tục giảng Quan Âm nữa. Ai đây hiểu đâu nào, nói đưa tay lên coi. Không có. Phải nói thật là không có. Nhưng mà tôi cần ở trong chúng hội này nha, cần trong chúng hội này, trong lúc quý vị nghe, quý vị cứ đừng có bị vướng cái chuyện gì tào lao tùm lum ở đâu bên ngoài, đúng không? Mình chỉ cần lắng động hết những cái chuyện kia, mình chỉ cần mở tâm để cho từng lời từng chữ của kinh nó rót được vô tâm mình cái là hú hồn hú vía tôi rồi. Hiểu hiểu kệ mấy vị. Nhưng mà làm ơn làm phước để cho nó rớt vô tâm mình bằng tất cả những cái gì liên quan tới bản kinh này. Có nghĩa là bây giờ thì thật sự là quý vị không hiểu, nhưng mà đã gieo cái mầm đạo quả tối thượng vào tâm của mình. Đây là thật sự là cái mầm mà trí tuệ giác ngộ tối thượng của loài người, của tam giới này, hay nói riêng là đạo Phật. Còn bây giờ vô đây tôi thấy rõ ràng là nhiều người cũng đóng bích nữa. Ngồi đây mà đóng bích, chờ con chút một thầy giảng lại lẽ xuống mình ăn cái món mình giấu giấu ở dưới đó. Để con chuột con chó vậy nó ăn mình ăn không kịp, tranh thủ ăn. Nó nói gì đó, mình làm cái gì đó chứ không phải là ngồi đây để mình thực sự là mình ở đây để mình học đạo. Thì làm sao mình nghe được, mình học được cái bản kinh kinh khủng này. Tôi nói không phải là mình muốn nói cái gì khác, nhưng muốn nói ngay tại đây là mình đã bị thất bại. Mình tự quỷ mình từng giờ, mình tự hoại mình từng khắc, tự nhấn chìm mình từng khoảnh khắc một bằng những cái hành động, những cái suy nghĩ của chính mình. Nó không có đẳng cấp, nó không có tương ưng với cái loài người nữa. Thì khi mà mình đã rời khỏi loài người là mình không có trách móc được ai. Phật tổ đã làm hết sức rồi. Phật tổ đã làm hết sức rồi, phải nói như vậy đó. Các vị đã làm tận tâm tận lực cho cái loài người của mình. Mà chờ đợi mình thức tỉnh chiếu, mình không thức tỉnh gõ đầu mình là mình lấy cái bọc sắt mình che lại nghe nó cung cung, chứ không có gõ cái cọc như bình thường ra nó không có thấu tới cái não của mình. Đục cái màng nhĩ của mình nó ra tới 8 cái lớp nghiệp với nó mới có thể thấu vô được cái lỗ tai. Chỉ chừng nào mình tiến quá này, uổng lắm, không kịp nữa. Và rất là uổng phí cái lộ trình mà làm người của mình bao nhiêu kiếp qua. Đương nhiên là mình thăng lên thăng xuống chứ mình cũng liên tục. Nếu mà mọi người ở đây mà có cái người nào mà liên tục làm người là bây giờ giỏi lắm. Mình kiếp không có, tức là mình vừa làm người, cái mình làm cái gì đó, cái này sao xuống, rồi cái bây giờ mà mò lên, rồi nó để xuống rồi lên, chứ không có liên tục. Nhưng mà mình nó vẫn không thoát ở đây. Nhìn kỹ rõ ràng là mình gọi là lẫn hụp trong các loài, quanh quẩn trong quả địa cầu này. Tôi thấy rất là rõ là nó quanh quẩn trong quả địa cầu này. Mà cứ lẫn hụp không hụp. Và đời này là được cái ngôi mà cao ở trong cái quả địa cầu này là loài người. Phải nói vậy, tức là chúng ta đang ở một cái địa vị cao nhất của tất cả các loài động vật. Mà còn may mắn được học đạo giải thoát mà không có trân trọng, không có quý, mình tự quỷ mình, tự dìm mình trở lại, tự phá hủy cái ghế mình đang ngồi, cưa gãy cái ghế của mình. Thì mình té ghế là mình chịu thôi, nó không có trách được. Tôi không biết phải dùng cái từ là tôi nói giờ tiếng Trung đánh động hay là nói bích lòng chồm sớm thì tôi không biết. Nhưng mà đây là một cái điều rất là thật lòng. Tôi muốn nhân loại chúng ta được quay lại đây đông hơn. Để mai kia muốn nọ là nhìn cái hành tinh này có những người mà gọi là cái gì, bỏ cái thân này thì mình còn được tự do chọn lựa trở lại đây, hay là mình đi chỗ cao hơn.
quả địa cầu này chưa phải là cao, đương nhiên là một tầng cao hơn cái thời này, nhưng mà nó cũng không bằng cõi trời. Nhưng mà phước nó cũng ghê gớm đúng không ạ? Cơ hội học đạo, cơ hội tu, cơ hội sống, tất cả mọi cái đều hơn bây giờ, hơn bây giờ dữ lắm. Không có phải như mấy cái nhà toan tính kia đâu, họ muốn sàng lọc, họ muốn loài người thế này thế kia thế nọ, để còn là cái thế văn minh theo cái kiểu tính toán của họ, qua cái thời đại văn minh, qua cái thế hệ mà 5D rồi bắt đầu là sử dụng công nghệ thay thế loài người để rồi gì đó. Cái đó mình mà chấm chấm để đó, tại vì mình biết những cái đó nó không có thực hiện được đâu. Đó là những cái mà, những cái ác tâm để mà có thể loại trừ nhân loại này thì họ sẽ bị loại trừ bây giờ. Tự cái sự sàng lọc của thiên nhiên sẽ thay đổi mọi thứ. Đừng có nghĩ là quyền lực có thể thay đổi con người khác, tiền bạc có thể thay đổi, là chúng ta đã đang sai, đã sai lâu lắm rồi. Thời gian trước nó có thể nó đúng và tới bây giờ nó có thể tạm được gọi là đúng, nhưng mà từ đây về sau nó không còn đúng nữa. Tiền và quyền thì chưa chắc đã được làm chủ đời sống của mình đâu, mà là tâm linh á thì mới có hy vọng là làm chủ, còn không là không làm chủ được. Cho nên những người mà gọi là chủ nghĩa vật chất thì đang trong giai đoạn mà nó sẽ sàng lọc và suy thoái đến mức độ tận cùng, và phải thay đổi hẳn cái chủ nghĩa vật chất, để thấy rằng ai không tin tâm linh thì lần lần sẽ tin tâm linh. Mà thật sự những người tin tâm linh thì mới có khả năng tồn tại trong giai đoạn tới. Còn không tin tâm linh rồi sẽ thấy là mọi chuyện nó sẽ khác đi, không như mình tính. Cho nên những người nào mà nặng vật chất thì phải coi lại cái việc của mình, đừng để cho nó là tối thượng thì mới có thể thăng tiến được. Còn ai mà nặng về vật chất, cho vật chất là tối thượng, là đỉnh cao, chúng ta chỉ biết mưu cầu vật chất thôi, thì người đó là tự hoại cái kiếp người của mình. Dù cho có thành tựu cho tới giờ phút này, thành ông gì bà gì đi nữa, thì tôi nói là người đó đang hoại cái kiếp người của mình, đang làm hoại kiếp người của mình, để rồi là mình mất hút cái kiếp này là không còn được nữa, không còn trở lại cái thân làm người nữa, mất đi hoàn toàn. Cho nên tùy mình ha, ở đây là phải nói là tùy mỗi người chọn lựa. Và tôi mong rằng mọi người phải có một cái thời gian thực sự ngồi riêng để đưa ra một quyết định còn lại trong cuộc đời này của mình. Quý vị, sau một đêm có thể mình có được cái thay đổi. Từ hôm trước tôi coi một cái phóng sự của một người đầy tội lỗi, không tiện nói tên, và họ bị tù trên đất Mỹ. Người Việt Nam bị tù trên đất Mỹ, trong 5 năm đầu vẫn thấy mình tài, mình giỏi, mình hay, mình đúng. Từ năm thứ 5 trở lên tự nhiên giật mình thấy mình sai ít, nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, thấy mình có lỗi, không có gần gũi, không có lo lắng để cho cha mẹ phải khổ sở, phải mất mặt với người ta là con mình tạo tội bị tù, cảm thấy ân hận. Lúc đầu với ân hận khi mà mình thấy mình không còn gần gũi, không còn làm cái điều gì để cho cha mẹ được nở mặt nở ngoài. Rồi lần lần thấy những cái tội lỗi cũ mình đã làm, đã từng lấy tiền người ta bằng khả năng của mình, của công nghệ nhiều lắm. Tới bắt đầu thực sự thấy mình có lỗi, bị chấn động với tất cả những cái lỗi lầm của mình, trải qua một đêm. Và ngay đêm đó, cái con người mà tự nhận ra tất cả những cái việc sai trái của mình bằng tất cả những cái sự chân thành, không theo đạo nào hết, không có theo đạo nào hết. Anh này nhỏ lớn theo đạo nào, mới trẻ tuổi mà. Thấy hết tất cả những cái việc làm sai trái của mình, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, và bằng cái sự ân hận sâu nhất nơi tâm của mình, quyết lòng không tái phạm nữa, bằng cái khả năng của mình sẽ giúp được nhiều người. Và đêm đó anh phát nguyện, nếu còn sống, nếu anh được tự do, thì anh nguyện sẽ đem hết cái cuộc đời còn lại, thứ nhất là lo trả hiếu, cái thứ hai là trả ơn, trả nghĩa, và chuộc tất cả những lỗi lầm đó trong cuộc đời mà mình đã từng làm. Theo tôi, người này ngộ đạo, tôi đang hẹn để gặp để coi như thế nào. Và người này rõ ràng là khi trở về Việt Nam đang làm rất lợi cho đất nước, cho người dân Việt của mình, tức là bằng tất cả khả năng vốn có mà rất là giỏi, cực giỏi, cực giỏi. Tôi muốn đối thoại một lần coi có phải ngộ hay không. Nghe qua phóng sự thôi, chưa có gặp trực tiếp.
Mà rõ ràng theo cái thấy của tôi là người này không ngộ thì không có thay đổi nổi. Mình bây giờ người tu mà chịu ngồi là đối nghiệm thấy này lỗi thấy kia, lỗi thấy nọ, lỗi thấy này sai, thấy kia thay, sai thấy nọ sai suốt đêm, mình có làm nổi không? Hỏi thiệt mấy người tu không có làm nổi. Thì rõ ràng con người đó sẽ được dồn vào đường cùng. Quá giỏi đi nhưng mà bị dồn vào đường cùng, gọi là đụng là phong, thì họ sẽ nhìn lại. Còn mình thì sướng thấy mộ mà. Ở nhà cha mẹ nuôi muốn gì cha mẹ cho đó, vô chùa thì cha mẹ cũng gửi tiền vô để rồi lo mình, để mình được sống sung sướng. Cứ nói chung là nhỏ lớn mình không có gì khổ, không có gì khổ lấy gì để lo. Nếu ở trong chùa thì cũng có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, có người lo hết rồi. Giờ mình lo ăn sao cho đã, lo ngủ sao cho đã vậy thôi. Chứ còn mình có muốn cái gì ngoài cái muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân ra, mình không có cái muốn khác, không có muốn hơn bây giờ về mặt tâm linh. Thì đành chịu là mình phải dậm chân và mình dậm cho tới lún đất để mình chui xuống dưới. Chứ không biết làm sao nữa. Đây là điều mà mỗi khi nghĩ tới tôi rất là, phải nói là rất là lo. Cái gì dùng từ là không kịp, mà rõ ràng là không kịp. Chúng ta không kịp, không kịp nữa. Phải dùng cái từ gì là không kịp, không kịp, không kịp nữa. Cơ hội không phải là không có, mà mình không biết nắm bắt để mình thăng tiến thì uổng cho cuộc đời, uổng cho kiếp người, uổng cho kiếp người lắm. Sau một đêm quyết định thì quý vị sẽ thay đổi cuộc đời mình để mình có một cái hướng mới và mình có một cái cách sống mới thực sự. Mình chấp nhận, mình sám hối tất cả những lỗi lầm, mình chấp nhận, mình thay đổi cuộc đời mình để mình làm con người mới sống lợi ích thực sự. Và mình thực hành cái việc lợi ích của mình bằng cái suy nghĩ của mình, dù là lợi ích rất là nhỏ. Tôi nói nội mình đó là tự nguyện, mình thấy miếng rác dơ ngoài đường mình lụm, mình tự nguyện, mình thấy cỏ mọc linh tinh ở trong chùa mình nhổ hay gì đại khái vậy. Tức là mình làm cái gì đó mà mình cảm giác là đây là cái chuyện tự nguyện, mình muốn đem cái khả năng vốn có của mình, cái sức lực vốn có của mình, cái trí tuệ vốn có của mình để mình làm cho ai, mình giúp cái gì để có lợi cho cuộc sống này, mình thử tự nguyện làm dùm ngày tôi coi thử. Thì mình mới thay đổi chứ, không phải tập làm cái việc rất là nhỏ. Mà mình thấy rõ ràng là mình quyết làm, mình muốn làm bằng tất cả các khả năng vốn có của mình sẽ thay đổi để mình nâng tầm mình. Chứ đâu có lợi ích cho ai, mất mớ gì ai. Cho mình thôi, trước mắt là cho mình được thăng tiến. Đương nhiên là cái việc thăng tiến mình nó sẽ có ích xung quanh, tự động nó sẽ có ích. Và lần lần quý vị sẽ thăng tiến ở một cái tầng mà tầng tâm mình nó đủ, mình nó mở toang hết mọi cánh cửa để mình đón nhận những cái gì màu nhiệm nhất, linh thiêng nhất, cao đẹp nhất của vũ trụ đang rót vào cái quả địa cầu của chúng ta. Năng lượng ở một tầng cao để mình rung động ở một cái tầng yêu thương, một tầng tri ân, một tầng bao dung, chứ mình không có rung động ở tầng thấp nữa. Xem như mình xong được một bước, mình đã một bước tiến thực sự trong đời này. Còn không làm được như vậy thì lấy gì tiến tôi cũng không hiểu. Mở mắt ra mình muốn cái gì đó, trước khi nhắm mắt mình muốn cái gì đó, mình tự hỏi mình đi đó. Từ bây giờ là mình bắt đầu mình làm đi. Cũng đơn giản thôi, đâu khó đúng không? Bây giờ là trước khi đi ngủ ngồi dò cái đầu mình muốn gì đây? Hả? Muốn gì? Muốn gì ngủ? Đúng không? Sáng thức dậy cũng dò đầu ngày mới này muốn gì? Muốn gì? Muốn tốt hơn hay là muốn xấu hơn? Mình muốn thành Phật, thành tiên hay là muốn thành quỷ, thành ma? Mình muốn thăng lên hay là muốn độn thổ? Đó, tự mình trả lời. Để mình có một ngày mới cho mình, để mình có thể đi vào giấc ngủ bằng cái tâm gì. Thì như vậy dần dần nó sẽ gì? Sẽ thay đổi được mình. Không có gì bằng chính mình thấy được mình, đúng không? Thấy được mình là cái điều quan trọng. Mình là ai? Mình tới đây để làm cái gì? Và mình đi đâu? Bây giờ rõ ràng là đi đâu, không biết đi đâu. Ngủ không biết có thức gì được không nữa. Đó, mù tịch. Mà không ai lo hết là tôi không hiểu làm sao. Tôi nói nội mình là ngủ không được.
là lo kiếm thuốc uống. Trời ơi, tôi nói thiệt, người tu mà ngủ không được là một cơ hội. Tôi nói không phải tôi nói chơi đâu. Ví dụ như bây giờ mình nằm xuống mình ngủ không được mà có mình à, làm ơn Phước đừng có bật dậy bấm điện thoại để tám là được rồi. Nằm mình ngủ không được quá tốt luôn, đúng không? Tại sao nửa đêm người ta mù mờ, người ta đi giờ giấc ngủ mình tỉnh quá không? Phật tổ đang giật dây mình á, thì mừng đi lại tạ ơn Phật cho con được tỉnh trong cái đêm đen này để con có thể nhìn ngắm được mình. Cơ hội để tu. Còn thức dậy sớm nữa, tôi ngủ không được, tôi bị thức sớm quá. Ăn gì uống gì để ngủ thêm được một chút cho nó lên ký. Ốm ốm bị người yêu chê. Cái kiếm thuốc ngủ, kiếm đồ ăn. Chứ còn ngủ sớm, thức dậy sớm, tỉnh táo là một cơ hội tiếp tục để cho mình tu tập. Đó là mình đối với một người tu á, thì gần như tất cả những gì liên quan tới mình mà được tỉnh là mình lại Phật, mình cảm ơn Phật đi. Nhất là ban đêm. Ban đêm mà không ngủ được tới 12 giờ, 1 giờ quá tốt đi. Ngủ có 15 phút cái nó tỉnh lại à, tốt luôn. Không có chết đâu, có chết gì đạo cũng tốt luôn. Nhưng mình đâu có dám vậy, đúng không? Có ai mừng khi mình không có ngủ được không? Có ai mừng khi mà mình bị thức quá trước giờ không? Thay vì 3 giờ gõ cản, 2 giờ mình thức rồi. Trời ơi, mắc gì sức sớm người ta nhét lỗ tai bông gòn ngủ tiếp trùm mình hai lớp đừng cho đừng ai làm động. Lỡ mình bị thức nãy bị mất hết khúc ngủ rồi, bây giờ gắng ngủ để bù. Chứ không ai mừng khi mà mình thức 2 giờ rồi, vậy là mình dậy sớm hơn, mình có cơ hội tu nhiều hơn. Có ai không? Có, kiếm cái này kiếm khó lắm mà nha. Thế giới này mà kiếm được mấy người không biết nữa. Này nó bị khó. Và vậy thì kiếm mình thăng tiến cái gì? Đó, cho nên mình phải hỏi mình đang muốn cái gì? Đang muốn cái gì? Mình nên chính chắn trả lời cho chính mình là đang muốn cái gì? Nếu mình cái người tu mà sâu nơi lòng mình muốn cái nó không phải đạo lý, để tóm lại, tu tiếp làm cái gì mà mình muốn những cái không phải của người tu? Tự nhiên mình giận người kia mà không chửi được là mình ăn không được, ngủ không được. Thì cái muốn đó muốn của người tu hay muốn cái gì? Chửi bữa nay không đã, mai chửi tiếp, mà chửi hoài thấy không đã cứ chửi mỗi ngày nổi tăng tốc lên. Chửi sao mà cho mày cái nghĩa là mày đi xa khỏi, đừng khuất mặt không thấy mặt nhau, chứ còn ra vô gặp mặt rồi ăn không được, nuốt cơm cái thấy người này mắc nghẹn, cái ngủ nghe người kia cục kiệt, ngủ không được. Ví dụ mình tới cái mức đó là rõ ràng là mình không còn là người tu nữa. Mình có những ham muốn, có những cái mà mình rõ ràng là không có giống cái người bình thường, chứ đừng nói giống người tu. Thì như vậy nha, như vậy là mình tự dìm mình, không mất mới gì tới Phật tổ rồi nha. Đừng đổ thừa Phật không cứu con, Phật cứu mình gỡ tay ra, mình không chịu, mình muốn đi xuống dưới kia ngon hơn. Cái đó là tự mình chọn, đúng không? Cho nên sanh tử này nói thì giống như là mình bị sinh tử, nhưng mà không có. Mình muốn, mình chọn hết đó. Trở lại vấn đề là tất cả những cái chuyện xảy ra trong cái sanh tử bây giờ và tiếp nối, những cái chuyện xảy ra tốt hay xấu của mình trong cuộc đời này, mình phải mạnh dạn mà nhận lỗi về mình. Do mình chọn lựa hết đó, cho nên bây giờ nó tới. Mình khổ, mình vui gì là cái mình đã chọn, mình cái mình đã chờ đợi, cái mình đã mong cầu, bây giờ nó đang tới. Và mình sẽ ra đi mà mình không còn trở lại làm người nữa thì cũng tự mình muốn. Làm sao á? Nó thay đổi nhanh lắm nha. Ví dụ nói như vậy, có khi một tiếng đồng hồ người đó thay đổi. Thay đổi nhìn biết liền hả? Từ cái bậc thấp lên bậc cao thì tự nơi cái diện mạo của mình, tự nơi cái hào quang của mình sẽ thay đổi cái hình sắc của nó. Và người ta nhận ra được. Người ta ở đây là những loài phi nhân, họ nhận ra được, chứ chưa nói tới những cái loài mà cao hơn. Họ sẽ nhận ra được. Các vị chư thiên họ cũng sẽ nhận ra được mình, nếu mình thực sự bây giờ mình cảm thấy mình thay đổi được, mình có một cái hướng sống tốt. Các vị Long Thiên Hộ Pháp họ cũng thấy mình, chư Bồ Tát chư Phật sẽ thấy mình, và các vị sẽ tiếp tục
nâng mình. Còn mình đã quyết lòng không đi thì có lôi kéo mất công lắm, không ai lôi kéo mình được. Tại vì mình là người cố chấp đến mức độ không thể nào thay đổi được mình thì ai lôi kéo mình. Từ trường hợp là mình không còn cố chấp, cố thủ, cố hữu gì nữa thì mới hy vọng là mình mở tâm mình ra, là mong là mọi người sẽ có một cái sự thay đổi thực sự lớn cho cuộc đời còn lại của mình. Không phải thay đổi bình thường được đâu, thay đổi bình thường không kịp, phải thực sự thay đổi lớn. Ngon rũ sạch tất cả những cái đang có thì mình là người trống rỗng, trống quách để mình mở tâm ra, mình đón nhận đạo lý thì là ngon. Ai làm được vậy thì mới được gọi là thay đổi lớn. Còn không dẫn cái đà cũ thì tôi thấy rõ ràng là không còn kịp nữa. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn quả tai càng cung kính tin Phật, niệm Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nhưng người con thứ ba đã đến tuổi đi lính, phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà liền trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết gian cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng: tín nữ Khoan Kim xưa kia ngu si, không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật Bồ Tát giúp cho con một việc, xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút. Do vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng, con trai của con sắp vào lính 3 năm, cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn. Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát, nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó, dám xin Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Quán Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt, sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà. Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo đường lớn, như hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì ở bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà: Bà tên là Khoan Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không? Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói: Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây, ông ta mời bà vào trong đó có chuyện muốn nói với bà. Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình: Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không? Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói: Nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên tạp vụ chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãy móng tay cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác, chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thử một tháng lương nữa. Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng nói: Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ. Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ.
Nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức bắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: "Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào." Có người còn nói xen vào: "Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho." Ông chủ tịch vội vàng nói: "Không được không được, việc này xin các anh tha cho. Do gì tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta: "Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ?" Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng: "Bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi. Tôi là cũng không có quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vì cái đêm trước mà bà ta lại làm, tôi chiêm bao, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi, cô là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến nhờ tôi. Do vì có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp, con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn." Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng: "Vì lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây?" Cô gái đó lại nói: "Lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai, trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đón ngoài cửa là được rồi." Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người: "Thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mầm cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế?" Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói: "Từ hôm đó sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa." Chuyện kể tới đây tôi liền hỏi sư tỷ: "Ông chủ tịch đó là ai? Tên họ là gì?" Sư tỷ nói: "Ông ta họ Trương tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên." Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được. Mình còn tiếp tục trở lại đây hay không, dù mình sống có mấy chục năm nữa, chưa chắc là sống mấy chục năm đâu, nhiều cái thay đổi, ở ngồi đây chưa chắc là đã sống được mấy chục năm đủ đâu. Mấy chục năm sau, 5-10 năm sau là cái số mà mình đang có mặt ở đây chưa chắc còn được 50%. Và trong cái số chúng ta ở đây như hôm trước chúng ta nói là đủ cái trình độ để trở lại là tôi thấy ít lắm. Đó là cái chuyện mình lo. Nói tới nói lui hoài là cũng vì cái chuyện này. Nhìn thấy loài người mà không trở lại làm người được, cái số lượng quá ít ở trên quả địa cầu này, không lo sao được. Mà đó là đồng loại của mình. Nhưng mà nghe mình nói họ giống như là cái gì, họ cứ nghĩ là nói dốc, nói chơi, nói đùa, nói hù, nói ba láp chứ không nói thật. Nhưng mà tôi thưa thật với mọi người là tôi nói bằng tất cả con tim của mình đó, trong cái thấy biết này về sanh tử. Không có tưởng tượng không được. Không có nói chơi, nói bằng tất cả cái sự thật. Tôi nhìn thấy những người mà thân cận bên mình, bây giờ họ chưa có lóe được ánh sáng để đời sau làm người nữa kìa, tin không? Thì nói cái gì đây? Và nói không có vô tâm họ,
Mình trực tiếp mình nói với họ mà họ không chuyển đổi thì hỏi quý vị là muốn cái gì nữa giờ. Còn nghe Phật Pháp nghe chơi chơi, nghe chung chung, tại nghe chung chung là nghe chung chung, mà nghe chung chung thì tác động nó lại ít hơn. Có những người thực sự như vậy. Cho nên rất là lo. Thì đương nhiên là cái chuyện vô thường nó tới không phải là 30 năm, 70 năm nữa đâu. Giai đoạn này nó không còn 30 năm, 70 năm, không hứa là mình sống được bao lâu ở trong cõi đời này. Nhưng mà có khi đây là đời cuối để làm người ở quả địa cầu này. Thì đương nhiên là mình ở những cái tầm thấp nào thì mình sẽ tới những cái nơi mà mình sẽ sống ở đó, vẫn tiếp tục sinh tử ở những cái cõi thấp hơn. Và điều kiện học hỏi để tiến hóa không còn như bây giờ nữa. Bây giờ là đã quá tuyệt chiêu rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Hiện tại bây giờ mình còn ăn được, mình còn chọn lựa thức ăn, mình còn ngủ được và mình còn có thời gian lại Phật tụng kinh, học Pháp, ngồi thiền được là quá tuyệt vời cho kiếp người này của mình. Nhưng cái việc mình làm với tất cả những cái thời gian mà mình đã làm đó là mình làm cho vui, mình làm theo phong trào, mình làm bị làm, mình bị lại Phật, mình bị tụng kinh, mình bị ngồi thiền, mình bị học Pháp. Thì làm gì mình thăng tiến? Nói chuyện thăng tiến là không bao giờ có. Đến bây giờ nói là tôi gắng tranh thủ tôi làm xong để tôi tụng kinh, ví dụ vậy, kiếm ra được mấy người ở trong chùa. Rồi ráng tranh thủ để sắp xếp công việc để tôi ngồi thiền. Rồi ráng tranh thủ để tôi nghe Pháp, kiếm ra được mấy người. Rõ ràng là mình không quý Pháp, mình không có kính Phật, không có trọng cái đạo giác ngộ giải thoát, khiến cho mình mỗi lúc mỗi thờ ơ. Mà vậy thì mình tự quại lấy mình. Bây giờ ví dụ như ở hết chùa, ở hết thiền viện tỷ người đi nữa mà họ không có người thiền, họ không có tụng kinh, ảnh hưởng gì với ông thầy trụ trì đâu, không ảnh hưởng gì, ổng đâu có bị xuống cấp đâu. Đâu phải mình gán mình không người thiền, không tụng kinh là mình phá cái chương trình của ổng, mình quại cái chương trình học tu của ổng. Bữa nay là tới giờ học của mình giáo bộ, mình rủ nhiều người cho nghỉ học, mình tới giờ tụng kinh cái mình rủ nhiều người núp núp không tụng kinh, tới giờ người thiền cái mình không người thiền cho thiền đường trống chơi nữa, mình phá ổng. Phá ai? Phá ai? Phá mình chứ phá ai? Bao nhiêu cái chương trình tốt đẹp dựng ra mình không làm, coi như mình phá, mình ngầm ngầm mình phá chơi. Phá không? Phá mình chứ phá ai? Nhưng mà vẫn ngầm ngầm làm chuyện đó thì tự mình nhận chịu những cái nhân quả của chính mình gây ra. Này là lần này không biết là lần thứ mấy tôi nói về cái chuyện mà chúng ta còn có quyền để được trở lại đây không á, là không biết tới lần thứ mấy chục rồi. Nhưng mà tôi cố nói hoài để cho quý vị sẽ nhớ những điều này. Nhớ để chi quý vị thử thay đổi mình được hay không cái đó. Thử là mình bỏ cái ham muốn của mình không có theo nó được không? Mình bỏ cái dục vọng mình không có thỏa mãn cái dục vọng đó được hay không? Mình thử mình trải lòng mình để mình lo lắng một người bên cạnh mình bằng tất cả những cái tình thương của đồng loại được hay không? Và đối với những cái số đông, những cái nơi đông người, những cái nơi sinh hoạt đông người, mình có dám hy sinh cái việc riêng của mình ra để mình lo cho cái việc chung một ngày hai ngày được không? Đó, những cái đó để thể hiện là mình có cái gì để thăng tiến. Còn thậm chí là phân công tới mình làm tới giờ mình kiếm mình gần chết, kiếm không ra, làm cái lén lén liếc qua liếc lại không thấy ai, cái bỏ trốn kiếm chỗ nào đó ăn gì đó, cái là trốn luôn trong cái góc đó, rồi tới giờ ăn lú đầu ra xong rồi cái mình trốn tiếp, cái gì thế? Thì mình là cái gì? Mình tự làm quả mình chứ đâu phải là cái chuyện làm biến đó là hay, chuyện biến nó không hay ho gì cho cái chuyện thăng tiến tâm linh của mình hết đó. Tới giờ rồi thiền kiếm cái hốc nào đó mình chung sao cho người ta đừng có thấy, giống như mấy cái con bốn chân thật sự. Loài người hai chân không muốn chung với hốc thành bốn chân thì sẽ có cái kết quả bốn chân, ví dụ vậy đó. Thì đó là tất cả những cái mà mình làm và mình tạo cái nhân để mình hưởng cái quả trong tương lai của mình, là rõ ràng là loài người sắp tới nó không có, chắc chắn là không có, mà đi xuống thì rất là khó có cơ may đi lên. Tôi đang nói trong hệ mặt trời, tôi chưa nói ra nha. Trong các hành tinh đang có trong hệ mặt trời này thì loài người là một cái loài mà gọi là cái gì, sinh hoạt của loài người rất là khó khổ.
cực nhọc hơn các cái loài, các hành tinh khác. Vì các hành tinh khác nó tiến hóa, nó ở tầng cao rồi, nó hưởng phước nhiều và nó dễ tu tập, nó gặp Đại Bồ Tát, nó gặp phương tiện thuận lợi để nó tu tập, chứ không phải như loài người của mình. Loài người mình cũng cực từ hồi sinh ra cho tới khi chết. Nhưng mà chính do như vậy mà mình có cái tâm gọi là muốn tiến hóa thì tuyệt vời cho tất cả những cái tâm hồn đó. Mỗi ngày mình mỗi tiếng gì mình gạt bỏ được, mình bước hơn một bước để những cái gì nó thấp thỏi, cái gì nó không có xứng đáng ở cái loài người, mình sẽ vượt qua được để mình sẽ thăng hoa hơn. Và ở một cái tầng nào đó nó sẽ tự do hơn về phước báo, về ăn, về mặc, về ở, chưa có nói gì khác nhưng cái phước báo đó thôi. Nó đã không có yên ổn ở trong loài người này. Những cái loài khác nó sẽ quyết định nha, ví dụ ngay cả sao Kim thôi, nó quyết định nó sống bao lâu ở đó, ở một cái đời đó. À, và rõ ràng là nó sống được, không ai có thể cắt cái mạng nó được hết. Nhưng loài người mình bây giờ có mình có quyết định được không? Không, mình mù mịt, mình không biết chết lúc nào luôn. Nên cái nghiệp của mình nó đến mức độ đó. Và tôi nói đi nói lại hoài, nếu mà mình là con người, thứ nhất là mình không biết ngày mai mình như thế nào. Cái thứ hai là mình không biết mình chết lúc nào. Cái thứ ba là mình chết mình đi đâu, về đâu mình không biết. Tức là gần như mình mù mịt một cách hoàn toàn. Mà rảnh ngủ thức dậy tới giờ quýnh cảng quen quen ngồi thiền, trùm mền nhét lỗ tai bông gòn, không nghe tiếng chuông, trùm mền hai lớp luôn, đừng cho người ta thấy, không là chui dưới đít sàn nằm, đừng cho người ta kiếm gặp. Thì nó giống y hệt những cái loại chui nhủi nhủi thôi, chứ nó không khác gì. Đó là nhân của chui nhủi. Nó không khác gì. Thế bây giờ mình đâu có muốn nữa, mình đâu có muốn thăng tiến nữa. Môi trường để cho mình thăng tiến, mình không thăng tiến, mất hoàn toàn những cơ hội thăng tiến của mình. Mà loài người chúng ta nó đầy những cái cơ hội thăng tiến chứ không phải không có. Đừng nói là tôi không có cơ hội, tôi cực khổ quá, cái hoàn cảnh tôi khó khăn quá, gì đừng có đổ thừa, không có chuyện đổ thừa. Coi là cái thiện căn phước báo mình có để mình muốn phát triển cái gì mà mình đang có tốt hơn không? Hay là mình muốn hủy hoại mình? Mà mình hủy hoại đời này là rất khó quay lại, và cái chuyện thăng tiến là khó. Cơ hội để được học pháp, cơ hội để được tu tập, cơ hội để mà thăng tiến mình nó gần như mất. Và đã mất rồi thì kiếp người chúng ta đã mất. Mà lần này theo cái hiểu của tôi nha, tôi không biết là các cái vị thần linh, thánh linh gì khác tôi không cần biết. Tại vì các vị có, mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau. Các kiến thức khoa học, khoa huyết gì đó là cái chuyện của mấy vị. Nhưng mà tôi nói theo kiến giải của tôi nhìn rõ ràng là cơ hội gần như là cuối cùng cho loài người. Nếu như hết kiếp này mà chúng ta không thăng tiến tâm linh, từ đây cho tới hết giai đoạn sống mình thấy mình không thương đồng loại mình được, mình không có thứ tha được những cái kẻ mà mình đã từng thù hằn họ, mình không có cắt lìa được những cái ân ái mà mình lâu nay đang theo đuổi, và mình không có dừng được tất cả cái tham dục của mình, vẫn còn giữ ganh tị hơn thua rồi thù hằn hãm hại người khác, lén lút xảo trá gian manh không có thật, vân vân, tất cả những cái điều đó là mình sẽ bị đi một cái cõi thấp hơn. Nó không xứng đáng làm người nữa đâu, quý vị nên biết là không xứng đáng làm người. Đây không phải là tôi hù tôi dọa đâu, nhưng mà đây là sự thật. Vì tất cả những người mà được nghe tôi nói, tôi xem đó là tất cả những người thân của tôi muốn chia sẻ. Tôi chỉ cần hy vọng một chút thay đổi ở nơi tâm của mọi người, để mọi người có một cái bước tiến hơn. Và khi mọi người còn cái bước tiến hơn nữa thì cơ hội quay trở lại đây còn. Kinh sách nói gì thì tôi không biết, nhiều quá, nhiều lý luận quá, nhiều sách vở quá. Nhưng mà tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của cái loài người. Tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của loài người. Họ sẽ lẩn quẩn đi đâu. Nhưng mà bây giờ cái luân hồi này nó lại chuyển thấp hơn ở một cái hành tinh khác. Cái tâm của mình tương ứng với một cái loài khác, không còn là loài người nữa, quý vị tin không? Những cái kiểu cách đang sống của mình bây giờ, những cái thù hận, những cái ghen ghét, những cái tham dục, những cái gian manh xảo trá, những cái trục lợi bất chính gì đó, rõ ràng là nó không có tương ưng, nó không còn tương ưng với cái loài người nữa. Chúng ta dùng một từ như vậy.
Vì loài người trong tương lai ở một cái tầng cao hơn bây giờ về mặt tâm thức, tức là họ sống không có thù hằn, họ sống bằng tình thương. Bây giờ mình không thương đâu có khế ứng được, đúng không? Họ sống bằng cái sự bao dung rộng lượng, họ chăm sóc, họ che chở, họ bảo bọc nhau, họ dìu dẫn nhau đi lên. Nó mình bây giờ sống cá nhân ích kỷ chỉ lo cho mình thì không có tương ưng, không có tương ưng. Và họ sống với đầy cái lòng biết ơn, mình không biết ơn miếng gì hết á. Người ta nhận một hộp cơm họ, họ mừng rung để họ lại, họ cảm ơn. Bây giờ mình nuôi mình 5 tháng, 7 tháng mà bữa nay hả, mình muốn này không cho cái ông đó, ông xấu quá, không chơi ông nữa, kiếm một khác. Không có tương ưng, không có tương ưng thế giới loài người trong tương lai. Vì thực sự từ phải nói là cái từ cái trung tâm của thiên hà mà dồn cái năng lượng xuống của các hành tinh ở trong cái dải thiên hà này, đang nói tới giờ nó rộng dải thiên hà này, mấy triệu năm nó mới đổ năng lượng một hành tinh một lần. Và quá được rồi, chúng ta được đổ từ năm 1950 rồi lên tới năm 2012 vân vân, nó sẽ đổ rất là nhiều năng lượng để nó nâng tầm quả địa cầu này, mà loài người lại không có được nâng lên cao thì thấy chuyện rất là buồn. Cái năng lượng đó để phủ và để che, để chuyển hóa hết tất cả những cái gì đang có. Và nó sửa đổi, quý vị thấy sửa đổi kinh khủng, sửa đổi kinh khủng. Không có cái chuyện mà đó, giống như bây giờ mà mình đã được ăn muối Himalaya đó. Đúng không? Thì mấy trăm triệu năm về trước nó là biển, và nó biến thành núi vậy đó. Và lục địa chúng ta bây giờ nó bị gì cằn cõi, cái bề mặt của lục địa nó bị cằn cõi, cái việc mà sinh sống của chúng sanh trong cái mặt địa cầu này là nó sẽ tới cái mức độ nguy cấp rồi, buộc cái lục địa này phải đổi đi, sẽ đổi lục địa khác á. Thì trong tương lai nó có nhiều cái lục địa bị chìm, và nó sẽ đổi lục địa khác. Mà chìm lục địa thì mình chắc mình bay lên trời quá ha. Thay đổi vậy đó, quả bề mặt của quả địa cầu sẽ thay đổi rất là nhiều chuyện như vậy luôn, nhiều lắm. Mình nhìn thấy rất là nhiều, mà cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện bây giờ muốn nói là cái chuyện của mình có thay đổi hay không, có muốn thay đổi hay không. Quý vị chịu khó ngồi nghiệm lại giùm nha. Ở đây là cái chuyện ở trong nhà mình ra, mình nói thật là quý vị nên dành thời gian cho chính bản thân mình, ngồi ở góc nào đó thật là trống, thật là yên, một ngày, hai ngày, ba ngày nghỉ, đừng có ăn cái gì hết trơn á. Ngồi nghiệm lại coi mày có muốn thay đổi không, có muốn thay đổi để tương ưng với một cái thế giới văn minh của nhân loại trong tương lai hay không, hay là mình muốn ụt đi cái cõi nào thấp hơn. Thì mình quyết định, đưa ra quyết định đó là mình sẽ sống sau 3 ngày ngồi không ăn không uống để mình nghiệm ra vấn đề, và mình bắt đầu sống với cái quyết định đó đi. Nên làm đi, chứ không kịp. Tôi thấy không kịp. Nếu mình không có gấp rút thay đổi là không kịp. Đừng có bám theo những cái giả danh, những cái quyền lợi gì ở bên ngoài để làm cái gì. Không có kịp làm chuyện mình, không có kịp, đừng có lo chuyện ba láp ở bên ngoài nữa. Đây là một cái sự thật mà phải dùng cái từ là gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh với nhau. Vì nhìn thấy cái cảnh tượng này không được gọi là tốt đẹp lắm. Phải nói một câu rồi đó. Cái diễn cảnh sắp tới nó không tốt đẹp lắm cho mọi người. Ở trên bề mặt của hành tinh này, trên bề mặt lục địa này, gần như nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái lục địa. Những lục địa chìm để có những lục địa khác lên, để thay đổi dữ lắm, thay đổi nhiều lắm. Chưa nói cái chuyện dông bão, chưa nói chuyện sóng thần cái gì đó, cái chuyện bình thường. Cái chuyện mà bị dịch, bị chiến tranh, chuyện bình thường, nó bình thường. Sàng lọc thì nó phải sàng cho tới chứ. Sàng cho tới còn gạo cội thôi. Thì ai là người gạo trên sàng? Đó là quan trọng. Mình bây giờ muốn gạo lọt sàng hay gạo trên sàng là quyền của mình chọn rồi đó, đúng không? Nói nhiều, thật sự khi mà trong giai đoạn gần đây, kể từ cuối tháng 11 cho tới bây giờ, sau những cái lần là biến chuyển thân tâm, thì
Tôi nhìn ra nhiều điều, nhìn ra rất là nhiều điều, và tôi luôn quan sát nhân loại của mình, quan sát những cái gì liên quan tới cái sinh hoạt của loài người của mình trong tương lai, thì thực sự rất đáng lo ngại. Vì cái tầng tâm thức của mình đang thấp, quá thấp. Phải nói một câu vậy, tầng tâm thức của nhân loại mình quá thấp. Và tầng này không còn tương ưng với loài người trong tương lai nữa, đó là loại đáng lo. Thật sự rất đáng lo. Cho nên nói cái gì, làm cái gì mà để cho người loài người của mình được chuyển hóa là tôi sẽ nói, tôi nói tôi không ngần ngại. Không ngần ngại. Muốn một con người nào đó chuyển hóa thật sự nó không phải là dễ, tôi cũng nhìn thấy như vậy. Tại họ không muốn chứ không phải là mình không muốn. Nếu mà họ muốn thì rất dễ. Họ muốn thì rất là dễ nhưng mà họ không muốn. Nên là những cái mà tôi nói phải nói là nói rất là thật, tận đáy lòng, tận con tim của mình. Muốn làm sao nhân loại của mình bước một bước ngoặt mới ở nơi tâm hồn. Bỏ mấy cái chuyện đó không có mất mát gì đâu. Bỏ thù hận không có mất mát gì đâu. Bỏ cái ghen hờn, bỏ cái ích kỷ, bỏ cái cá nhân không có mất mát cái gì đâu. Mà quý vị còn được thăng tiến. Còn nếu mình theo đuổi những cái dục vọng, theo đuổi những cái ác tâm, những cái hiểm hại, những cái mà gian xảo, gian manh, những cái chấp trước, những cái ích kỷ của mình, những cái ganh tị, những cái ghen tương, đó đúng là có hại á. Phải nói đó là có hại. Thì mình tự nghiệm ra để mình có thể loại nó ra khỏi một đời sống của mình được hay không? Thử một ngày sống, mở mắt ra mình nhìn nhân loại với cái gì? Bằng cái tâm gì để mình đón nhận ngày mới? Có hơn hôm qua không? Có trong sáng hơn không? Có an lạc hơn không? Có thanh tịnh hơn không? Có nhiều lòng tri ân hơn không? Có nhiều tình thương hơn không? Có nhiều sự thứ tha hơn không? Nếu được thì quý vị thấy là mình có tiền. Còn không được thì thôi, mở mắt chưa có tỉnh nữa mà ăn gì cho đã ta. Phải dứt trừ mấy cái này, mình không phải dứt trừ được thì lấy cái gì? Lấy cái gì để mình thăng qua? Cho nên nó đơn giản thôi. Đúng không? Thì bây giờ mình sống rất là bình thường, rất là tự nhiên, nhưng mà khi mình thấy ai, mình nghe tới ai, mình nghĩ tới ai thì sao? Cái tình thương tới trước. Cái sự kính trọng, cái lòng tri ân tới trước. Được như vậy không? Không được thì lại Phật cầu cho con sanh được cái tâm này giùm đi. Đúng không? Mở mắt ra thì mình nghĩ tới xã hội này. Loài người thôi, mình không cần mênh mông cái vũ trụ gì hết đó. Loài người mình thôi. Mình nhớ tới loài người với đầy cái lòng rung cảm, thương yêu, thứ tha, biết ơn họ. Chỉ cần vậy thôi, thì chỉ cần vậy thôi. Thì đó mới là cái tâm của loài người trong tương lai. Đó là tâm của loài người trong tương lai. Tôi nói một cách thấp nhất thôi, loài người mình thôi, chưa nói loài khác. Tại vì cơ hội của loài người trong tương lai nó không phải đơn giản như vậy. Như vậy là đã quá đơn giản rồi. Nhưng mà tôi nó muốn nói tới cơ hội thì cái việc học đạo, cái việc hành đạo của loài người trong tương lai nó sẽ tốt hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần như bây giờ. Vì thay đổi một cái nền văn minh là thay đổi rất là nhiều cái việc tốt đẹp. Đối với chúng tôi là tốt đẹp, nó không có xấu. Tuyệt đối là không có xấu. Nhưng những người chấp trước cái thân người, chấp trước cái kiếp người, nó trở thành xấu là tại vì chết nhiều quá. Thì nó trở thành xấu là tại vì mình đang chấp trước, mình không có cái gì hơn cái thân này nữa. Nhưng cái người đã thấy được có cái tâm nó hơn cái thân này, cho nên mình chăm lo cái tâm tốt, cái thân này là tự động nó sẽ được nha, nó được thọ cái thân ở cái đời mới tốt hơn. Đó là người biết nhìn xa. Còn đời này mình tìm gì để thỏa mãn mình thì thôi, mình là cái người chấp thân nặng rồi. Chút đụng tới thân, chút đụng tới danh dự, chút đụng tới ăn, chút đụng tới ngủ là kể như mình điên lên. Người ta chỉ cần là không coi trọng mình, cái mình khóc tới khóc lui, buồn tủi hận hờn. Thế vậy mình là ai, mình là cái gì, mình muốn cái gì?
đến với đạo mà mình không có dám bỏ cái riêng tư ích kỷ cá nhân mình ra để mình sống cho đạo. Không có cần sống cho cái gì ghê gớm lắm đâu. Mình sống cho đạo là bây giờ mình sống đúng với đạo, mình sẽ hết, mình nhẹ đi cái hận thù, cái riêng tư, cái ích kỷ. Làm không được. Trời ơi, hai cái người xuất gia ở chung chỗ cự lộn lúc đầu ít, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Mình xuất gia rồi mà vậy đó, mà bạc tóc hết rồi chứ không phải trẻ đâu, 60 trên lên rồi. Mà vậy rồi kêu tu sao? Như gặp cái mô Phật, mô Phật, mô Phật. Thì đó là người đời họ chọc ở ngoài miệng mô Phật, ở trong bụng chứa bồ vô rong, đúng đúng y, không có sai. Bây giờ nếu mà sắp cho hai người đó ngủ chung là sực nhau nữa. Tôi phải sắp ở riêng, ví dụ vậy đó. Nó có những cái chuyện vậy rồi sao, kêu đời sao tôi được làm người. Làm gì nổi, cái tâm đó không phải cái tâm người. Tôi đã nói, ở đây mình đang nói tới cái tâm người trong tương lai thôi. Là mình đã hủy hoại cái tâm làm người của chính mình bằng tất cả những cái cách thức sống đó. Thì phải dè chừng chứ, bây giờ muốn gìn giữ mình làm người hay không, đừng nói tôi quy y, đời sau tôi đủ tư cách làm người, xin lỗi mấy người ganh tị, ghen hờn, ghen ghét, ích kỷ, nhỏ nhen, bảo thủ, chấp trước, hờn thua, đủ thứ chuyện hết, tâm đó đâu phải tâm người mà đời sau được làm người. Tức là mình không có gìn giữ được cái tâm làm người của mình, không có giữ được đẳng cấp của con người của mình. Thì chắc chắn là mình sẽ rời đây, mình đi đâu đó. Trong cái lục đạo luân hồi hồi trước á, trong kinh diễn tả rất là nhiều, nhưng mà mình nhìn thấy này nha. Ví dụ như mình làm người mà mình nhiều cái tham dục quá, đời sau mình làm súc sanh, mình cũng vẫn còn trở lại cái quả địa cầu này, làm súc sanh trong quả địa cầu này. Và nếu mình ích kỷ nhỏ nhen, là mình làm ngạ quỷ, thì mình cũng lẩn quẩn chung quanh cái quả địa cầu này. Tức là chứ mình không có đường để mình thoát ra, không có đường để mình vượt tầng được đâu. Thì mình cũng lẩn quẩn vòng đây. Đó. Thì tất cả những cái mà được gọi là đọa đài, nó cũng loanh quanh lẩn quẩn, nó chưa vượt khỏi cái tâm thức của một cái loài chúng sanh mê mờ. Ở đây dùng cái từ là cái loài chúng sanh mê mờ mà đại diện cho loài người của mình. Và loài người của mình không thay đổi được thì mình lẩn quẩn. Nhưng mà ác một cái là sắp tới nay nó không cho lẩn quẩn. Không có lẩn quẩn. Tức là thay đổi toàn bộ. Được là được, không là đi chỗ khác chơi. Giống như là cái gì? Thi vô đại học mà trượt thì phải học cao đẳng. Đúng không? Không đủ điểm cao đẳng thì xuống trung học. Không đủ điểm trung học, về quê cấm câu. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và thời này nó cũng đang giống như vậy. Và nếu như mà nói là cái đẳng cấp của loài người sắp tới là trương tầm với cao đẳng thôi, chưa tới đại học. Thì loài người mình không đủ điểm nhiều lắm. Không đủ điểm hơn 90%. Để coi, 8 tỷ còn 800. Không được. Không được nữa. Trời đất ơi, tính vậy nè hơi bị ghê. Xin thưa, không phải con dọa và không phải con tưởng tượng mà con đang nói thật. Mong mọi người hết sức là trầm tĩnh, nghiệm lại mình, dành hết cái thời gian quý báu trong cuộc đời của mình, trong cái khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy là mình có thể ngồi yên một mình ở một cái góc nào đó để mình giữ yên mình, để mình tận tâm, tận lực suy nghĩ cái cuộc đời của mình đã trải qua như thế nào. Và bây giờ mình đang ở vị trí nào và mình cần phải thay đổi để mình tiến hóa hay không? Đây là chuyện rất cần, mong rằng mọi người phải dành hết thời gian làm giùm. Đây là một cái gì đó nó hết sức chân tình tôi muốn nói. Tại vì thực sự đụng như bản kinh Quan Nghiêm nó cao quá quý vị, giới không tới cái thì mình thấy mình cũng có được cái gì. Thực sự là như hồi trước tôi nói, nếu như giảng cho chúng hội này, tôi sẽ không tiếp tục giảng Quan Nghiêm nữa. Ai đây hiểu đâu nè, nó đưa tay lên coi. Không có. Phải nói thật là không có. Nhưng mà tôi cần ở trong chúng hội này, nhân cần trong chúng hội này, trong lúc quý vị nghe, quý vị cứ đừng có bị vướng cái chuyện gì tào lao tùm lum ở đâu bên ngoài, đúng không? Mình chỉ cần lắng động hết những cái chuyện kia, mình chỉ cần mở tâm để cho từng lời từng chữ của kinh nó rót được vô tâm mình, cái là hú hồn hú vía tôi rồi. Hiểu hiểu kệ mấy vị. Nhưng mà làm ơn làm phước để cho nó rớt vô tâm mình bằng tất cả những cái gì liên quan tới bản kinh này,
Có nghĩa là bây giờ thì thật sự là quý vị cũng hiểu, nhưng mà đã gieo cái mầm đạo quả tối thượng vào tâm của mình. Đây là thật sự là cái mầm mà trí tuệ giác ngộ tối thượng của loài người, của tam giới này, hay nói riêng là đạo Phật. Còn bây giờ vô đây tôi thấy rõ ràng là nhiều người cũng đóng bích nữa, ngồi đây mà đóng bích, chờ con chút một thầy giảng lại lẹ xuống mình ăn cái món mình giấu giấu ở dưới đó. Để con chuột con chó vậy nó ăn mình ăn không kịp, tranh thủ ăn. Nó nói gì đó, mình làm cái gì đó, chứ còn không phải là ngồi đây để mình thực sự là mình ở đây để mình học đạo. Thì làm sao mình nghe được, mình học được cái bản kinh kinh khủng này. Tôi nói không phải là mình muốn nói cái gì khác, nhưng muốn nói ngay tại đây là mình đã bị thất bại. Mình tự quỷ mình từng giờ, mình tự hoại mình từng khắc, tự nhấn chìm mình từng khoảnh khắc một bằng những cái hành động, những cái suy nghĩ của chính mình. Nó không có đẳng cấp, nó không có tương ưng với cái loài người nữa. Thì khi mà mình đã rời khỏi loài người là mình không có trách móc được ai. Phật tổ đã làm hết sức rồi. Phật tổ đã làm hết sức rồi, phải nói như vậy đó. Các vị đã làm tận tâm tận lực cho cái loài người của mình, mà chờ đợi mình thức tỉnh chiếu, mình không thức tỉnh gõ đầu mình là mình lấy cái bọc sắt mình che lại, nghe nó cum cum chứ không có gõ cái cọc như bình thường, ra nó không có thấu tới cái não của mình. Đục cái màng nhĩ của mình nó ra tới 8 cái lớp nghiệp gì nó mới có thể thấu vô được cái lỗ tai. Chỉ chừng nào mình tiến quá rồi, uổng lắm, không kịp nữa, và rất là uổng phí cái lộ trình mà làm người của mình bao nhiêu kiếp qua. Đương nhiên là mình thăng lên thăng xuống chứ mình cũng liên tục. Nếu mà mọi người ở đây mà có cái người nào mà liên tục làm người là bây giờ giỏi lắm. Mình kiếm không có, tức là mình vừa làm người, cái mình làm cái gì đó, cái đời sau xuống, rồi cái bây giờ mò lên, rồi xuống rồi lên, chứ không có liên tục. Nhưng mà mình nó vẫn không thoát ở đây. Nhìn kỹ rõ ràng là mình gọi là lẫn hụp trong các loài, quanh quẩn trong quả địa cầu này. Tôi thấy rất là rõ là nó quanh quẩn trong quả địa cầu này. Mà cứ lẫn hụp. Và đời này là được cái ngôi mà cao ở trong cái quả địa cầu này là loài người. Phải nói vậy, tức là chúng ta đang ở một cái địa vị cao nhất của tất cả các loài động vật. Mà còn may mắn được học đạo giải thoát mà không có trân trọng, không có quý, mình tự quỷ mình, tự dìm mình trở lại, tự phá quỷ cái ghế mình đang ngồi, cưa gãy cái ghế của mình. Thì mình té ghế là mình chịu thôi, nó không có trách được. Tôi không biết phải dùng cái từ là tôi nói giờ tiếng Trung đánh động hay là nói bích lòng chồm sớm thì tôi không biết. Nhưng mà đây là một cái điều rất là thật lòng. Tôi muốn nhân loại chúng ta được quay lại đây đông hơn. Để mai kia muốn nọ là nhìn cái hành tinh này có những người mà gọi là cái gì, bỏ cái thân này thì mình còn được tự do chọn lựa trở lại đây, hay là mình đi chỗ cao hơn. Quả địa cầu này chưa phải là cao, đương nhiên là một tầng cao hơn cái thời này, nhưng mà nó cũng không bằng cõi trời. Nhưng mà phước nó cũng ghê gớm lắm rồi à. Cơ hội học đạo, cơ hội tu, cơ hội sống, tất cả mọi cái đều hơn bây giờ dữ lắm. Không phải như mấy cái nhà toan tính kia đâu, họ muốn sàng lọc, họ muốn loài người thế này thế kia thế nọ để còn là cái thế văn minh theo cái kiểu tính toán của họ, qua cái thời đại văn minh, qua cái thế hệ mà 5D rồi bắt đầu là sử dụng công nghệ thay thế loài người để rồi gì đó. Cái đó mình mà chấm để đó, tại vì mình biết những cái đó nó không có thực hiện được đâu. Đó là những cái mà những cái ác tâm để mà có thể loại trừ nhân loại này thì họ sẽ bị loại trừ bây giờ. Tự cái sự sàng lọc của thiên nhiên sẽ thay đổi mọi thứ. Đừng có nghĩ là quyền lực có thể thay đổi con người khác, tiền bạc có thể thay đổi, là chúng ta đã sai lâu lắm rồi. Thời gian trước nó có thể nó đúng, và tới bây giờ nó có thể tạm được gọi là đúng, nhưng mà từ đây về sau nó không còn đúng nữa. Tiền và quyền thì chưa chắc đã được làm chủ đời sống của mình đâu, mà là tâm linh á thì mới có hy vọng là làm chủ, còn không là không làm chủ được. Cho nên những người mà gọi là chủ nghĩa vật chất thì đang trong giai đoạn mà nó sẽ sàng lọc và suy thoái đến mức độ tận cùng, và phải thay đổi hẳn cái chủ nghĩa vật chất để thấy rằng
Ai không tin tâm linh thì lần lần sẽ tin tâm linh. Mà thực sự những người tin tâm linh thì mới có khả năng tồn tại trong giai đoạn tới. Còn không tin tâm linh rồi sẽ thấy là mọi chuyện nó sẽ khác đi, không như mình tính. Cho nên những người nào mà nặng vật chất thì phải coi lại cái việc của mình, đừng cho nó là tối thượng thì mới có thể thăng tiến được. Còn ai mà nặng về vật chất, cho vật chất là tối thượng, là đỉnh cao, chúng ta chỉ biết mưu cầu vật chất thôi, thì người đó là tự hoại cái kiếp người của mình. Dù cho có thành tựu cho tới giờ phút này, thành ông gì bà gì đi nữa, thì tôi nói là người đó đang hoại cái kiếp người của mình, đang làm hoại kiếp người của mình, để rồi là mình mất hút cái kiếp này là không còn được nữa, không còn trở lại cái thân làm người nữa, mất đi hoàn toàn. Cho nên tùy mình ha, đây là phải nói là tùy mỗi người chọn lựa. Và tôi mong rằng mọi người phải có một cái thời gian thực sự ngồi riêng để đưa ra một quyết định còn lại trong cuộc đời này của mình. Quý vị, sau một đêm có thể mình có được cái thay đổi. Tôi hôm trước tôi coi một cái phóng sự của một người đầy tội lỗi, không tiện nói tên, và họ bị tù trên đất Mỹ. Người Việt Nam bị tù trên đất Mỹ. Trong 5 năm đầu vẫn thấy mình tài, mình giỏi, mình hay, mình đúng. Từ năm thứ 5 trở lên tự nhiên giật mình thấy mình sai ít. Nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, thấy mình có lỗi, không có gần gũi, không có lo lắng để cho cha mẹ phải khổ sở, phải mất mặt với người ta là con mình tạo tội bị tù. Cảm thấy ân hận. Lúc đầu với ân hận khi mà mình thấy mình không có còn gần gũi, không còn làm cái điều gì để cho cha mẹ được nở mặt nở ngoài. Rồi lần lần thấy những tội lỗi cũ mình đã làm, đã từng lấy tiền người ta bằng khả năng của mình, của công nghệ nhiều lắm. Tới bắt đầu thực sự thấy mình có lỗi, bị chấn động với tất cả những cái lỗi lầm của mình, trải qua một đêm. Và ngay đêm đó, cái con người mà tự nhận ra tất cả những cái việc sai trái của mình bằng tất cả những cái sự chân thành, không theo đạo nào hết, không có theo đạo nào hết. Anh này nhỏ lớn theo đạo nào, mới trẻ tuổi mà. Thấy hết tất cả những cái việc làm sai trái của mình, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, và bằng cái sự ân hận sâu nhất nơi tâm của mình, quyết lòng không tái phạm nữa, bằng cái khả năng của mình sẽ giúp được nhiều người. Và đêm đó anh phát nguyện, nếu còn sống, nếu anh được tự do, thì anh nguyện sẽ đem hết cái cuộc đời còn lại, thứ nhất là lo trả hiếu, cái thứ hai là trả ơn, trả nghĩa, và chuộc tất cả những lỗi lầm đó trong cuộc đời mà mình đã từng làm. Theo tôi, người này ngộ đạo, tôi đang hẹn để gặp để coi như thế nào. Và người này rõ ràng là khi trở về Việt Nam đang làm rất lợi cho đất nước, cho người dân Việt của mình. Tức là bằng tất cả khả năng vốn có mà rất là giỏi, cực giỏi, cực giỏi. Tôi muốn đối thoại một lần coi có phải ngộ hay không. Nghe qua phóng sự thôi, chưa có gặp trực tiếp. Mà rõ ràng theo cái thấy của tôi là người này không ngộ thì không có thay đổi nổi. Mình bây giờ người tu mà chịu ngồi lại để nghiệm thấy này lỗi thấy kia, lỗi thấy nọ, lỗi thấy này sai, thấy kia thay, thấy nọ sai suốt đêm, mình có làm nổi không? Hỏi thiệt mấy người tu không có làm nổi. Thì rõ ràng con người đó sẽ được dồn vào đường cùng. Quá giỏi đi nhưng mà bị dồn vào đường cùng, gọi là đụng là phong, thì họ sẽ nhìn lại. Còn mình thì sướng thấy mộ mà. Ở nhà cha mẹ nuôi muốn gì cha mẹ cho đó, vô chùa thì cha mẹ cũng gửi tiền vô để rồi lo mình, để mình được sống sung sướng. Nói chung là nhỏ lớn mình không có gì khổ, không có gì khổ lấy gì để lo. Nếu ở trong chùa thì cũng có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, có người lo hết rồi. Giờ mình lo ăn thì sao cho đã, lo ngủ thì sao cho đã vậy thôi. Chứ còn mình có muốn cái gì ngoài cái muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân ra, mình không có cái muốn khác. Không có muốn hơn bây giờ về mặt tâm linh. Thì đành chịu là mình phải dậm chân, và mình dậm cho tới lúng đất để mình chui xuống dưới. Chứ không biết làm sao nữa. Đây là điều mà mỗi khi nghĩ tới tôi rất là, phải nói là rất là lo. Cái gì dùng từ là không kịp, mà rõ ràng là không kịp. Chúng ta không kịp, không kịp nữa. Phải dùng cái từ gì là không kịp, không kịp, không kịp nữa.
cơ hội không phải là không có, mà mình không biết nắm bắt để mình thăng tiến thì uổng cho cuộc đời, uổng cho kiếp người, uổng cho kiếp người lắm. Sau một đêm quyết định thì quý vị sẽ thay đổi cuộc đời mình, để mình có một cái hướng mới và mình có một cái cách sống mới thực sự. Mình chấp nhận, mình sám hối tất cả những lỗi lầm, mình chấp nhận, mình thay đổi cuộc đời mình để mình làm con người mới sống lợi ích thực sự, và mình thực hành cái việc lợi ích của mình bằng cái suy nghĩ của mình, dù là lợi ích rất là nhỏ. Tôi nói nội mình đó là tự nguyện, mình thấy miếng rác dơ ngoài đường mình lụm, mình tự nguyện, mình thấy cỏ mọc linh tinh ở trong chùa mình nhổ hay gì đại khái vậy, tức là mình làm cái gì đó mà mình cảm giác là đây là cái chuyện tự nguyện. Mình muốn đem cái khả năng vốn có của mình, cái sức lực vốn có của mình, cái trí tuệ vốn có của mình để mình làm cho ai, mình giúp cái gì để có lợi cho cuộc sống này, mình thử tự nguyện làm dùm ngày tôi coi thử, thì mình mới thay đổi chứ không phải tập làm cái việc rất là nhỏ. Mà mình thấy rõ ràng là mình quyết làm, mình muốn làm bằng tất cả các khả năng vốn có của mình sẽ thay đổi để mình nâng tầm mình, chứ đâu có lợi ích cho ai, mất mớ gì ai, cho mình thôi, trước mắt là cho mình được thăng tiến. Đương nhiên là cái việc thăng tiến mình nó sẽ có ích xung quanh, tự động nó sẽ có ích. Và lần lần quý vị sẽ thăng tiến ở một cái tầng mà tầng tâm mình nó đủ, mình nó mở toang hết mọi cánh cửa để mình đón nhận những cái gì màu nhiệm nhất, linh thiêng nhất, cao đẹp nhất của vũ trụ đang rót vào cái quả địa cầu của chúng ta. Năng lượng ở một tầng cao để mình rung động ở một cái tầng yêu thương, một tầng tri ân, một tầng bao dung, chứ mình không có rung động ở tầng thấp nữa. Xem như mình xong được một bước, mình đã một bước tiến thật sự trong đời này. Còn không làm được như vậy thì lấy gì tiến tôi cũng không hiểu. Mở mắt ra mình muốn cái gì đó, trước khi nhắm mắt mình muốn cái gì đó, mình tự hỏi mình đi đó, từ bây giờ là mình bắt đầu mình làm đi. Cũng đơn giản thôi, đâu khó đúng không? Bây giờ là trước khi đi ngủ ngồi dò cái đầu mình muốn gì đây? Hả? Muốn gì? Muốn gì ngủ? Đúng không? Sáng đến dậy cũng dò đầu, ngày mới này muốn gì? Muốn gì? Muốn tốt hơn hay là muốn xấu hơn? Mình muốn thành Phật, thành tiên hay là muốn thành quỷ, thành ma? Mình muốn thăng lên hay là muốn độn thổ? Đó, tự mình trả lời. Để mình có một ngày mới cho mình, để mình có thể đi vào giấc ngủ bằng cái tâm gì, thì như vậy dần dần nó sẽ thay đổi được mình. Không có gì bằng chính mình thấy được mình, đúng không? Thấy được mình là cái điều quan trọng. Mình là ai? Mình tới đây để làm cái gì? Và mình đi đâu? Bây giờ rõ ràng là đi đâu, không biết đi đâu. Ngủ không biết có thức gì được không nữa. Đó, mù tịch. Mà không ai lo hết là tôi không hiểu làm sao đó. Tôi nói nội mình đó là ngủ không được, là lo kiếm thuốc uống. Trời ơi, tôi nói thiệt, người tu mà ngủ không được là một cơ hội. Tôi nói không phải tôi nói chơi đâu. Ví dụ như bây giờ mình nằm xuống mình ngủ không được, mà có mình à, làm ơn phước đừng có bật dậy bấm điện thoại để tám là được rồi. Nằm mình ngủ được quá tốt luôn, đúng không? Tại sao nửa đêm người ta mù mờ, người ta đi giờ giấc ngủ mình tỉnh quay không? Phật tổ đang giật dây mình á, thì mừng đi lại tạ ơn Phật cho con được tỉnh trong cái đêm đen này để con có thể nhìn ngắm được mình. Cơ hội để tu. Còn thức dậy sớm nó tôi ngủ không được, tôi bị thức sớm quá. Ăn gì uống gì để ngủ thêm được một chút cho nó lên ký. Ốm ốm bị người yêu chê. Cái kiếm thuốc ngủ, kiếm đồ ăn. Chứ còn ngủ sớm, thức dậy sớm, tỉnh táo là một cơ hội tiếp tục để cho mình tu tập. Đó là mình đối với một người tu á, thì gần như tất cả những gì liên quan tới mình mà được tỉnh là mình lại Phật, mình cảm ơn Phật đi. Nhất là ban đêm. Ban đêm mà không ngủ được tới 12 giờ, 1 giờ quá tốt đi. Ngủ có 15 phút cái nó tỉnh lại à, tốt luôn. Không có chết đâu, có chết gì đạo cũng tốt luôn. Nhưng mình đâu có dám vậy, đúng không? Có ai mừng khi mình không có ngủ được không?
Có ai mừng khi mà mình bị thức quá trước giờ không? Thay vì 3 giờ gõ cản, 2 giờ mình thức rồi. Trời ơi, mắc gì sức sớm người ta nhét lỗ tai bông gòn ngủ tiếp trùm mình hai lớp đừng cho đừng ai làm động, lỡ mình bị thức nãy bị mất hết khúc ngủ rồi bây giờ gắng ngủ để bù. Chứ không ai mừng khi mà mình thức 2 giờ rồi, vậy là mình dậy sớm hơn, mình có cơ hội tu nhiều hơn. Có ai không? Có, kiếm cái này kiếm khó lắm mà nha. Thế giới này mà kiếm được mấy người không biết nữa. Này nó bị khó. Và vậy thì kiếm mình thăng tiến cái gì? Đó, cho nên mình phải hỏi mình đang muốn cái gì? Đang muốn cái gì? Mình nên chính chắn trả lời chính mình là đang muốn cái gì? Nếu mình cái người tu mà sâu nơi lòng mình muốn cái nó không phải đạo lý, để tóm lại, tu tiếp làm cái gì mà mình muốn những cái không phải của người tu? Tự nhiên mình giận người kia mà không chửi được là mình ăn không được, ngủ không được. Thì cái muốn đó muốn của người tu hay muốn cái gì? Chửi bữa nay không đã, mai chửi tiếp, mà chửi hoài thấy không đã cứ chửi mỗi ngày nổi tăng tốc lên. Chửi sao mà cho mày cái nghĩa là mày đi xa khỏi, đừng khuất mặt không thấy mặt nhau. Chứ còn ra vô gặp mặt rồi ăn không được, nuốt cơm cái thấy người này mắc nghẹn, cái ngủ nghe người kia cục kiệt, ngủ không được. Ví dụ vậy, mình tới cái mức đó là rõ ràng là mình không còn là người tu nữa. Mình có những ham muốn, có những cái mà mình rõ ràng là không có giống cái người bình thường, chứ đừng nói giống người tu. Thì như vậy nha. Như vậy là mình tự dìm mình. Không mất mới gì tới Phật tổ rồi nha. Đừng đổ thừa Phật không cứu con. Phật cứu mình gỡ tay ra, mình không chịu. Mình muốn đi xuống dưới kia ngon hơn. Cái đó là tự mình chọn, đúng không? Cho nên sinh tử này nói thì giống như là mình bị sinh tử, nhưng mà không có. Mình muốn, mình chọn hết đó. Trở lại vấn đề là tất cả những cái chuyện xảy ra trong cái sinh tử bây giờ và tiếp nối, những cái chuyện xảy ra tốt hay xấu của mình trong cuộc đời này, mình phải mạnh dạn mà nhận lỗi về mình. Do mình chọn lựa hết đó, cho nên bây giờ nó tới. Mình khổ, mình vui gì là cái mình đã chọn, mình cái mình đã chờ đợi, cái mình đã mong cầu, bây giờ nó đang tới. Và mình sẽ ra đi mà mình không còn trở lại làm người nữa thì cũng tự mình muốn. Làm sao á? Nó thay đổi nhanh lắm nha. Ví dụ nói như vậy, có khi một tiếng đồng hồ người đó thay đổi. Thay đổi nhìn biết liền hả? Từ cái bậc thấp lên bậc cao thì tự nơi cái diện mạo của mình, tự nơi cái hào quang của mình sẽ thay đổi cái hình sắc của nó. Và người ta nhận ra được. Người ta ở đây là những loài phi nhân, họ nhận ra được, chứ chưa nói tới những cái loài mà cao hơn. Họ sẽ nhận ra được. Các vị chư thiên họ cũng sẽ nhận ra được mình, nếu mình thực sự bây giờ mình cảm thấy mình thay đổi được, mình có một cái hướng sống tốt. Các vị Long Thiên Hộ Pháp họ cũng thấy mình, chư Bồ Tát chư Phật sẽ thấy mình, và các vị sẽ tiếp tục nâng mình. Còn mình đã quyết lòng không đi thì có lôi kéo mất công lắm. Không ai lôi kéo mình được. Tại vì mình là người cố chấp đến mức độ không thể nào thay đổi được mình thì ai lôi kéo mình. Từ trường hợp là mình không còn cố chấp, cố thủ, cố hữu gì nữa thì mới hy vọng là mình mở tâm mình ra. Là mong là mọi người sẽ có một cái sự thay đổi thực sự lớn cho cuộc đời còn lại của mình. Không phải thay đổi bình thường được đâu. Thay đổi bình thường không kịp. Phải thực sự thay đổi lớn. Ngon rủ sạch tất cả những cái đang có thì mình là người trống rỗng, trống quách để mình mở tâm ra, mình đón nhận đạo lý thì là ngon. Ai làm được vậy thì mới được gọi là thay đổi lớn. Còn không dẫn cái đà cũ thì tôi thấy rõ ràng là không còn kịp nữa. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn quả tai càng cung kính tin Phật, niệm Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nhưng người con thứ ba đã đến tuổi đi lính, phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà liền trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết gian cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng:
tính nữ Khoan Kim xưa kia ngu si, không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn, khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật, Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật Bồ Tát giúp cho con một việc. Xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút. Do vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng. Con trai của con sắp vào lính 3 năm. Cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn. Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát. Nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi, lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó. Dám xin Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Quán Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng, thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: "Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt. Sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm, phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn. Sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà." Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo đường lớn, như hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì ở bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà: "Bà tên là Khoan Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không?" Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây. Ông ta mời bà vào trong đó, có chuyện muốn nói với bà." Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình: "Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không?" Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói: "Nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên tạp vụ chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãy móng tay, cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác, chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thử một tháng lương nữa." Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng, nói: "Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ." Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ, nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức mắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: "Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào." Có người còn nói xen vào: "Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho." Ông chủ tịch vội vàng nói: "Không được không được, việc này xin các anh tha cho. Do gì tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm. Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta: "Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ?" Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng: "Bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi. Tôi là cũng không có quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vì cái đêm trước mà bà ta lại làm, tôi chiêm bao, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi, cô là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến nhờ tôi. Do vì có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp, con trai của bà ta
sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng: vì lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây? Cô gái đó lại nói: lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai, trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đón ngoài cửa là được rồi. Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người: thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mộng cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế? Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói: từ hôm đó sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây, tôi liền hỏi sư tỷ: ông chủ tịch đó là ai, tên họ là gì? Sư tỷ nói: ông ta họ Trương tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được. Mình còn tiếp tục trở lại đây hay không, dù mình sống có mấy chục năm nữa, chưa chắc là sống mấy chục năm đâu, nhiều cái thay đổi, ở ngồi đây chưa chắc là đã sống được mấy chục năm đủ đâu. Mấy chục năm sau, 5-10 năm sau là cái số mà mình đang có mặt ở đây chưa chắc còn được 50%. Và trong cái số chúng ta ở đây như hôm trước tôi nói là đủ cái trình độ để trở lại là tôi thấy ít lắm. Đó là cái chuyện mình lo. Nói tới nói lui hoài là cũng vì cái chuyện này. Nhìn thấy loài người mà không trở lại làm người được, cái số lượng quá ít ở trên quả địa cầu này, không lo sao được. Mà đó là đồng loại của mình. Nhưng mà nghe mình nói họ giống như là cái gì, họ cứ nghĩ là nói dốc, nói chơi, nói đùa, nói hù, nói ba láp chứ không nói thật. Nhưng mà tôi thưa thật với mọi người là tôi nói bằng tất cả con tim của mình đó, trong cái thấy biết này về sanh tử. Không có tưởng tượng không được. Không có nói chơi, nói bằng tất cả cái sự thật. Tôi nhìn thấy những người mà thân cận bên mình, bây giờ họ chưa có lé được ánh sáng để đời sau làm người nữa kìa, tin không? Thì nói cái gì đây? Và nói không có vô tâm họ. Mình trực tiếp mình nói với họ mà họ không chuyển đổi thì hỏi quý vị là muốn cái gì nữa giờ? Còn nghe Phật pháp nghe chơi chơi, nghe chung chung, tại nghe chung chung là nghe chung chung, mà nghe chung chung thì tác động nó lại ít hơn. Có những người thực sự như vậy. Cho nên rất là lo. Thì đương nhiên là cái chuyện vô thường nó tới không phải là 30 năm, 70 năm nữa đâu. Giai đoạn này nó không còn 30 năm, 70 năm, không hứa là mình sống được bao lâu ở trong cõi đời này. Nhưng mà có khi đây là đời cuối để làm người ở quả địa cầu này. Thì đương nhiên là mình ở những cái tầm thấp nào thì mình sẽ tới những cái nơi mà mình sẽ sống ở đó, vẫn tiếp tục sinh tử ở những cái cõi thấp hơn. Và điều kiện học hỏi để tiến hóa không còn như bây giờ nữa. Bây giờ là đã quá tuyệt chiêu rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Hiện tại bây giờ mình còn ăn được, mình còn chọn lựa thức ăn, mình còn ngủ được và mình còn có thời gian lại Phật tụng kinh, học pháp, ngồi thiền được là quá tuyệt vời cho kiếp người này của mình. Nhưng cái việc mình làm với tất cả những cái thời gian mà mình đã làm đó là mình làm cho vui, mình làm theo phong trào, mình làm bị làm, mình bị lại Phật, mình bị tụng kinh, mình bị ngồi thiền, mình bị học pháp, thì làm gì mình thăng tiến? Nói chuyện thăng tiến là không bao giờ có. Đến bây giờ nói là tôi gắng tranh thủ tôi làm xong để tôi tụng kinh, ví dụ vậy, kiếm ra được mấy người ở trong chùa.
Rồi ráng tranh thủ để sắp xếp công việc để tôi ngồi thiền. Rồi ráng tranh thủ để tôi nghe pháp, kiếm ra được mấy người. Rõ ràng là mình không quý pháp, mình không có kính Phật, không có trọng cái đạo giác ngộ giải thoát, khiến cho mình mỗi lúc mỗi thờ ơ. Mà vậy thì mình tự hoại lấy mình. Bây giờ ví dụ như ở hết chùa, ở hết thiền viện 1 tỷ người đi nữa mà họ không có người thiền, họ không có tụng kinh, ảnh hưởng gì với ông thầy trụ trì đâu, không ảnh hưởng gì, ổng đâu có bị xuống cấp đâu. Đâu phải mình gán mình không người thiền không tụng kinh là mình phá cái chương trình của ổng, mình hoại cái chương trình học tu của ổng. Bữa nay là tới giờ học mình giả bộ mình rủ nhiều người cho nghỉ học, mình tới giờ tụng kinh cái mình rủ nhiều người núp núp không tụng kinh, tới giờ người thiền cái mình không người thiền cho thiền đường trống chơi nữa, mình phá ổng. Phá ai? Phá ai? Phá mình chứ phá ai? Bao nhiêu cái chương trình tốt đẹp dựng ra mình không làm, coi như mình phá, mình ngầm ngầm mình phá chơi. Phá không? Phá mình chứ phá ai? Nhưng mà vẫn ngầm ngầm làm chuyện đó thì tự mình nhận chịu những cái nhân quả của chính mình gây ra. Này là lần này không biết là lần thứ mấy tôi nói về cái chuyện mà chúng ta còn có quyền để được trở lại đây không á, là không biết tới lần thứ mấy chục rồi. Nhưng mà tôi cố nói hoài để cho quý vị sẽ nhớ những điều này. Nhớ để chi quý vị thử thay đổi mình được hay không cái đó. Thử là mình bỏ cái ham muốn của mình không có theo nó được không? Mình bỏ cái dục vọng mình không có thỏa mãn cái dục vọng đó được hay không? Mình thử mình trải lòng mình để mình lo lắng một người bên cạnh mình bằng tất cả những cái tình thương của đồng loại được hay không? Và đối với những cái số đông, những cái nơi đông người, những cái nơi sinh hoạt đông người, mình có dám hy sinh cái việc riêng của mình ra để mình lo cho cái việc chung một ngày, hai ngày được không? Đó, được những cái đó để thể hiện là mình có cái gì đó thăng tiến. Còn hả, thậm chí là phân công tới mình làm tới giờ mình kiếm mình gần chết, kiếm không ra, làm cái lén lén liếc qua liếc lại không thấy ai, cái bỏ trốn kiếm chỗ nào đó ăn gì đó, cái là trốn luôn trong góc đó, rồi tới giờ ăn lú đầu ra xong rồi cái mình trốn tiếp, cái gì thế? Thì mình là cái gì? Mình tự làm quại mình chứ đâu phải là cái chuyện làm biến đó là hay, chuyện biến nó không hay ho gì cho cái chuyện thăng tiến tâm linh của mình hết đó. Tới giờ này thiền kiếm cái hốc nào đó mình chung sao cho người ta đừng có thấy giống như mấy cái con bốn chân thật sự. Loài người hai chân không muốn, muốn chung với hốc thành bốn chân thì sẽ có cái kết quả bốn chân. Ví dụ vậy đó. Thì đó là tất cả những cái mà mình làm và mình tạo cái nhân để mình hưởng cái quả trong tương lai của mình, là rõ ràng là loài người sắp tới nó không có, chắc chắn là không có, mà đi xuống thì rất là khó có cơ may đi lên. Tôi đang nói trong hệ mặt trời, tôi chưa nói ra nha. Trong các hành tinh đang có trong hệ mặt trời này thì loài người là một cái loài mà gọi là cái gì, sinh hoạt của loài người rất là khó khổ, cực nhọc hơn các cái loài, các hành tinh khác. Vì các hành tinh khác nó tiến hóa, nó ở tầng cao rồi, nó hưởng phước nhiều và nó dễ tu tập, nó gặp Đại Bồ Tát, nó gặp phương tiện thuận lợi để nó tu tập, chứ không phải như loài người của mình. Loài người mình cũng cực từ hồi sinh ra cho tới khi chết. Nhưng mà chính do như vậy mà mình có cái tâm gọi là muốn tiến hóa thì tuyệt vời cho tất cả những cái tâm hồn đó. Mỗi ngày mình mỗi tiếng gì mình gạt bỏ được, mình bước hơn một bước để những cái gì nó thấp thỏi, nó gì nó không có xứng đáng ở cái loài người, mình sẽ vượt qua được để mình sẽ thăng hoa hơn. Và ở một cái tầng nào đó nó sẽ tự do hơn về phước báo, về ăn, về mặc, về ở, chưa có nói gì khác nhưng cái phước báo đó thôi. Nó đã không có yên ổn ở trong loài người này. Những cái loài khác nó sẽ quyết định nha. Ví dụ ngay cả sao kim thôi, nó quyết định nó sống bao lâu ở đó, ở một cái đời đó. À, và rõ ràng là nó sống được, không ai có thể cắt cái mạng nó được hết. Nhưng loài người mình bây giờ có, mình có quyết định được không? Không, mình mù mịt, mình quyết chết lúc nào luôn. Nhưng cái nghiệp của mình nó đến mức độ đó. Và tôi nói đi nói lại hoài, nếu mà mình là con người, thứ nhất là mình không biết ngày mai mình như thế nào. Cái thứ hai là mình không biết mình chết lúc nào.
Cái thứ ba là mình chết mình đi đâu, về đâu mình không biết, tức là gần như mình mù mịt một cách hoàn toàn. Mà rảnh ngủ thức dậy tới giờ quýnh cảng ban ban ngồi thiền, trùm mền nhét lỗ tai bông gòn không nghe tiếng chuông, trùm mền hai lớp luôn đừng cho người ta thấy, không là chui dưới đít sàn nằm đừng cho người ta kiếm gặp. Thì nó giống y hệt những cái loại chui nhủi nhủi thôi chứ nó không khác gì, đó là nhân của chui nhủi. Nó không khác gì. Đến giờ mình đâu có muốn nữa, mình đâu có muốn thăng tiến nữa. Môi trường để cho mình thăng tiến, mình không thăng tiến, mất hoàn toàn những cơ hội thăng tiến của mình. Mà loài người chúng ta nó đầy những cái cơ hội thăng tiến chứ không phải không có. Đừng nói là tôi không có cơ hội, tôi cực khổ quá, cái hoàn cảnh tôi khó khăn quá, gì gì đừng có đổ thừa, không có chuyện đổ thừa. Coi coi là cái thiện căn phước báo mình có để mình muốn phát triển cái gì mà mình đang có tốt hơn không? Hay là mình muốn hủy hoại mình? Mà mình hủy hoại đời này là rất khó quay lại. Và cái chuyện thăng tiến là khó. Cơ hội để được học pháp, cơ hội để được tu tập, cơ hội để mà thăng tiến mình nó gần như mất. Và đã mất rồi thì kiếp người chúng ta đã mất. Mà lần này theo cái hiểu của tôi nha, tôi không biết là các cái vị thần linh, thánh linh gì khác tôi không cần biết. Tại vì các vị có, mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau. Các kiến thức khoa học, khoa huyết gì đó là cái chuyện của mấy vị. Nhưng mà tôi nói theo kiến giải của tôi nhìn rõ ràng là cơ hội gần như là cuối cùng cho loài người. Nếu như hết kiếp này mà chúng ta không thăng tiến tâm linh, từ đây cho tới hết giai đoạn sống mình thấy mình không thương đồng loại mình được, mình không có thứ tha được những cái kẻ mà mình đã từng thù hằn họ, mình không có cắt lìa được những cái ân ái mà mình lâu nay đang theo đuổi, và mình không có dừng được tất cả tham dục của mình, vẫn còn giữ ganh tị hơn thua rồi thù hằn hãm hại người khác, lén lút xảo trá gian manh không có thật vân vân, tất cả những cái điều đó là mình sẽ bị đi một cái cõi thấp hơn. Nó không xứng đáng làm người nữa đâu, quý vị nên biết là không xứng đáng làm người. Đây không phải là tôi hù tôi dọa đâu, nhưng mà đây là sự thật. Vì tất cả những người mà được nghe tôi nói, tôi xem đó là tất cả những người thân của tôi muốn chia sẻ. Tôi chỉ cần hy vọng một chút thay đổi ở nơi tâm của mọi người, để mọi người có một cái bước tiến hơn. Và khi mọi người còn cái bước tiến hơn nữa thì cơ hội quay trở lại đây còn. Kinh sách nói gì thì tôi không biết, nhiều quá, nhiều lý luận quá, nhiều sách vở quá. Nhưng mà tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của cái loài người. Tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của loài người, họ sẽ lẩn quẩn đi đâu. Nhưng mà bây giờ cái luân hồi này nó lại chuyển thấp hơn ở một cái hành tinh khác. Cái tâm của mình tương ứng với một cái loài khác, không còn là loài người nữa, quý vị tin không? Những cái kiểu cách đang sống của mình bây giờ, những cái thù hận, những cái ghen ghét, những cái tham dục, những cái gian manh xảo trá, những cái trục lợi bất chính gì gì đó, rõ ràng là nó không có tương ưng, nó không còn tương ưng với cái loài người nữa. Chúng ta dùng một từ như vậy. Vì loài người trong tương lai ở một cái tầng cao hơn bây giờ về mặt tâm thức, tức là họ sống không có thù hằn, họ sống bằng tình thương. Bây giờ mình không thương đâu có khế ứng được, đúng không? Họ sống bằng cái sự bao dung rộng lượng, họ chăm sóc, họ che chở, họ bảo bọc nhau, họ dìu dẫn nhau đi lên. Nhưng mình bây giờ sống cá nhân ích kỷ chỉ lo cho mình thì không có tương ưng, không có tương ưng. Và họ sống dưới đầy cái lòng biết ơn. Mình không biết ơn miếng gì hết á. Người ta nhận một hộp cơm hả, họ mừng rung để họ lại, họ cảm ơn. Bây giờ mình nuôi mình 5 tháng, 7 tháng mà bữa nay hả, mình muốn này không cho cái ông đó, ông xấu quá, không chơi ông nữa, kiếm một khác. Không có tương ưng, không có tương ưng thế giới loài người trong tương lai. Vì thực sự từ... phải nói là cái từ cái trung tâm của thiên hà mà dồn cái năng lượng xuống của các hành tinh ở trong cái dải thiên hà này, đang nói tới dải, nó ở giờ nó rộng dải thiên hà này, mấy triệu năm nó mới đổ năng lượng một hành tinh một lần. Và quả địa cầu chúng ta được đổ từ năm 1950 rồi lên tới năm 2012 vân vân, nó sẽ đổ rất là nhiều năng lượng để nó nâng tầm quả địa cầu này, mà loài người lại không có được nâng lên cao, thì thấy chuyện rất là buồn.
cái năng lượng đó để phủ và để che, để chuyển hóa hết tất cả những cái gì đang có. Và nó sửa đổi, quý vị thấy sửa đổi kinh khủng, sửa đổi kinh khủng. Không có cái chuyện mà đó, giống như bây giờ mà mình đã được ăn muối Himalaya đó, đúng không? Thì mấy trăm triệu năm về trước nó là biển, và nó biến thành núi vậy đó. Và lục địa chúng ta bây giờ nó bị gì cằn cỗi, cái bề mặt của lục địa nó bị cằn cỗi, cái việc mà sinh sống của chúng sanh trong cái mặt địa cầu này là nó sẽ tới cái mức độ nguy cấp rồi. Buộc cái lục địa này phải đổi đi, sẽ đổi lục địa khác á. Thì trong tương lai nó có nhiều cái lục địa bị chìm, và nó sẽ đổi lục địa khác. Mà chìm lục địa thì mình chắc mình bay lên trời quá ha. Thay đổi vậy đó, quả bề mặt của quả địa cầu sẽ thay đổi rất là nhiều chuyện như vậy luôn. Nhiều lắm, mình thấy rất là nhiều. Mà cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện bây giờ muốn nói là cái chuyện của mình có thay đổi hay không, có muốn thay đổi hay không, quý vị chịu khó ngồi nghiệm lại giùm. Ở đây là cái chuyện ở trong nhà mình ra, mình nói thật là quý vị nên dành thời gian cho chính bản thân mình, ngồi ở góc nào đó thật là trống, thật là yên, một ngày, hai ngày, ba ngày nghỉ, đừng có ăn gì hết trơn á. Ngồi nghiệm lại coi mày có muốn thay đổi không, có muốn thay đổi để tương ưng với một cái thế giới văn minh của nhân loại trong tương lai hay không, hay là mình muốn ụt đi cái cõi nào thấp hơn. Thì mình quyết định, đưa ra quyết định đó là mình sẽ sống sau 3 ngày ngồi không ăn không uống để mình nghiệm ra vấn đề, và mình bắt đầu sống với cái quyết định đó đi. Nên làm đi, chứ không kịp. Tôi thấy không kịp. Nếu mình không có gấp gáp thay đổi là không kịp. Đừng có bám theo những cái giả danh, những cái quyền lợi gì ở bên ngoài để làm cái gì. Không có kịp làm chuyện mình, không có kịp, đừng có lo chuyện ba láp ở bên ngoài nữa. Đây là một cái sự thật mà phải dùng cái từ là gọi là tiếng chung cảnh tỉnh với nhau. Vì nhìn thấy cái cảnh tượng này không được gọi là tốt đẹp lắm. Phải nói một câu rồi đó. Cái diễn cảnh sắp tới nó không tốt đẹp lắm cho mọi người. Ở trên bề mặt của hành tinh này, trên bề mặt lục địa này, gần như nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái lục địa. Những cái lục địa chìm để có những lục địa khác lên để thay đổi dữ lắm, thay đổi nhiều lắm. Chưa nói cái chuyện dông bão, chưa nói chuyện sóng thần gì đó, cái chuyện bình thường. Cái chuyện mà bị dịch, bị chiến tranh, chuyện bình thường, nó bình thường. Sàn lọt thì nó phải sàn cho tới chứ. Sàn cho tới còn gạo cội thôi. Thì ai là người gạo trên sàn? Đó là quan trọng. Mình bây giờ muốn gạo lọt sàn hay gạo trên sàn là quyền của mình chọn rồi đó, đúng không? Nói nhiều, thật sự khi mà trong giai đoạn gần đây, kể từ cuối tháng 11 cho tới bây giờ, sau những cái lần là biến chuyển thân tâm, thì tôi nhìn ra nhiều điều, nhìn ra rất là nhiều điều, và tôi luôn quan sát nhân loại của mình, quan sát những cái gì liên quan tới cái sinh hoạt của loài người của mình trong tương lai, thì thực sự rất đáng lo ngại. Vì cái tầng tâm thức của mình đang thấp, quá thấp. Phải nói một câu vậy, tầng tâm thức của nhân loại mình quá thấp. Và tầng này không còn tương ưng với loài người trong tương lai nữa, đó là loại đáng lo. Thật sự rất đáng lo. Cho nên nói cái gì, làm cái gì mà để cho người loài người của mình được chuyển hóa là tôi nói tôi không ngần ngại. Muốn một con người nào đó chuyển hóa thật sự nó không phải là dễ. Tôi cũng nhìn thấy như vậy. Tại họ không muốn, chứ không phải là mình không muốn. Nếu mà họ muốn thì rất dễ. Họ muốn thì rất là dễ, nhưng mà họ không muốn. Như là những cái mà tôi nói, phải nói là nói rất là thật, tận đáy lòng, tận con tim của mình. Muốn làm sao nhân loại của mình bước một bước ngoặt mới ở nơi tâm hồn.
bỏ mấy cái chuyện đó không có mất mát gì đâu, bỏ thù hận không có mất mát gì đâu, bỏ cái ghen hờn, bỏ cái ích kỷ, bỏ cái cá nhân không có mất mát cái gì đâu. Mà quý vị còn được thăng tiến. Còn nếu mình theo đuổi những cái dục vọng, theo đuổi những cái ác tâm, những cái hiểm hại, những cái mà gian xảo, gian manh, những cái chấp trước, những cái ích kỷ của mình, những cái ganh tị, những cái ghen tương, đó đúng là có hại á. Phải nói đó là có hại. Thì mình tự nghiệm ra để mình có thể loại nó ra khỏi một đời sống của mình được hay không? Thử một ngày sống, mở mắt ra mình nhìn nhân loại với cái gì, bằng cái tâm gì để mình đón nhận ngày mới? Có hơn hôm qua không? Có trong sáng hơn không? Có an lạc hơn không? Có thanh tịnh hơn không? Có nhiều lòng tri ân hơn không? Có nhiều tình thương hơn không? Có nhiều sự thứ tha hơn không? Nếu được thì quý vị thấy là mình có tiền. Còn không được thì thôi, mở mắt chưa có tỉnh nữa mà ăn gì cho đã ta. Phải dứt trừ mấy cái này, mình không có dứt trừ được thì lấy cái gì để mình thăng qua. Cho nên nói đơn giản thôi, đúng không? Thì bây giờ mình sống rất là bình thường, rất là tự nhiên, nhưng mà khi mình thấy ai, mình nghe tới ai, mình nghĩ tới ai thì sao? Cái tình thương tới trước, cái sự kính trọng, cái lòng tri ân tới trước. Được như vậy không? Không được thì lại Phật cầu cho con sanh được cái tâm này dùm đi. Đúng không? Mở mắt ra thì mình nghĩ tới xã hội này, loài người thôi, mình không cần mênh mông cái vũ trụ gì hết đó. Loài người mình thôi, mình nhớ tới loài người với đầy cái lòng rung cảm, thương yêu, thứ tha, biết ơn họ. Chỉ cần vậy thôi, thì chỉ cần vậy thôi. Thì đó mới là cái tâm của loài người trong tương lai. Đó là tâm của loài người trong tương lai. Tôi nói một cách thấp nhất thôi, ở loài người mình thôi, chưa nói loài khác. Tại vì cơ hội của loài người trong tương lai nó không phải đơn giản như vậy. Như vậy là đã quá đơn giản rồi. Nhưng mà tôi nó muốn nói tới cơ hội thì cái việc học đạo, cái việc hành đạo của loài người trong tương lai nó sẽ tốt hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần như bây giờ. Vì thay đổi một cái nền văn minh là thay đổi rất là nhiều cái việc tốt đẹp. Đối với chúng tôi là tốt đẹp, nó không có xấu, tuyệt đối là không có xấu. Nhưng những người chấp trước cái thân người, chấp trước cái kiếp người, nó trở thành xấu là tại vì chết nhiều quá. Thì nó trở thành xấu là tại vì mình đang chấp trước, mình không có cái gì hơn cái thân này nữa. Nhưng cái người đã thấy được có cái tâm nó hơn cái thân này, cho nên mình chăm lo cái tâm tốt, cái thân này là tự động nó sẽ được nha, nó được thọ cái thân ở cái đời mới tốt hơn. Đó là người biết nhìn xa. Còn đời này mình tìm gì để thỏa mãn mình thì thôi, mình là cái người chấp thân nặng rồi. Chút đụng tới thân, chút đụng tới danh dự, chút đụng tới ăn, chút đụng tới ngủ là kể như mình điên lên. Người ta chỉ cần là không coi trọng mình, cái mình khóc tới khóc lui, buồn tủi hận hờn. Thế vậy mình là ai, mình là cái gì, mình muốn cái gì? Đến với đạo mình không có dám bỏ cái riêng tư ích kỷ cá nhân mình ra để mình sống cho đạo. Không có cần sống cho cái gì ghê gớm lắm đâu. Mình sống cho đạo là bây giờ mình sống đúng với đạo, mình sẽ hết, mình nhẹ đi cái hận thù, cái riêng tư, cái ích kỷ. Làm không được. Trời ơi, hai cái người xuất gia ở chung chỗ, cự lộn lúc đầu ít, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Mình xuất gia rồi mà vậy đó, mà bạc tóc hết rồi chứ không phải trẻ đâu, 60 trên lên rồi. Mình vậy rồi kêu tu làm sao? Như gặp cái mô Phật, mô Phật, mô Phật. Thì đó là người đời họ chọc ở ngoài miệng mô Phật, ở trong bụng chứa bồ dao rong, đúng, đúng đúng y, không có sai. Bây giờ nếu mà sắp cho hai người đó ngủ chung là sực nhau nữa. Tôi phải sắp ở riêng, ví dụ vậy đó. Nó có những cái chuyện vậy rồi sao, kêu đời sao tôi được làm người, làm gì nổi, cái tâm đó không phải cái tâm người. Tôi đã nói, ở đây mình đang nói tới cái tâm người trong tương lai thôi. Là mình đã hủy hoại cái tâm làm người của chính mình bằng tất cả những cái cách thức sống đó. Thì phải dè chừng chứ, bây giờ muốn gìn giữ mình làm người hay không, đừng nói tôi quy y, đời sau tôi đủ tư cách làm người, xin lỗi mấy người ganh tị, ghen hờn, ghen ghét, ích kỷ, nhỏ nhen, bảo thủ, chấp trước.
hơn thua đủ thứ chuyện hết. Tâm đó đâu phải tâm người mà đời sao được làm người. Tức là mình không có gìn giữ được cái tâm làm người của mình, không có giữ được đẳng cấp của con người của mình, thì chắc chắn là mình sẽ rời đây mình đi đâu đó. Trong cái lục đạo luân hồi hồi trước á, trong kinh diễn tả rất là nhiều, nhưng mà mình nhìn thấy này nha. Ví dụ như mình làm người mà mình nhiều cái tham dục quá, đời sau mình làm súc sanh mình cũng vẫn còn trở lại cái quả địa cầu này, làm súc sanh trong quả địa cầu này. Và nếu mình ích kỷ nhỏ nhen đó là mình làm ngạ quỷ thì mình cũng lẩn quẩn quẩn chung quanh cái quả địa cầu này. Tức là chứ mình không có đường để mình thoát ra, không có đường để mình vượt tầng được đâu, thì mình cũng lẩn quẩn vòng đây đó. Thì tất cả những cái mà được gọi là đọa đài nó cũng loanh quanh lẩn quẩn, nó chưa vượt khỏi cái tâm thức của một cái loài chúng sanh mê mờ. Ở đây dùng cái từ là cái loài chúng sanh mê mờ mà đại diện cho loài người của mình. Và loài người của mình không thay đổi được thì mình lẩn quẩn. Nhưng mà ác một cái là sắp tới đây nó không cho lẩn quẩn, không có lẩn quẩn, tức là thay đổi toàn bộ. Được là được, không là đi chỗ khác chơi. Giống như là cái gì? Thi vô đại học mà trượt thì phải học cao đẳng. Đúng không? Không đủ điểm cao đẳng thì xuống trung học. Không đủ điểm trung học, về quê cấm câu. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và thời này nó cũng đang giống như vậy. Và nếu như mà nói là cái đẳng cấp của loài người sắp tới là trương tầm với cao đẳng thôi, chưa tới đại học, thì loài người mình không đủ điểm nhiều lắm, không đủ điểm hơn 90%. Để coi, 8 tỷ còn 800, không được, không được nữa. Trời đất ơi, tính vậy nè hơi bị ghê. Xin thưa, không phải con dọa và không phải con tưởng tượng mà con đang nói thật. Mong mọi người hết sức là trầm tĩnh nghiệm lại mình, dành hết cái thời gian quý báu trong cuộc đời của mình, trong cái khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy là mình có thể ngồi yên một mình ở một cái góc nào đó để mình giữ yên mình, để mình tận tâm tận lực suy nghĩ cái cuộc đời của mình đã trải qua như thế nào, và bây giờ mình đang ở vị trí nào, và mình cần phải thay đổi để mình tiến hóa hay không. Đây là chuyện rất cần mong rằng mọi người phải dành hết thời gian làm giùm. Đây là một cái gì đó nó hết sức chân tình tôi muốn nói. Tại vì thực sự đụng như bản kinh Quan Nghiêm nó cao quá, quý vị nhớ không tới cái mình thấy mình cũng có được cái gì. Thực sự là như hồi trước tôi nói, nếu như giảng cho chúng hội này, tôi sẽ không tiếp tục giảng Quan Nghiêm nữa. Ai đây hiểu đâu nào, nó đưa tay lên coi. Không có, phải nói thật là không có. Nhưng mà tôi cần ở trong chúng hội này, nhân cần trong chúng hội này, trong lúc quý vị nghe, quý vị cứ đừng có bị vướng cái chuyện gì tào lao tùm lum ở đâu bên ngoài, đúng không? Mình chỉ cần lắng động hết những cái chuyện kia, mình chỉ cần mở tâm để cho từng lời từng chữ của kinh nó rót được vô tâm mình, cái là hú hồn hú vía tôi rồi. Hiểu hiểu kệ mấy vị, nhưng mà làm ơn làm phước để cho nó rớt vô tâm mình bằng tất cả những cái gì liên quan tới bản kinh này. Có nghĩa là bây giờ thì thật sự là quý vị không hiểu, nhưng mà đã gieo cái mầm đạo quả tối thượng vào tâm của mình. Đây là thật sự là cái mầm mà trí tuệ giác ngộ tối thượng của loài người, của tam giới này, hay nói riêng là đạo Phật. Còn bây giờ vô đây tôi thấy rõ ràng là nhiều người cũng đóng bích nữa, ngồi đây mà đóng bích. Trời, con chút một thầy giảng lại lẹ xuống mình ăn cái món mình giấu ở dưới đó. Để con chuột con chó vậy nó ăn, mình ăn không kịp, tranh thủ ăn. Nó nói gì đó, mình làm cái gì đó chứ không phải là ngồi đây để mình thực sự là mình ở đây để mình học đạo. Thì làm sao mình nghe được, mình học được cái bản kinh kinh khủng này. Tôi nói không phải là mình muốn nói cái gì khác, nhưng muốn nói ngay tại đây là mình đã bị thất bại. Mình tự quỷ mình từng giờ, mình tự hoại mình từng khắc, tự nhấn chìm mình từng khoảnh khắc một bằng những cái hành động, những cái suy nghĩ của chính mình. Nó không có đẳng cấp, nó không có tương ưng với cái loài người nữa. Thì khi mà mình đã rời khỏi loài người là mình không có trách móc được ai. Phật tổ đã làm hết sức rồi. Phật tổ đã làm hết sức rồi. Phải nói như vậy đó, các vị đã làm tận tâm tận lực cho cái loài người của mình.
mà chờ đợi mình thức tỉnh chiếu, mình không thức tỉnh gõ đầu mình là mình lấy cái bọc sắt mình che lại, nghe nó cung cung chứ không có gõ cái cọc như bình thường, ra nó không có thấu tới cái não của mình. Đục cái màng nhĩ của mình nó ra tới 8 cái lớp nghiệp với nó mới có thể thấu vô được cái lỗ tai. Chỉ chừng nào mình tiến quá rồi uổng lắm, không kịp nữa, và rất là uổng phí cái lộ trình mà làm người của mình bao nhiêu kiếp qua. Đương nhiên là mình thăng lên thăng xuống chứ mình cũng liên tục. Nếu mà mọi người ở đây mà có cái người nào mà liên tục làm người là bây giờ giỏi lắm. Mình kiếm không có, tức là mình vừa làm người, cái mình làm cái gì đó, cái này sao xuống, rồi cái bây giờ mà mò lên, rồi nó để xuống rồi lên chứ không có liên tục. Nhưng mà mình nó vẫn không thoát ở đây. Nhìn kỹ rõ ràng là mình gọi là lẫn hụp trong các loài, quanh quẩn trong quả địa cầu này. Tôi thấy rất là rõ là nó quanh quẩn trong quả địa cầu này. Mà cứ lẫn hụp không hụp. Và đời này là được cái ngôi mà cao ở trong cái quả địa cầu này là loài người. Phải nói vậy, tức là chúng ta đang ở một cái địa vị cao nhất của tất cả các loài động vật. Mà còn may mắn được học đạo giải thoát mà không có trân trọng, không có quý, mình tự quỷ mình, tự dìm mình trở lại, tự phá quỷ cái ghế mình đang ngồi, cưa gãy cái ghế của mình. Thì mình té ghế là mình chịu thôi, nó không có trách được. Tôi không biết phải dùng cái từ là tôi nói giờ tiếng Trung đánh động hay là nói bích lòng chồm sớm thì tôi không biết. Nhưng mà đây là một cái điều rất là thật lòng. Tôi muốn nhân loại chúng ta được quay lại đây đông hơn. Để mai kia muốn nọ là nhìn cái hành tinh này có những người mà gọi là cái gì, bỏ cái thân này thì mình còn được tự do chọn lựa trở lại đây hay là mình đi chỗ cao hơn. Quả địa cầu này chưa phải là cao, đương nhiên là một tầng cao hơn cái thời này, nhưng mà nó cũng không bằng cõi trời. Nhưng mà phước nó cũng ghê gớm đúng không ạ? Cơ hội học đạo, cơ hội tu, cơ hội sống, tất cả mọi cái đều hơn bây giờ dữ lắm. Không phải như mấy cái nhà toan tính kia đâu, họ muốn sàng lọc, họ muốn loài người thế này thế kia thế nọ để còn là cái thế văn minh theo cái kiểu tính toán của họ, qua cái thời đại văn minh, qua cái thế hệ mà 5D rồi bắt đầu là sử dụng công nghệ thay thế loài người để rồi gì đó. Cái đó mình mà chấm chấm để đó, tại vì mình biết những cái đó nó không có thực hiện được đâu. Đó là những cái mà những cái ác tâm để mà có thể loại trừ nhân loại này thì họ sẽ bị loại trừ bây giờ. Tự cái sự sàng lọc của thiên nhiên sẽ thay đổi mọi thứ. Đừng có nghĩ là quyền lực có thể thay đổi con người khác, tiền bạc có thể thay đổi, là chúng ta đã đang sai, đã sai lâu lắm rồi. Thời gian trước nó có thể nó đúng và tới bây giờ nó có thể tạm được gọi là đúng, nhưng mà từ đây về sau nó không còn đúng nữa. Tiền và quyền thì chưa chắc đã được làm chủ đời sống của mình đâu, mà là tâm linh á thì mới có hy vọng là làm chủ, còn không là không làm chủ được. Cho nên những người mà gọi là chủ nghĩa vật chất thì đang trong giai đoạn mà nó sẽ sàng lọc và suy thoái đến mức độ tận cùng, và phải thay đổi hẳn cái chủ nghĩa vật chất, để thấy rằng ai không tin tâm linh thì lần lần sẽ tin tâm linh. Mà thực sự những người tin tâm linh thì mới có khả năng tồn tại trong giai đoạn tới, còn không tin tâm linh rồi sẽ thấy là mọi chuyện nó sẽ khác đi, không như mình tính. Cho nên những người nào mà nặng vật chất thì phải coi lại cái việc của mình, đừng cho nó là tối thượng thì mới có thể thăng tiến được. Còn ai mà nặng về vật chất, cho vật chất là tối thượng, là đỉnh cao, chúng ta chỉ biết mưu cầu vật chất thôi, thì người đó là tự hoại cái kiếp người của mình. Dù cho có thành tựu cho tới giờ phút này, thành ông gì bà gì đi nữa, thì tôi nói là người đó đang hoại cái kiếp người của mình, đang làm hoại kiếp người của mình. Để rồi là mình mất hút cái kiếp này là không còn được nữa, không còn trở lại cái thân làm người nữa, mất đi hoàn toàn. Cho nên tùy mình ha, ở đây là phải nói là tùy mọi người chọn lựa. Và tôi mong rằng mọi người phải có một cái thời gian thực sự ngồi riêng để đưa ra một quyết định còn lại trong cuộc đời này của mình. Quý vị sau một đêm có thể mình có được cái thay đổi. Tôi hôm trước tôi coi một cái phóng sự của một người đầy tội lỗi, không tiện nói tên, và họ bị tù trên đất Mỹ. Người Việt Nam bị tù trên đất Mỹ,
trong 5 năm đầu vẫn thấy mình tài, mình giỏi, mình hay, mình đúng. Từ năm thứ 5 trở lên tự nhiên giật mình. Giật mình thấy mình sai ít. Nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, thấy mình có lỗi, không có gần gũi, không có lo lắng để cho cha mẹ phải khổ sở, phải mất mặt với người ta là con mình tạo tội bị tù. Cảm thấy ân hận. Lúc đầu với ân hận khi mà mình thấy mình không còn gần gũi, không còn làm cái điều gì để cho cha mẹ được nở mặt nở ngoài. Rồi lần lần thấy những cái tội lỗi cũ mình đã làm, đã từng lấy tiền người ta bằng khả năng của mình, của công nghệ nhiều lắm. Tới bắt đầu thực sự thấy mình có lỗi, bị chấn động với tất cả những cái lỗi lầm của mình, trải qua một đêm. Và ngay đêm đó, cái con người mà tự nhận ra tất cả những cái việc sai trái của mình bằng tất cả những cái sự chân thành, không theo đạo nào hết, không có theo đạo nào hết. Anh này nhỏ lớn theo đạo nào hết, mới trẻ tuổi mà. Thấy hết tất cả những cái việc làm sai trái của mình, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Và bằng cái sự ân hận sâu nhất nơi tâm của mình, quyết lòng không tái phạm nữa, bằng cái khả năng của mình sẽ giúp được nhiều người. Và đêm đó anh phát nguyện, nếu còn sống, nếu anh được tự do, thì anh nguyện sẽ đem hết cái cuộc đời còn lại, thứ nhất là lo trả hiếu, cái thứ hai là trả ơn, trả nghĩa, và chuộc tất cả những lỗi lầm đó trong cuộc đời mà mình đã từng làm. Theo tôi, người này ngộ đạo, tôi đang hẹn để gặp để coi như thế nào. Và người này rõ ràng là khi trở về Việt Nam đang làm rất lợi cho đất nước, cho người dân Việt của mình. Tức là bằng tất cả khả năng vốn có mà rất là giỏi, cực giỏi, cực giỏi. Tôi muốn đối thoại một lần coi có phải ngộ hay không. Nghe qua phóng sự thôi, chưa có gặp trực tiếp. Mà rõ ràng theo cái thấy của tôi là người này không ngộ thì không có thay đổi nổi. Mình bây giờ người tu mà chịu ngồi là đối nghiệm, thấy này lỗi, thấy kia lỗi, thấy nọ lỗi, thấy này sai, thấy kia thấy nọ sai suốt đêm, mình có làm nổi không? Hỏi thiệt mấy người tu không có làm nổi. Thì rõ ràng con người đó sẽ được dồn vào đường cùng. Quá giỏi đi nhưng mà bị dồn vào đường cùng, gọi là đụng lập phong, thì họ sẽ nhìn lại. Còn mình thì sướng thấy mộ mà. Ở nhà cha mẹ nuôi muốn gì cha mẹ cho đó, vô chùa thì cha mẹ cũng gửi tiền vô để rồi lo mình, để mình được sống sung sướng. Rất nói chung là nhỏ lớn mình không có gì khổ, mà không có gì khổ lấy gì để lo. Nếu ở con chùa thì cũng có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, có người lo hết rồi. Giờ mình lo ăn thì sao cho đã, lo ngủ thì sao cho đã vậy thôi. Chứ còn mình có muốn cái gì ngoài cái muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân ra, mình không có cái muốn khác. Không có muốn hơn bây giờ về mặt tâm linh. Thì đành chịu là mình phải dậm chân và mình dậm cho tới lún đất để mình chui xuống dưới. Chứ không biết làm sao nữa. Đây là điều mà mỗi khi nghĩ tới tôi rất là, phải nói là rất là lo. Cái gì dùng từ là không kịp, mà rõ ràng là không kịp. Chúng ta không kịp, không kịp nữa. Phải dùng cái từ gì là không kịp, không kịp, không kịp nữa. Cơ hội không phải là không có, mà mình không biết nắm bắt. Để mình thăng tiến thì uổng cho cuộc đời, uổng cho kiếp người, uổng cho kiếp người lắm. Sau một đêm quyết định thì quý vị sẽ thay đổi cuộc đời mình, để mình có một cái hướng mới và mình có một cái cách sống mới thực sự. Mình chấp nhận, mình sám hối tất cả những lỗi lầm, mình chấp nhận, mình thay đổi cuộc đời mình để mình làm con người mới, sống lợi ích thực sự. Và mình thực hành cái việc lợi ích của mình bằng cái suy nghĩ của mình, dù là lợi ích rất là nhỏ. Tôi nói nội mình đó là tự nguyện, mình thấy miếng rác dơ ngoài đường mình lụm, mình tự nguyện, mình thấy cỏ mọc linh tinh ở trong chùa mình nhổ hay gì đại khái vậy. Tức là mình làm cái gì đó mà mình cảm giác là đây là cái chuyện tự nguyện. Mình muốn đem cái khả năng vốn có của mình, cái sức lực vốn có của mình, cái trí tuệ vốn có của mình, để mình làm cho ai, mình giúp cái gì để có lợi cho cuộc sống này. Mình thử tự nguyện làm dùm ngày tôi coi thử, thì mình mới thay đổi chứ. Không phải tập làm cái việc rất là nhỏ, mà mình thấy rõ ràng là mình quyết làm, mình muốn làm bằng tất cả các khả năng vốn có của mình, mình sẽ thay đổi để mình nâng tầm mình. Chứ đâu có lợi ích cho ai, mất mớ gì ai, cho mình thôi. Trước mắt là cho mình được thăng tiến. Đương nhiên là cái việc thăng tiến mình nó sẽ có ích xung quanh, tự động nó sẽ có ích.
Và lần lần quý vị sẽ thăng tiến ở một cái tầng mà tầng tâm mình nó đủ, mình đã mở toang hết mọi cánh cửa để mình đón nhận những cái gì màu nhiệm nhất, linh thiêng nhất, cao đẹp nhất của vũ trụ đang rót vào cái quả địa cầu của chúng ta. Năng lượng ở một tầng cao để mình rung động ở một cái tầng yêu thương, một tầng tri ân, một tầng bao dung, chứ mình không có rung động ở tầng thấp nữa. Xem như mình xong được một bước, mình đã một bước tiến thực sự trong đời này. Còn không làm được như vậy thì lấy gì tiến, tôi cũng không hiểu. Mở mắt ra mình muốn cái gì đó, trước khi nhắm mắt mình muốn cái gì đó, mình tự hỏi mình đi đó, từ bây giờ là mình bắt đầu mình làm đi. Cũng đơn giản thôi, đâu khó đúng không? Bây giờ là trước khi đi ngủ ngồi dò cái đầu mình muốn gì đây? Hả? Muốn gì ngủ? Đúng không? Sáng đến dậy cũng dò đầu, ngày mới này muốn gì? Muốn gì? Muốn tốt hơn hay là muốn xấu hơn? Mình muốn thành Phật thành tiên hay là muốn thành quỷ thành ma? Mình muốn thăng lên hay là muốn độn thổ? Đó, tự mình trả lời. Để mình có một ngày mới cho mình, để mình có thể đi vào giấc ngủ bằng cái tâm gì, thì như vậy dần dần nó sẽ thay đổi được mình. Không có gì bằng chính mình thấy được mình, đúng không? Thấy được mình là cái điều quan trọng. Mình là ai? Mình tới đây để làm cái gì? Và mình đi đâu? Bây giờ rõ ràng là đi đâu không biết, đi đâu ngủ không biết, có thức gì được không nữa. Đó, mù tịch mà không ai lo hết, là tôi không hiểu làm sao. Tôi nói nội mình là ngủ không được là lo kiếm thuốc uống. Trời ơi, tôi nói thiệt, người tu mà ngủ không được là một cơ hội. Tôi nói không phải tôi nói chơi đâu. Ví dụ như bây giờ mình nằm xuống mình ngủ không được mà có mình à, làm ơn phước đừng có bật dậy bấm điện thoại để tám là được rồi. Nằm mình ngủ không được, quá tốt luôn, đúng không? Tại sao nửa đêm người ta mù mờ, người ta đi giờ giấc ngủ mình tỉnh quay không? Phật tổ đang giật dây mình á, thì mừng đi lại tạ ơn Phật cho con được tỉnh trong cái đêm đen này, để con có thể nhìn ngắm được mình, cơ hội để tu. Còn thức dậy sớm nói tôi ngủ không được, tôi bị thức sớm quá, ăn gì uống gì để ngủ thêm được chút cho nó lên ký, ốm ốm bị người yêu chê. Cái kiếm thuốc ngủ, kiếm đồ ăn. Chứ còn ngủ sớm, thức dậy sớm, tỉnh táo là một cơ hội tiếp tục để cho mình tu tập. Đó là mình đối với một người tu á, thì gần như tất cả những gì liên quan tới mình mà được tỉnh là mình lại Phật, mình cảm ơn Phật đi. Nhất là ban đêm. Ban đêm mà không ngủ được tới 12 giờ, 1 giờ quá tốt đi. Ngủ có 15 phút cái nó tỉnh lại à, tốt luôn. Không có chết đâu, có chết gì đạo cũng tốt luôn. Nhưng mình đâu có dám như vậy, đúng không? Có ai mừng khi mình không có ngủ được không? Có ai mừng khi mà mình bị thức quá trước giờ không? Thay vì 3 giờ có cả 2 giờ mình thức rồi. Trời ơi, mắc gì sức sớm người ta nhét lỗ tai bông gòn ngủ tiếp trùm mình hai lớp đừng cho đừng ai làm động, lỡ mình bị thức nãy bị mất hết khúc ngủ rồi bây giờ gắng ngủ để bù. Chứ không ai mừng khi mà mình thức 2 giờ rồi, vậy là mình dậy sớm hơn, mình có cơ hội tu nhiều hơn. Có ai không? Có, kiếm cái này kiếm khó lắm mà nha. Thế giới này mà kiếm được mấy người không biết nữa. Này nó bị khó. Và như vậy thì kiếm mình thăng tiến cái gì? Đó, cho nên mình phải hỏi mình đang muốn cái gì? Đang muốn cái gì? Mình nên chính chắn trả lời chính mình đang muốn cái gì? Nếu mình cái người tu mà sâu nơi lòng mình muốn cái nó không phải đạo lý, để tóm lại, tu tiếp làm cái gì mà mình muốn những cái không phải của người tu? Tự nhiên mình giận người kia mà không chửi được là mình ăn không được, ngủ không được. Thì cái muốn đó muốn của người tu hay muốn cái gì? Chửi bữa nay không đã, mai chửi tiếp, mà chửi hoài thấy không đã, cứ chửi mỗi ngày nổi tăng tốc lên. Chửi sao mà cho mày cái nghĩa là mày đi xa khỏi, đừng khuất mặt không thấy mặt nhau. Chứ còn ra vô gặp mặt rồi ăn không được, nuốt cơm cái thấy người này mắc nghẹn, cái ngủ nghe người kia cục kiệt, ngủ không được. Ví dụ vậy, tới cái mức đó là rõ ràng là mình không còn là người tu nữa.
Mình có những ham muốn, có những cái mà mình rõ ràng là không có giống cái người bình thường, chứ đừng nói giống người tu. Thì như vậy nha, như vậy là mình tự dìm mình, không mất mới gì tới Phật tổ rồi nha. Đừng đổ thừa Phật không cứu con, Phật cứu mình gỡ tay ra, mình không chịu, mình muốn đi xuống dưới kia ngon hơn. Cái đó là tự mình chọn, đúng không? Cho nên sanh tử này nói thì giống như là mình bị sinh tử, nhưng mà không có. Mình muốn, mình chọn hết đó. Trở lại vấn đề là tất cả những cái chuyện xảy ra trong cái sanh tử bây giờ và tiếp nối, những cái chuyện xảy ra tốt hay xấu của mình trong cuộc đời này, mình phải mạnh dạng mà nhận lỗi về mình. Do mình chọn lựa hết đó, cho nên bây giờ nó tới. Mình khổ, mình vui gì là cái mình đã chọn, mình cái mình đã chờ đợi, cái mình đã mong cầu, bây giờ nó đang tới. Và mình sẽ ra đi mà mình không còn trở lại làm người nữa thì cũng tự mình muốn. Làm sao á? Nó thay đổi nhanh lắm nha. Ví dụ nói vậy, có khi một tiếng đồng hồ người đó thay đổi. Thay đổi nhìn biết liền hả? Từ cái bậc thấp lên bậc cao thì tự nơi cái diện mạo của mình, tự nơi cái hào quang của mình sẽ thay đổi cái hình sắc của nó. Và người ta nhận ra được. Người ta ở đây là những loài phi nhân, họ nhận ra được chứ chưa nói tới những cái loài mà cao hơn. Họ sẽ nhận ra được. Các vị chư thiên họ cũng sẽ nhận ra được mình, nếu mình thực sự bây giờ mình cảm thấy mình thay đổi được, mình có một cái hướng sống tốt. Các vị Long Thiên Hộ Pháp họ cũng thấy mình, chư Bồ Tát, chư Phật sẽ thấy mình và các vị sẽ tiếp tục nâng mình. Còn mình đã quyết lòng không đi thì có lôi kéo mất công lắm. Không ai lôi kéo mình được. Tại vì mình là người cố chấp đến mức độ không thể nào thay đổi được mình thì ai lôi kéo mình. Từ trường hợp là mình không còn cố chấp, cố thủ, cố hữu gì nữa thì mới hy vọng là mình mở tâm mình ra. Là mong là mọi người sẽ có một cái sự thay đổi thực sự lớn cho cuộc đời còn lại của mình. Không phải thay đổi bình thường được đâu, thay đổi bình thường không kịp. Phải thực sự thay đổi lớn. Ngon rủ sạch tất cả những cái đang có thì mình là người trống rỗng, trống quách để mình mở tâm ra, mình đón nhận đạo lý thì là ngon. Ai làm được vậy thì mới được gọi là thay đổi lớn. Còn không dẫn cái đà cũ thì tôi thấy rõ ràng là không còn kịp nữa. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn quả tai càng cung kính tin Phật, niệm Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nhưng người con thứ ba đã đến tuổi đi lính, phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà liền trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết gian cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng: tín nữ Khoan Kim xưa kia ngu si, không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật Bồ Tát giúp cho con một việc, xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút. Do vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng, con trai của con sắp vào lính 3 năm, cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn. Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát, nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó. Dám xin Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Quán Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt, sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà.
Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo đường lớn, như hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì ở bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà. Bà tên là Quang Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không? Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói, chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây. Ông ta mời bà vào trong đó, có chuyện muốn nói với bà. Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình. Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không? Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói, nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên tạp vụ chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãy móng tay, cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác, chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc, thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thử một tháng lương nữa. Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng, nói, cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ. Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ, nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức bắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng, thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào. Có người còn nói xen vào, thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho. Ông chủ tịch vội vàng nói, không được không được, việc này xin các anh tha cho. Do gì tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm. Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta, Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ? Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng, bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi, tôi là cũng không có quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vì cái đêm trước mà bà ta lại làm, tôi chiêm bao, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi, cô là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến nhờ tôi. Do vì có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp, con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng, vì lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây? Cô gái đó lại nói, lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai, trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đó ngoài cửa là được rồi. Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người, thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mầm cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế? Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói,
Từ hôm đó, sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời, không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây, tôi liền hỏi sư tỷ: ông chủ tịch đó là ai? Tên họ là gì? Sư tỷ nói: ông ta họ Trương tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển dịp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được. Mình còn tiếp tục trở lại đây hay không, dù mình sống có mấy chục năm nữa, chưa chắc là sống mấy chục năm đâu, nhiều cái thay đổi. Ở ngồi đây chưa chắc là đã sống được mấy chục năm đủ đâu. Mấy chục năm sau, 5-10 năm sau là cái số mà mình đang có mặt ở đây chưa chắc còn được 50%. Và trong cái số chúng ta ở đây, như hôm trước chúng ta nói là đủ cái trình độ để trở lại là tôi thấy ít lắm. Đó là cái chuyện mình lo. Nói tới nói lui hoài là cũng vì cái chuyện này. Nhìn thấy loài người mà không trở lại làm người được, cái số lượng quá ít ở trên quả địa cầu này, không lo sao được. Mà đó là đồng loại của mình. Nhưng mà nghe mình nói họ giống như là cái gì, họ cứ nghĩ là nói dốc, nói chơi, nói đùa, nói hù, nói ba láp chứ không nói thật. Nhưng mà tôi thưa thật với mọi người là tôi nói bằng tất cả con tim của mình đó, trong cái thấy biết này về sanh tử. Không có tưởng tượng không được. Không có nói chơi, nói bằng tất cả cái sự thật. Tôi nhìn thấy những người mà thân cận bên mình, bây giờ họ chưa có lóe được ánh sáng để đời sau làm người nữa kìa, tin không? Thì nói cái gì đây? Và nói không có vô tâm họ. Mình trực tiếp mình nói với họ mà họ không chuyển đổi thì hỏi quý vị là muốn cái gì nữa giờ? Còn nghe Phật Pháp, nghe chơi chơi, nghe chung chung, tại nghe chung chung là nghe chung chung, mà nghe chung chung thì tác động nó lại ít hơn. Có những người thực sự như vậy. Cho nên rất là lo. Thì đương nhiên là cái chuyện vô thường nó tới không phải là 30 năm, 70 năm nữa đâu. Giai đoạn này nó không còn 30 năm, 70 năm, không hứa là mình sống được bao lâu ở trong cõi đời này. Nhưng mà có khi đây là đời cuối để làm người ở quả địa cầu này. Thì đương nhiên là mình ở những cái tầm thấp nào thì mình sẽ tới những cái nơi mà mình sẽ sống ở đó, vẫn tiếp tục sinh tử ở những cái cõi thấp hơn. Và điều kiện học hỏi để tiến hóa không còn như bây giờ nữa. Bây giờ là đã quá tuyệt chiêu rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Hiện tại bây giờ mình còn ăn được, mình còn chọn lựa thức ăn, mình còn ngủ được, và mình còn có thời gian lại Phật tụng kinh, học Pháp, ngồi thiền được, là quá tuyệt vời cho kiếp người này của mình. Nhưng cái việc mình làm với tất cả những cái thời gian mà mình đã làm đó là mình làm cho vui, mình làm theo phong trào, mình làm bị làm, mình bị lại Phật, mình bị tụng kinh, mình bị ngồi thiền, mình bị học Pháp, thì làm gì mình thăng tiến? Nói chuyện thăng tiến là không bao giờ có. Đến bây giờ nói là tôi gắng tranh thủ tôi làm xong để tôi tụng kinh, ví dụ vậy, kiếm ra được mấy người ở trong chùa. Rồi ráng tranh thủ để sắp xếp công việc để tôi ngồi thiền. Rồi ráng tranh thủ để tôi nghe Pháp, kiếm ra được mấy người. Rõ ràng là mình không quý Pháp, mình không có kính Phật, không có trọng cái đạo giác ngộ giải thoát, khiến cho mình mỗi lúc mỗi thờ ơ. Mà vậy thì mình tự quại lấy mình. Bây giờ ví dụ như ở hết chùa, ở hết thiền viện 1 tỷ người đi nữa mà họ không có người thiền, họ không có tụng kinh, ảnh hưởng gì với ông thầy trụ trì đâu, không ảnh hưởng gì, ổng đâu có bị xuống cấp đâu. Đâu phải mình gán mình không người thiền không tụng kinh là mình phá cái chương trình của ổng, mình hoại cái chương trình học tu của ổng. Bữa nay là tới giờ học mình giáo bộ mình rủ nhiều người cho nghỉ học, mình tới giờ tụng kinh cái mình rủ nhiều người núp không tụng kinh, tới giờ người thiền cái mình không người thiền cho thiền đường trống chơi nữa, mình phá ổng. Phá ai? Phá mình chứ phá ai? Bao nhiêu cái chương trình tốt đẹp dựng ra mình không làm, coi như mình phá, mình ngầm mình phá chơi, phá không? Phá mình chứ phá ai? Nếu mà vẫn ngầm làm chuyện đó thì tự mình nhận chịu những cái nhân quả của chính mình gây ra. Này là lần này không biết là lần thứ mấy tôi nói về cái chuyện mà chúng ta còn có quyền để được trở lại đây không á, là không biết tới lần thứ mấy chục rồi.
Nhưng mà tôi cố nói hoài để cho quý vị sẽ nhớ những điều này. Nhớ để chi quý vị thử thay đổi mình được hay không cái đó. Thử là mình bỏ cái ham muốn của mình không có theo nó được không? Mình bỏ cái dục vọng mình không có thỏa mãn cái dục vọng đó được hay không? Mình thử mình trải lòng mình để mình lo lắng một người bên cạnh mình bằng tất cả những cái tình thương của đồng loại được hay không? Và đối với những cái số đông, những cái nơi đông người, những cái nơi sinh hoạt đông người, mình có dám hy sinh cái việc riêng của mình ra để mình lo cho cái việc chung một ngày, hai ngày được không? Đó, được những cái đó để thể hiện là mình có cái gì đó thăng tiến. Còn thậm chí là phân công tới mình làm tới giờ mình kiếm mình gần chết, kiếm không ra, làm cái lén lén liếc qua liếc lại không thấy ai, cái bỏ trốn kiếm chỗ nào đó ăn gì đó, cái là trốn luôn trong cái góc đó, rồi tới giờ ăn lú đầu ra xong rồi cái mình trốn tiếp, cái gì thế? Thì mình là cái gì? Mình tự làm quại mình chứ đâu phải là cái chuyện làm biến đó là hay, chuyện biến nó không hay ho gì cho cái chuyện thăng tiến tâm linh của mình hết đó. Tới giờ rồi thiền kiếm cái hốc nào đó mình chung sao cho người ta đừng có thấy giống như mấy cái con bốn chân thật sự. Loài người hai chân không muốn chung với hốc thành bốn chân thì sẽ có cái kết quả bốn chân, ví dụ vậy đó. Thì đó là tất cả những cái mà mình làm và mình tạo cái nhân để mình hưởng cái quả trong tương lai của mình, là rõ ràng là loài người sắp tới nó không có, chắc chắn là không có, mà đi xuống thì rất là khó có cơ may đi lên. Tôi đang nói trong hệ mặt trời, tôi chưa nói ra nha, trong các hành tinh đang có trong hệ mặt trời này thì loài người là một cái loài mà gọi là cái gì, sinh hoạt của loài người rất là khó khổ, cực nhọc hơn các cái loài các hành tinh khác. Vì các hành tinh khác nó tiến hóa, nó ở tầng cao rồi, nó hưởng phước nhiều và nó dễ tu tập, nó gặp Đại Bồ Tát, nó gặp phương tiện thuận lợi để nó tu tập, chứ không phải như loài người của mình. Loài người mình cũng cực từ hồi sinh ra cho tới khi chết. Nhưng mà chính do như vậy mà mình có cái tâm gọi là muốn tiến hóa thì tuyệt vời cho tất cả những cái tâm hồn đó. Mỗi ngày mình mỗi tiếng gì mình gạt bỏ được, mình bước hơn một bước để những cái gì nó thấp thỏi, nó gì nó không có xứng đáng ở cái loài người, mình sẽ vượt qua được để mình sẽ thăng hoa hơn. Và ở một cái tầng nào đó nó sẽ tự do hơn về phước báo, về ăn, về mặc, về ở, chưa có nói gì khác nhưng cái phước báo đó thôi. Nó đã không có yên ổn ở trong loài người này. Những cái loài khác nó sẽ quyết định nha, ví dụ ngay cả sao Kim thôi, nó quyết định nó sống bao lâu ở đó, ở một cái đời đó. Và rõ ràng là nó sống được, không ai có thể cắt cái mạng nó được hết. Nhưng loài người mình bây giờ có mình có quyết định được không? Không, mình mù mịt, mình không biết chết lúc nào luôn. Nhưng cái nghiệp của mình nó đến mức độ đó. Và tôi nói đi nói lại hoài, nếu mà mình là con người, thứ nhất là mình không biết ngày mai mình như thế nào. Cái thứ hai là mình không biết mình chết lúc nào. Cái thứ ba là mình chết mình đi đâu, về đâu mình không biết. Tức là gần như mình mù mịt một cách hoàn toàn. Mà rảnh ngủ thức dậy tới giờ quýnh cản quen quen ngồi thiền, trùm mình nhét lỗ tai bong gòn không nghe tiếng chuông, trùm mình hai lớp luôn đừng cho người ta thấy, không là chui dưới đít sàn nằm đừng cho người ta kiếm gặp. Thì nó giống y hệt những cái loại chui nhủi nhủi thôi chứ nó không khác gì. Đó là nhân của chui nhủi. Nó không khác gì. Thế bây giờ mình đâu có muốn nữa, mình đâu có muốn thăng tiến nữa. Môi trường để cho mình thăng tiến, mình không thăng tiến, mình mất hoàn toàn những cơ hội thăng tiến của mình. Mà loài người chúng ta nó đầy những cái cơ hội thăng tiến chứ không phải không có. Đừng nói là tôi không có cơ hội, tôi cực khổ quá, cái hoàn cảnh tôi khó khăn quá, gì đừng có đổ thừa, không có chuyện đổ thừa. Coi là cái thiện căn phước báo mình có để mình muốn phát triển cái gì mà mình đang có tốt hơn không? Hay là mình muốn quỷ hoại mình? Mà mình quỷ hoại đời này là rất khó quay lại. Và cái chuyện thăng tiến là khó. Cơ hội để được học pháp, cơ hội để được tu tập, cơ hội để mà thăng tiến mình nó gần như mất. Và đã mất rồi thì kiếp người chúng ta đã mất. Mà lần này theo cái hiểu của tôi nha, tôi không biết là các cái vị thần linh, thánh linh gì khác tôi không cần biết. Tại vì các vị có, mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau.
các kiến thức khoa học, khoa huyết gì đó là cái chuyện của mấy vị. Nhưng mà tôi nói theo kiến giải của tôi nhìn rõ ràng là cơ hội gần như là cuối cùng cho loài người. Nếu như hết kiếp này mà chúng ta không thăng tiến tâm linh, từ đây cho tới hết giai đoạn sống mình thấy mình không thương đồng loại mình được, mình không có thứ tha được những cái kẻ mà mình đã từng thù hằn họ, mình không có cắt lìa được những cái ân ái mà mình lâu nay đang theo đuổi, và mình không có dừng được tất cả cái tham dục của mình, vẫn còn giữ ganh tị hơn thua rồi thù hằn hãm hại người khác, lén lút xảo trá gian manh, không có thật vân vân, tất cả những cái điều đó là mình sẽ bị đi một cái cõi thấp hơn. Nó không xứng đáng làm người nữa đâu, quý vị nên biết là không xứng đáng làm người. Đây không phải là tôi hù tôi dọa đâu, nhưng mà đây là sự thật. Vì tất cả những người mà được nghe tôi nói, tôi xem đó là tất cả những người thân của tôi muốn chia sẻ. Tôi chỉ cần hy vọng một chút thay đổi ở nơi tâm của mọi người, để mọi người có một cái bước tiến hơn. Và khi mọi người còn cái bước tiến hơn nữa thì cơ hội quay trở lại đây còn. Kinh sách nói gì thì tôi không biết, nhiều quá, nhiều lý luận quá, nhiều sách vở quá. Nhưng mà tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của cái loài người. Tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của loài người, họ sẽ lẩn quẩn đi đâu. Nhưng mà bây giờ cái luân hồi này nó lại chuyển thấp hơn ở một cái hành tinh khác. Cái tâm của mình tương ứng với một cái loài khác, không còn là loài người nữa, quý vị tin không? Những cái kiểu cách đang sống của mình bây giờ, những cái thù hận, những cái ghen ghét, những cái tham dục, những cái gian manh xảo trá, những cái trục lợi bất chính gì đó, rõ ràng là nó không có tương ưng, nó không còn tương ưng với cái loài người nữa. Chúng ta dùng ngôn từ như vậy. Vì loài người trong tương lai ở một cái tầng cao hơn bây giờ về mặt tâm thức, tức là họ sống không có thù hằn, họ sống bằng tình thương. Bây giờ mình không thương đâu có khế ứng được, đúng không? Họ sống bằng cái sự bao dung rộng lượng, họ chăm sóc, họ che chở, họ bảo bọc nhau, họ dìu dẫn nhau đi lên. Mà mình bây giờ sống cá nhân ích kỷ, chỉ lo cho mình thì không có tương ưng, không có tương ưng. Và họ sống với đầy cái lòng biết ơn, mình không biết ơn miếng gì hết á. Người ta nhận một hộp cơm họ mừng rung để họ lại, họ cảm ơn. Bây giờ mình nuôi mình 5 tháng, 7 tháng mà bữa nay hả, mình muốn này không cho cái ông đó, ông xấu quá, không chơi ông nữa, kiếm một khác. Không có tương ưng, không có tương ưng thế giới loài người trong tương lai. Vì thực sự từ phải nói là cái từ cái trung tâm của thiên hà mà dồn cái năng lượng xuống của các hành tinh ở trong cái dải thiên hà này, đang nói tới giải, nó bây giờ nó rộng dải thiên hà này, mấy triệu năm nó mới đổ năng lượng một hành tinh một lần. Và quả địa cầu chúng ta được đổ từ năm 1950 rồi lên tới năm 2012 vân vân, nó sẽ đổ rất là nhiều năng lượng để nó nâng tầm quả địa cầu này, mà loài người lại không có được nâng lên cao, thì thấy chuyện rất là buồn. Cái năng lượng đó để phủ và để che, để chuyển hóa hết tất cả những cái gì đang có. Và nó sửa đổi, quý vị thấy sửa đổi kinh khủng, sửa đổi kinh khủng. Không có cái chuyện mà đó, giống như bây giờ mà mình đã được ăn muối Himalaya đó. Đúng không? Thì mấy trăm triệu năm về trước nó là biển, và nó biến thành núi vậy đó. Và lục địa chúng ta bây giờ nó bị gì cằn cõi, cái bề mặt của lục địa nó bị cằn cõi, cái việc mà sinh sống của chúng sanh trong cái mặt địa cầu này là nó sẽ tới cái mức độ nguy cấp rồi. Buộc cái lục địa này phải đổi đi, sẽ đổi lục địa khác á. Thì trong tương lai nó có nhiều cái lục địa bị chìm, và nó sẽ đổi lục địa khác. Mà chìm lục địa thì mình chắc mình bay lên trời quá ha. Thay đổi vậy đó, quả bề mặt của quả địa cầu sẽ thay đổi rất là nhiều chuyện như vậy luôn. Nhiều lắm, mình nhìn thấy rất là nhiều. Mà cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện bây giờ muốn nói là cái chuyện của mình có thay đổi hay không, có muốn thay đổi hay không, quý vị chịu khó ngồi nghiệm lại giùm. Ở đây là cái chuyện ở trong nhà mình ra, mình nói thật là quý vị nên dành thời gian cho chính bản thân mình, ngồi ở góc nào đó thật là trống, thật là yên, một ngày, hai ngày, ba ngày nghỉ, đừng có ăn gì hết trơn á.
ngồi nghiệm rồi coi mày có muốn thay đổi không, có muốn thay đổi để tương ưng với một cái thế giới văn minh của nhân loại trong tương lai hay không, hay là mình muốn ụt đi cái cõi nào thấp hơn. Thì mình quyết định, đưa ra quyết định đó là mình sẽ sống sau 3 ngày ngồi không, không ăn, không uống để mình nghiệm ra vấn đề và mình bắt đầu sống với cái quyết định đó đi. Nên làm đi, chứ không, không kịp, tôi thấy không kịp, không kịp. Nếu mình không có gấp rút thay đổi là không kịp. Đừng có bám theo những cái giả danh, những cái quyền lợi gì ở bên ngoài để làm cái gì. Không có kịp làm chuyện mình, không có kịp, đừng có lo chuyện ba láp ở bên ngoài nữa. Đây là một cái sự thật mà phải dùng cái từ là gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh với nhau. Vì nhìn thấy cái cảnh tượng này không được gọi là tốt đẹp lắm. Phải nói một câu rồi đó. Cái diễn cảnh sắp tới nó không tốt đẹp lắm cho mọi người. Ở trên bề mặt của hành tinh này, trên bề mặt lục địa này, gần như nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái lục địa. Những lục địa chìm để có những lục địa khác lên để thay đổi dữ lắm, thay đổi nhiều lắm. Chưa nói cái chuyện dông bão, chưa nói chuyện sóng thần cái gì đó, cái chuyện bình thường. Cái chuyện mà bị dịch, bị chiến tranh, chuyện bình thường, nó bình thường. Sàng lọt thì nó phải sàng cho tới chứ. Sàng cho tới còn gạo cội thôi. Thì ai là người gạo trên sàn? Đó là quan trọng. Mình bây giờ muốn gạo lọt sàn hay gạo trên sàn là quyền của mình chọn rồi đó, đúng không? Nói nhiều. Thật sự khi mà trong giai đoạn gần đây, kể từ cuối tháng 11 cho tới bây giờ, sau những cái lần gọi là biến chuyển thân tâm, thì tôi nhìn ra nhiều điều, nhìn ra rất là nhiều điều, và tôi luôn quan sát nhân loại của mình, quan sát những cái gì liên quan tới cái sinh hoạt của loài người của mình trong tương lai, thì thực sự rất đáng lo ngại. Vì cái tầng tâm thức của mình đang thấp, quá thấp. Phải nói một câu vậy, tầng tâm thức của nhân loại mình quá thấp. Và tầng này không còn tương ưng với loài người trong tương lai nữa, đó là loại đáng lo. Thật sự rất đáng lo. Cho nên nói cái gì, làm cái gì mà để cho người loài người của mình được chuyển hóa là tôi nói tôi không ngần ngại. Muốn một con người nào đó chuyển hóa thật sự nó không phải là dễ, tôi cũng nhìn thấy như vậy. Tại họ không muốn chứ không phải là mình không muốn. Nếu mà họ muốn thì rất dễ. Họ muốn thì rất là dễ nhưng mà họ không muốn. Nên là những cái mà tôi nói phải nói là nói rất là thật, tận đáy lòng, tận con tim của mình. Muốn làm sao nhân loại của mình bước một bước ngoặt mới ở nơi tâm hồn. Bỏ mấy cái chuyện đó không có mất mát gì đâu, bỏ thù hận không có mất mát gì đâu, bỏ cái ghen hờn, bỏ cái ích kỷ, bỏ cái cá nhân không có mất mát cái gì đâu. Mà quý vị còn được thăng tiến. Còn nếu mình theo đuổi những cái dục vọng, theo đuổi những cái ác tâm, những cái hiểm hại, những cái mà gian xảo, gian manh, những cái chấp trước, những cái ích kỷ của mình, những cái ganh tị, những cái ghen tương, đó đúng là có hại á. Phải nói đó là có hại. Thì mình tự nghiệm ra để mình có thể loại nó ra khỏi đời sống của mình được hay không? Thử một ngày sống, mở mắt ra mình nhìn nhân loại với cái gì? Bằng cái tâm gì để mình đón nhận ngày mới? Có hơn hôm qua không? Có trong sáng hơn không? Có an lạc hơn không? Có thanh tịnh hơn không? Có nhiều lòng tri ân hơn không? Có nhiều tình thương hơn không? Có nhiều sự thứ tha hơn không? Nếu được thì quý vị thấy là mình có tiền. Còn không được thì thôi, mở mắt chưa có tỉnh nữa mà ăn gì cho đã ta. Phải dứt trừ mấy cái này, mình không có dứt trừ được thì lấy cái gì? Lấy cái gì để mình thăng qua? Cho nên tôi nói đơn giản thôi, đúng không? Thì bây giờ mình sống rất là bình thường, rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mình thấy ai, mình nghe tới ai, mình nghĩ tới ai, thì sao? Cái tình thương tới trước.
cái sự kính trọng, cái lòng tri ân tới trước. Được như vậy không? Không được thì lại Phật cầu cho con sanh được cái tâm này dùm đi. Đúng không? Mở mắt ra thì mình nghĩ tới xã hội này, loài người thôi, mình không cần mênh mông cái vũ trụ gì hết đó. Loài người mình thôi, mình nhớ tới loài người với đầy cái lòng rung cảm, thương yêu, thứ tha, biết ơn họ. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi. Thì đó mới là cái tâm của loài người trong tương lai. Đó là tâm của loài người trong tương lai. Tôi nói một cách thấp nhất thôi, loài người mình thôi, chưa nói loài khác. Tại vì cơ hội của loài người trong tương lai nó không phải đơn giản như vậy. Như vậy là đã quá đơn giản rồi. Nhưng mà tôi nó muốn nói tới cơ hội thì cái việc học đạo, cái việc hành đạo của loài người trong tương lai nó sẽ tốt hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần như bây giờ. Vì thay đổi một cái nền văn minh là thay đổi rất là nhiều cái việc tốt đẹp. Đối với chúng tôi là tốt đẹp, nó không có xấu, tuyệt đối là không có xấu. Nhưng những người chấp trước cái thân người, chấp trước cái kiếp người, nó trở thành xấu là tại vì chết nhiều quá. Thì nó trở thành xấu là tại vì mình đang chấp trước, mình không có cái gì hơn cái thân này nữa. Nhưng cái người đã thấy được có cái tâm nó hơn cái thân này, cho nên mình chăm lo cái tâm tốt, cái thân này là tự động nó sẽ được nha, nó được thọ cái thân ở cái đời mới tốt hơn. Đó là người biết nhìn xa. Còn đời này mình tìm gì để thỏa mãn mình thì thôi, mình là cái người chấp thân nặng rồi. Chút đụng tới thân, chút đụng tới danh dự, chút đụng tới ăn, chút đụng tới ngủ là kể như mình điên lên. Người ta chỉ cần là không coi trọng mình, cái mình khóc tới khóc lui, buồn tủi hận hờn. Thế vậy mình là ai, mình là cái gì, mình muốn cái gì? Đến với đạo mà mình không có dám bỏ cái riêng tư ích kỷ cá nhân mình ra để mình sống cho đạo. Không có cần sống cho cái gì ghê gớm lắm đâu. Mình sống cho đạo là bây giờ mình sống đúng với đạo, mình sẽ hết, mình nhẹ đi cái hận thù, cái riêng tư, cái ích kỷ. Làm không được. Trời ơi, hai cái người xuất gia ở chung chỗ, cự lộn lúc đầu ít, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Mình xuất gia rồi mà vậy đó, mà bạc tóc hết rồi chứ không phải trẻ đâu, 60 trên lên rồi. Mà vậy người kêu tu sao? Như gặp cái tôi mô Phật. Thì đó là người đời họ chọc ở ngoài miệng mô Phật, ở trong bụng chứa một bồ dao rong, đúng đúng y, không có sai. Bây giờ nếu mà sắp cho hai người đó ngủ chung là sực nhau nữa. Tôi phải sắp ở riêng, ví dụ vậy đó. Nó có những cái chuyện vậy rồi sao, kêu đời sao tôi được làm người. Làm gì nổi, cái tâm đó không phải cái tâm người. Tôi đã nói, ở đây mình đang nói tới cái tâm người trong tương lai thôi. Là mình đã hủy hoại cái tâm làm người của chính mình bằng tất cả những cái cách thức sống đó. Thì phải dè chừng chứ, bây giờ muốn gìn giữ mình làm người hay không. Đừng nói tôi quy y, đời sau tôi đủ tư cách làm người. Xin lỗi mấy người ganh tị, ghen hờn, ghen ghét, ích kỷ, nhỏ nhen, bảo thủ, chấp trước, hờn thua, đủ thứ chuyện hết. Tâm đó đâu phải tâm người mà đời sau được làm người. Tức là mình không có gìn giữ được cái tâm làm người của mình, không có giữ được đẳng cấp của con người của mình, thì chắc chắn là mình sẽ rời đây, mình đi đâu đó. Trong cái lục đạo luân hồi hồi trước á, trong kinh diễn tả rất là nhiều, nhưng mà mình nhìn thấy nè nha. Ví dụ như mình làm người mà mình nhiều cái tham dục quá, đời sau mình làm súc sanh, mình cũng vẫn còn trở lại cái quả địa cầu này, làm súc sanh trong quả địa cầu này. Và nếu mình ích kỷ nhỏ nhen, là mình làm ngạ quỷ, thì mình cũng lẩn quẩn 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 chung quanh cái quả địa cầu này. Tức là chứ mình không có đường để mình thoát ra, không có đường để mình vượt tầng được đâu, thì mình cũng lẩn quẩn quẩn vòng đây đó. Thì tất cả những cái mà được gọi là đọa đài, nó cũng loanh quanh lẩn quẩn, nó chưa vượt khỏi cái tâm thức của một cái loài chúng sanh mê mờ. Ở đây dùng cái từ là cái loài chúng sanh mê mờ mà đại diện cho loài người của mình. Và loài người của mình không thay đổi được thì mình lẩn quẩn. Nhưng mà ác một cái là sắp tới nay nó không cho lẩn quẩn, không có lẩn quẩn, tức là thay đổi toàn bộ. Được là được, không là đi chỗ khác chơi. Giống như là cái gì, thi vô đại học mà trượt thì phải học cao đẳng. Đúng không? Không đủ điểm cao đẳng thì xuống trung học.
không đủ điểm trung học về quê cấm câu. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và thời này nó cũng đang giống như vậy. Và nếu như mà nói là cái đẳng cấp của loài người sắp tới là trương tầm với cao đẳng thôi, chưa tới đại học, thì loài người mình không đủ điểm nhiều lắm, không đủ điểm hơn 90%. Để coi, 8 tỷ còn 800, không được, không được nữa. Trời đất ơi, tính vậy nè hơi bị ghê. Xin thưa, không phải con dọa và không phải con tưởng tượng, mà con đang nói thật. Mong mọi người hết sức là trầm tĩnh, nghiệm lại mình, dành hết cái thời gian quý báu trong cuộc đời của mình, trong cái khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy là mình có thể ngồi yên một mình ở một cái góc nào đó để mình giữ yên mình, để mình tận tâm, tận lực suy nghĩ cái cuộc đời của mình đã trải qua như thế nào, và bây giờ mình đang ở vị trí nào, và mình cần phải thay đổi để mình tiến hóa hay không. Đây là chuyện rất cần mong rằng mọi người phải dành hết thời gian làm giùm. Đây là một cái gì đó nó hết sức chân tình tôi muốn nói. Tại vì thực sự đụng vô bản kinh Quan Nghiêm nó cao quá quý vị, giới không tới cái mình thấy mình cũng có được cái gì. Thực sự là như hồi trước tôi nói, nếu như giảng cho chúng hội này, tôi sẽ không tiếp tục giảng Quan Nghiêm nữa. Ai đây hiểu đâu nào, nói đưa tay lên coi. Không có. Phải nói thật là không có. Nhưng mà tôi cần ở trong chúng hội này nha, cần trong chúng hội này, trong lúc quý vị nghe, quý vị cứ đừng có bị vướng cái chuyện gì tào lao tùm lum ở đâu bên ngoài, đúng không? Mình chỉ cần lắng động hết những cái chuyện kia, mình chỉ cần mở tâm để cho từng lời từng chữ của kinh nó rót được vô tâm mình cái là hú hồn hú vía tôi rồi. Hiểu hiểu kệ mấy vị. Nhưng mà làm ơn làm phước để cho nó rớt vô tâm mình bằng tất cả những cái gì liên quan tới bản kinh này. Có nghĩa là bây giờ thì thật sự là quý vị không hiểu, nhưng mà đã gieo cái mầm đạo quả tối thượng vào tâm của mình. Đây là thật sự là cái mầm mà trí tuệ giác ngộ tối thượng của loài người, của tam giới này, hay nói riêng là đạo Phật. Còn bây giờ vô đây tôi thấy rõ ràng là nhiều người cũng đóng bích nữa. Ngồi đây mà đóng bích, chờ con chút một thầy giảng lại lẽ xuống mình ăn cái món mình giấu giấu ở dưới đó. Để con chuột con chó vậy nó ăn, mình ăn không kịp, tranh thủ ăn. Nó nói gì đó, mình làm cái gì đó chứ không phải là ngồi đây để mình thực sự là mình ở đây để mình học đạo. Thì làm sao mình nghe được, mình học được cái bản kinh kinh khủng này. Tôi nói không phải là mình muốn nói cái gì khác, nhưng muốn nói ngay tại đây là mình đã bị thất bại. Mình tự quỷ mình từng giờ, mình tự hoại mình từng khắc, tự nhấn chìm mình từng khoảnh khắc một bằng những cái hành động, những cái suy nghĩ của chính mình. Nó không có đẳng cấp, nó không có tương ưng với cái loài người nữa. Thì khi mà mình đã rời khỏi loài người là mình không có trách móc được ai. Phật tổ đã làm hết sức rồi. Phật tổ đã làm hết sức rồi, phải nói như vậy đó. Các vị đã làm tận tâm tận lực cho cái loài người của mình, mà chờ đợi mình thức tỉnh chiếu, mình không thức tỉnh gõ đầu mình là mình lấy cái bọc sắt mình che lại nghe nó cung cung, chứ không có gõ cái cọc như bình thường ra nó không có thấu tới cái não của mình. Đục cái màng nhĩ của mình nó ra tới 8 cái lớp nghiệp với nó mới có thể thấu vô được cái lỗ tai. Chỉ chừng nào mình tiến quá này uổng lắm, không kịp nữa, và rất là uổng phí cái lộ trình mà làm người của mình bao nhiêu kiếp qua. Đương nhiên là mình thăng lên thăng xuống chứ mình cũng liên tục. Nếu mà mọi người ở đây mà có cái người nào mà liên tục làm người là bây giờ giỏi lắm. Mình kiếm không có, tức là mình vừa làm người, cái mình làm cái gì đó, cái này sao xuống, rồi cái bây giờ mà mò lên, rồi nó để xuống rồi lên, chứ không có liên tục. Nhưng mà mình nó vẫn không thoát ở đây. Nhìn kỹ rõ ràng là mình gọi là lẫn hụp trong các loài, quanh quẩn trong quả địa cầu này. Tôi thấy rất là rõ là nó quanh quẩn trong quả địa cầu này. Mà cứ lẫn hụp không hụp. Và đời này là được cái ngôi mà cao ở trong cái quả địa cầu này là loài người. Phải nói vậy, tức là chúng ta đang ở một cái địa vị cao nhất của tất cả các loài động vật. Mà còn may mắn được học đạo giải thoát mà không có trân trọng, không có quý, mình tự quỷ mình, tự dìm mình trở lại, tự phá hủy cái ghế mình đang ngồi,
cưa gãy cái ghế của mình. Thì mình té ghế là mình chịu thôi, nó không có trách được. Tôi không biết phải dùng cái từ là tôi nói giờ tiếng Trung đánh động hay là nói bích lòng chồm sớm thì tôi không biết, nhưng mà đây là một cái điều rất là thật lòng. Tôi muốn nhân loại chúng ta được quay lại đây đông hơn, để mai kia muốn nọ là nhìn cái hành tinh này có những người mà gọi là cái gì, bỏ cái thân này thì mình còn được tự do chọn lựa trở lại đây hay là mình đi chỗ cao hơn. Quả địa cầu này chưa phải là cao, đương nhiên là một tầng cao hơn cái thời này, nhưng mà nó cũng không bằng cõi trời. Nhưng mà phước nó cũng ghê gớm đúng không ạ? Cơ hội học đạo, cơ hội tu, cơ hội sống, tất cả mọi cái đều hơn bây giờ dữ lắm. Không có phải như mấy cái nhà toan tính kia đâu, họ muốn sàng lọc, họ muốn loài người thế này thế kia thế nọ để còn là cái thế văn minh theo cái kiểu tính toán của họ, qua cái thời đại văn minh, qua cái thế hệ mà 5D rồi bắt đầu là sử dụng công nghệ thay thế loài người để rồi gì đó. Cái đó mình mà chấm chấm để đó, tại vì mình biết những cái đó nó không có thực hiện được đâu. Đó là những cái mà, những cái ác tâm để mà có thể loại trừ nhân loại này thì họ sẽ bị loại trừ bây giờ. Tự cái sự sàng lọc của thiên nhiên sẽ thay đổi mọi thứ. Đừng có nghĩ là quyền lực có thể thay đổi con người khác, tiền bạc có thể thay đổi là chúng ta đã sai lâu lắm rồi. Thời gian trước nó có thể nó đúng và tới bây giờ nó có thể tạm được gọi là đúng, nhưng mà từ đây về sau nó không còn đúng nữa. Tiền và quyền thì chưa chắc đã được làm chủ đời sống của mình đâu, mà là tâm linh á thì mới có hy vọng là làm chủ, còn không là không làm chủ được. Cho nên những người mà gọi là chủ nghĩa vật chất thì đang trong giai đoạn mà nó sẽ sàng lọc và suy thoái đến mức độ tận cùng, và phải thay đổi hẳn cái chủ nghĩa vật chất, để thấy rằng ai không tin tâm linh thì lần lần sẽ tin tâm linh. Mà thật sự những người tin tâm linh thì mới có khả năng tồn tại trong giai đoạn tới, còn không tin tâm linh rồi sẽ thấy là mọi chuyện nó sẽ khác đi, không như mình tính. Cho nên những người nào mà nặng vật chất thì phải coi lại cái việc của mình, đừng để cho nó là tối thượng thì mới có thể thăng tiến được. Còn ai mà nặng về vật chất, cho vật chất là tối thượng, là đỉnh cao, chúng ta chỉ biết mưu cầu vật chất thôi, thì người đó là tự hoại cái kiếp người của mình. Dù cho có thành tựu cho tới giờ phút này, thành ông gì bà gì đi nữa, thì tôi nói là người đó đang hoại cái kiếp người của mình, đang làm hoại kiếp người của mình, để rồi là mình mất hút cái kiếp này là không còn được nữa, không còn trở lại cái thân làm người nữa, mất đi hoàn toàn. Cho nên tùy mình ha, ở đây là phải nói là tùy mọi người chọn lựa. Và tôi mong rằng mọi người phải có một cái thời gian thực sự ngồi riêng để đưa ra một quyết định còn lại trong cuộc đời này của mình. Quý vị sau một đêm có thể mình có được cái thay đổi. Từ hôm trước tôi coi một cái phóng sự của một người đầy tội lỗi, không tiện nói tên, và họ bị tù trên đất Mỹ, người Việt Nam bị tù trên đất Mỹ. Trong 5 năm đầu vẫn thấy mình tài, mình giỏi, mình hay, mình đúng. Từ năm thứ 5 trở lên tự nhiên giật mình thấy mình sai ít. Nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, thấy mình có lỗi, không có gần gũi, không có lo lắng để cho cha mẹ phải khổ sở, phải mất mặt với người ta là con mình tạo tội bị tù. Cảm thấy ân hận. Lúc đầu với ân hận khi mà mình thấy mình không còn gần gũi, không còn làm cái điều gì để cho cha mẹ được nở mặt nở ngoài. Rồi lần lần thấy những cái tội lỗi cũ mình đã làm, đã từng lấy tiền người ta bằng khả năng của mình, của công nghệ nhiều lắm. Tới bắt đầu thực sự thấy mình có lỗi, bị chấn động với tất cả những cái lỗi lầm của mình, trải qua một đêm. Và ngay đêm đó, cái con người mà tự nhận ra tất cả những cái việc sai trái của mình bằng tất cả những cái sự chân thành, không theo đạo nào hết, không có theo đạo nào hết. Anh này nhỏ lớn theo đạo nào, mới trẻ tuổi mà. Thấy hết tất cả những cái việc làm sai trái của mình, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, và bằng cái sự ân hận sâu nhất nơi tâm của mình, quyết lòng không tái phạm nữa, bằng cái khả năng của mình sẽ giúp được nhiều người. Và đêm đó anh phát nguyện, nếu còn sống, nếu anh được tự do,
thì anh nguyện sẽ đem hết cái cuộc đời còn lại, thứ nhất là lo trả hiếu, cái thứ hai là trả ơn trả nghĩa, và chuộc tất cả những lỗi lầm đó trong cuộc đời mà mình đã từng làm. Theo tôi người này ngộ đạo, tôi đang hẹn để gặp để coi như thế nào. Và người này rõ ràng là khi trở về Việt Nam đang làm rất lợi cho đất nước, cho người dân Việt của mình, tức là bằng tất cả khả năng vốn có mà rất là giỏi, cực giỏi, cực cực giỏi. Tôi muốn đối thoại một lần coi có phải ngộ hay không. Nghe qua phóng sự thôi, chưa có gặp trực tiếp, mà rõ ràng theo cái thấy của tôi là người này không ngộ thì không có thay đổi nổi. Mình bây giờ người tu mà chịu ngồi là đối nghiệm thấy này lỗi thấy kia, lỗi thấy nọ, lỗi thấy này sai, thấy kia thấy thấy nọ sai suốt đêm, mình có làm nổi không? Hỏi thiệt mấy người tu không có làm nổi. Thì rõ ràng con người đó sẽ được dồn vào đường cùng. Quá giỏi đi nhưng mà bị dồn vào đường cùng, gọi là đụng là phong, thì họ sẽ nhìn lại. Còn mình thì sướng thấy mộ mà. Ở nhà cha mẹ nuôi muốn gì cha mẹ cho đó, vô chùa thì cha mẹ cũng gửi tiền vô để rồi lo mình, để mình được sống sung sướng. Nói chung là nhỏ lớn mình không có gì khổ, không có gì khổ lấy gì để lo. Nếu ở trong chùa thì cũng có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, có người lo hết rồi. Giờ mình lo ăn sao cho đã, lo ngủ sao cho đã vậy thôi. Chứ còn mình có muốn cái gì ngoài cái muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân ra, mình không có cái muốn khác. Không có muốn hơn bây giờ về mặt tâm linh. Thì đành chịu là mình phải dậm chân và mình dậm cho tới lúng đất để mình chui xuống dưới. Chứ không biết làm sao nữa. Đây là điều mà mỗi khi nghĩ tới tôi rất là, phải nói là rất là lo. Cái gì dùng từ là không kịp, mà rõ ràng là không kịp. Chúng ta không kịp, không kịp nữa. Phải dùng cái từ gì là không kịp, không kịp, không kịp nữa. Cơ hội không phải là không có, mà mình không biết nắm bắt. Để mình thăng tiến thì uổng cho cuộc đời, uổng cho kiếp người, uổng cho kiếp người lắm. Sau một đêm quyết định thì quý vị sẽ thay đổi cuộc đời mình, để mình có một cái hướng mới và mình có một cái cách sống mới thực sự. Mình chấp nhận, mình sám hối tất cả những lỗi lầm, mình chấp nhận, mình thay đổi cuộc đời mình để mình làm con người mới, sống lợi ích thực sự, và mình thực hành cái việc lợi ích của mình bằng cái suy nghĩ của mình, dù là lợi ích rất là nhỏ. Tôi nói nội mình đó là tự nguyện, mình thấy miếng rác dơ ngoài đường mình lụm, mình tự nguyện, mình thấy cỏ mọc linh tinh ở trong chùa mình nhổ hay gì đại khái vậy, tức là mình làm cái gì đó mà mình cảm giác là đây là cái chuyện tự nguyện. Mình muốn đem cái khả năng vốn có của mình, cái sức lực vốn có của mình, cái trí tuệ vốn có của mình, để mình làm cho ai, mình giúp cái gì để có lợi cho cuộc sống này. Mình thử tự nguyện làm dùm ngày tôi coi thử, thì mình mới thay đổi chứ. Không phải tập làm cái việc rất là nhỏ, mà mình thấy rõ ràng là mình quyết làm, mình muốn làm bằng tất cả các khả năng vốn có của mình, mình sẽ thay đổi để mình nâng tầm mình. Chứ đâu có lợi ích cho ai, mất mớ gì ai, cho mình thôi. Trước mắt là cho mình được thăng tiến. Đương nhiên là cái việc thăng tiến mình nó sẽ có ích xung quanh, tự động nó sẽ có ích. Và lần lần quý vị sẽ thăng tiến ở một cái tầng mà tầng tâm mình nó đủ, mình nó mở toang hết mọi cánh cửa để mình đón nhận những cái gì màu nhiệm nhất, linh thiêng nhất, cao đẹp nhất của vũ trụ đang rót vào cái quả địa cầu của chúng ta. Năng lượng ở một tầng cao để mình rung động ở một cái tầng yêu thương, một tầng tri ân, một tầng bao dung, chứ mình không có rung động ở tầng thấp nữa. Xem như mình xong được một bước, mình đã một bước tiến thực sự trong đời này. Còn không làm được như vậy thì lấy gì tiến tôi cũng không hiểu. Mở mắt ra mình muốn cái gì đó, trước khi nhắm mắt mình muốn cái gì đó, mình tự hỏi mình đi đó, từ bây giờ là mình bắt đầu mình làm đi. Cũng đơn giản thôi, đâu khó đúng không? Bây giờ là trước khi đi ngủ ngồi dò cái đầu mình muốn gì đây? Hả? Muốn gì? Muốn gì ngủ? Đúng không? Sáng thức dậy cũng dò đầu, ngày mới này muốn gì? Muốn gì? Muốn tốt hơn hay là muốn xấu hơn? Mình muốn thành Phật, thành tiên hay là muốn thành quỷ, thành ma? Mình muốn thăng lên hay là muốn độn thổ? Đó, tự mình trả lời. Để mình có một ngày mới cho mình, để mình có thể đi vào giấc ngủ bằng cái tâm gì, thì như vậy dần dần nó sẽ thay đổi được mình. Không có gì bằng chính mình thấy được mình,
đúng không? Thấy được mình là cái điều quan trọng. Mình là ai? Mình tới đây để làm cái gì? Và mình đi đâu? Bây giờ rõ ràng là đi đâu, không biết đi đâu. Ngủ không biết có thức gì được không nữa. Đó, mù tịch. Mà không ai lo hết là tôi không hiểu làm sao đó. Tôi nói nội mình đó là ngủ không được, là lo kiếm thuốc uống. Trời ơi, tôi nói thiệt, người tu mà ngủ không được là một cơ hội. Tôi nói không phải tôi nói chơi đâu. Ví dụ như bây giờ mình nằm xuống mình ngủ không được, mà có mình à, làm ơn Phước đừng có bật dậy bấm điện thoại để tám là được rồi. Nằm mình ngủ không được, quá tốt luôn, đúng không? Tại sao nửa đêm người ta mù mờ, người ta đi giờ giấc ngủ mình tỉnh quá không? Phật tổ đang giật dây mình á, thì mừng đi lại tạ ơn Phật cho con được tỉnh trong cái đêm đen này, để con có thể nhìn ngắm được mình. Cơ hội để tu. Còn thức dậy sớm nữa, tôi ngủ không được, tôi bị thức sớm quá. Ăn gì uống gì để ngủ thêm được một chút cho nó lên ký. Ổm ốm bị người yêu chê. Cái kiếm thuốc ngủ, kiếm đồ ăn. Chứ còn ngủ sớm, thức dậy sớm, tỉnh táo là một cơ hội tiếp tục để cho mình tu tập. Đó là mình đối với một người tu á, thì gần như tất cả những gì liên quan tới mình mà được tỉnh là mình lại Phật, mình cảm ơn Phật đi. Nhất là ban đêm. Ban đêm mà không ngủ được tới 12 giờ, 1 giờ quá tốt đi. Ngủ có 15 phút cái nó tỉnh lại à, tốt luôn. Không có chết đâu, có chết gì đạo cũng tốt luôn. Nhưng mình đâu có dám vậy, đúng không? Có ai mừng khi mình không có ngủ được không? Có ai mừng khi mà mình bị thức quá trước giờ không? Thay vì 3 giờ gõ cản, 2 giờ mình thức rồi. Trời ơi, mắc gì sức sớm người ta nhét lỗ tai bông gòn ngủ tiếp trùm mình hai lớp, đừng cho đừng ai làm động, lỡ mình bị thức nãy bị mất hết khúc ngủ rồi, bây giờ gắng ngủ để bù. Chứ không ai mừng khi mà mình thức 2 giờ rồi, vậy là mình dậy sớm hơn, mình có cơ hội tu nhiều hơn. Có ai không? Có, kiếm cái này kiếm khó lắm mà nha. Thế giới này mà kiếm được mấy người không biết nữa. Này nó bị khó. Và vậy thì kiếm mình thăng tiến cái gì? Đó, cho nên mình phải hỏi mình đang muốn cái gì? Đang muốn cái gì? Mình nên chính chắn trả lời cho chính mình là đang muốn cái gì? Nếu mình cái người tu mà sâu nơi lòng mình muốn cái nó không phải đạo lý, để tóm lại, tu tiếp làm cái gì mà mình muốn những cái không phải của người tu? Tự nhiên mình giận người kia mà không chửi được là mình ăn không được, ngủ không được. Thì cái muốn đó muốn của người tu hay muốn cái gì? Chửi bữa nay không đã, mai chửi tiếp, mà chửi hoài thấy không đã cứ chửi mỗi ngày nổi tăng tốc lên. Chửi sao mà cho mày cái nghĩa là mày đi xa khỏi, đừng khuất mặt không thấy mặt nhau, chứ còn ra vô gặp mặt rồi ăn không được, nuốt cơm cái thấy người này mắc nghẹn, cái ngủ nghe người kia cục kiệt, ngủ không được. Ví dụ mình tới cái mức đó là rõ ràng là mình không còn là người tu nữa. Mình có những ham muốn, có những cái mà mình rõ ràng là không có giống cái người bình thường, chứ đừng nói giống người tu. Thì như vậy nha, như vậy là mình tự dìm mình. Không mất mới gì tới Phật tổ rồi nha. Đừng đổ thừa Phật không cứu con. Phật cứu mình gỡ tay ra, mình không chịu. Mình muốn đi xuống dưới kia ngon hơn. Cái đó là tự mình chọn, đúng không? Cho nên sanh tử này nói thì giống như là mình bị sinh tử, nhưng mà không có. Mình muốn, mình chọn hết đó. Trở lại vấn đề là tất cả những cái chuyện xảy ra trong cái sinh tử bây giờ và tiếp nối, những cái chuyện xảy ra tốt hay xấu của mình trong cuộc đời này, mình phải mạnh dạn mà nhận lỗi về mình. Do mình chọn lựa hết đó, cho nên bây giờ nó tới. Mình khổ, mình vui gì là cái mình đã chọn, mình cái mình đã chờ đợi, cái mình đã mong cầu, bây giờ nó đang tới. Và mình sẽ ra đi mà mình không còn trở lại làm người nữa thì cũng tự mình muốn. Làm sao á? Nó thay đổi nhanh lắm nha. Ví dụ nói như vậy, có khi một tiếng đồng hồ người đó thay đổi. Thay đổi nhìn biết liền hả? Từ cái bậc thấp lên bậc cao,
thì tự nơi cái diện mạo của mình, tự nơi cái hào quang của mình sẽ thay đổi cái hình sắc của nó, và người ta nhận ra được. Người ta ở đây là những loài phi nhân, họ nhận ra được, chứ chưa nói tới những cái loài mà cao hơn, họ sẽ nhận ra được. Các vị chư thiên họ cũng sẽ nhận ra được mình, nếu mình thực sự bây giờ mình cảm thấy mình thay đổi được, mình có một cái hướng sống tốt. Các vị Long Thiên Hộ Pháp họ cũng thấy mình, chư Bồ Tát, chư Phật sẽ thấy mình, và các vị sẽ tiếp tục nâng mình. Còn mình đã quyết lòng không đi thì có lôi kéo mất công lắm, không ai lôi kéo mình được. Tại vì mình là người cố chấp đến mức độ không thể nào thay đổi được mình thì ai lôi kéo mình. Từ trường hợp là mình không còn cố chấp, cố thủ, cố hữu gì nữa thì mới hy vọng là mình mở tâm mình ra, là mong là mọi người sẽ có một cái sự thay đổi thực sự lớn cho cuộc đời còn lại của mình. Không phải thay đổi bình thường được đâu, thay đổi bình thường không kịp, phải thực sự thay đổi lớn. Ngon rủ sạch tất cả những cái đang có thì mình là người trống rỗng, trống quách để mình mở tâm ra, mình đón nhận đạo lý thì là ngon. Ai làm được vậy thì mới được gọi là thay đổi lớn. Còn không dẫn cái đà cũ thì tôi thấy rõ ràng là không còn kịp nữa. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn quả tai càng cung kính tin Phật, niệm Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nhưng người con thứ ba đã đến tuổi đi lính, phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà liền trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết gian cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng: tín nữ Khoan Kim xưa kia ngu si, không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật Bồ Tát giúp cho con một việc, xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút. Do vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng, con trai của con sắp vào lính 3 năm, cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn. Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát, nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó, dám xin Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Quán Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt, sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà. Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo đường lớn, như hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì ở bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà: Bà tên là Khoan Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không? Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói: Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây, ông ta mời bà vào trong đó, có chuyện muốn nói với bà. Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình: Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không? Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói: Nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên tạp vụ chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãy móng tay, cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác.
chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc. Thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thử một tháng lương nữa. Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng, nói: "Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ." Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng, chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ. Nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức bắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: "Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào." Có người còn nói xen vào: "Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho." Ông chủ tịch vội vàng nói: "Không được, không được. Việc này xin các anh tha cho. Do gì tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm. Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta: "Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ?" Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng: "Bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi. Tôi là cũng không có quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vì cái đêm trước mà bà ta lại làm, tôi chiêm bao, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi, cô là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến nhờ tôi. Do vì có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp, con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn." Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng: "Vì lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây?" Cô gái đó lại nói: "Lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai, trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đón ngoài cửa là được rồi." Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người: "Thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mầm cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế?" Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói: "Từ hôm đó sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa." Chuyện kể tới đây tôi liền hỏi sư tỷ: "Ông chủ tịch đó là ai? Tên họ là gì?" Sư tỷ nói: "Ông ta họ Trương tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên." Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được. Mình còn tiếp tục trở lại đây hay không, dù mình sống có mấy chục năm nữa, chưa chắc là sống mấy chục năm đâu, nhiều cái thay đổi, ở ngồi đây chưa chắc là đã sống được mấy chục năm đủ đâu. Mấy chục năm sau, 5-10 năm sau là cái số mà mình đang có mặt ở đây chưa chắc còn được 50%. Và trong cái số chúng ta ở đây như hôm trước chúng ta nói là đủ cái trình độ để trở lại là tôi thấy ít lắm. Đó là cái chuyện mình lo. Nói tới nói lui hoài là cũng vì cái chuyện này. Nhìn thấy loài người mà không trở lại làm người được, cái số lượng quá ít ở trên quả địa cầu này, không lo sao được. Mà đó là đồng loại của mình. Nhưng mà nghe mình nói họ giống như là cái gì, họ cứ nghĩ là nói dốc, nói chơi, nói đùa, nói hù, nói ba láp. Chứ không nói thật.
Nhưng mà tôi thưa thật với mọi người là tôi nói bằng tất cả con tim của mình đó, trong cái thấy biết này về sanh tử. Không có tưởng tượng không được. Không có nói chơi, nói bằng tất cả cái sự thật. Tôi nhìn thấy những người mà thân cận bên mình, bây giờ họ chưa có lóe được ánh sáng để đời sau làm người nữa kìa, tin không? Thì nói cái gì đây? Và nói không có vô tâm họ. Mình trực tiếp mình nói với họ mà họ không chuyển đổi thì hỏi quý vị là muốn cái gì nữa giờ? Còn nghe Phật Pháp nghe chơi chơi, nghe chung chung, tại nghe chung chung là nghe chung chung, mà nghe chung chung thì tác động nó lại ít hơn. Có những người thực sự như vậy. Cho nên rất là lo. Thì đương nhiên là cái chuyện vô thường nó tới không phải là 30 năm, 70 năm nữa đâu. Giai đoạn này nó không còn 30 năm, 70 năm, không hứa là mình sống được bao lâu ở trong cõi đời này. Nhưng mà có khi đây là đời cuối để làm người ở quả địa cầu này. Thì đương nhiên là mình ở những cái tầm thấp nào thì mình sẽ tới những cái nơi mà mình sẽ sống ở đó, vẫn tiếp tục sinh tử ở những cái cõi thấp hơn. Và điều kiện học hỏi để tiến hóa không còn như bây giờ nữa. Bây giờ là đã quá tuyệt chiêu rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Hiện tại bây giờ mình còn ăn được, mình còn chọn lựa thức ăn, mình còn ngủ được, và mình còn có thời gian lại Phật tụng kinh, học Pháp, ngồi thiền được, là quá tuyệt vời cho kiếp người này của mình. Nhưng cái việc mình làm với tất cả những cái thời gian mà mình đã làm đó là mình làm cho vui, mình làm theo phong trào, mình làm bị làm, mình bị lại Phật, mình bị tụng kinh, mình bị ngồi thiền, mình bị học Pháp, thì làm gì mình thăng tiến? Nói chuyện thăng tiến là không bao giờ có. Đến bây giờ nói là tôi gắng tranh thủ tôi làm xong để tôi tụng kinh, ví dụ vậy, kiếm ra được mấy người ở trong chùa. Rồi ráng tranh thủ để sắp xếp công việc để tôi ngồi thiền. Rồi ráng tranh thủ để tôi nghe Pháp, kiếm ra được mấy người. Rõ ràng là mình không quý Pháp, mình không có kính Phật, không có trọng cái đạo giác ngộ giải thoát, khiến cho mình mỗi lúc mỗi thờ ơ. Mà vậy thì mình tự hoại lấy mình. Bây giờ ví dụ như ở hết chùa, ở hết thiền viện tỷ người đi nữa mà họ không có người thiền, họ không có tụng kinh, ảnh hưởng gì với ông thầy trụ trì đâu, không ảnh hưởng gì, ổng đâu có bị xuống cấp đâu. Đâu phải mình gán mình không người thiền, không tụng kinh là mình phá cái chương trình của ổng, mình hoại cái chương trình học tu của ổng. Bữa nay là tới giờ học của mình giáo bộ, mình rủ nhiều người cho nghỉ học, mình tới giờ tụng kinh cái mình rủ nhiều người núp núp không tụng kinh, tới giờ người thiền cái mình không người thiền cho thiền đường trống chơi nữa, mình phá ổng. Phá ai? Phá ai? Phá mình chứ phá ai? Bao nhiêu cái chương trình tốt đẹp dựng ra mình không làm, coi như mình phá, mình ngầm ngầm mình phá chơi. Phá không? Phá mình chứ phá ai? Nhưng mà vẫn ngầm ngầm làm chuyện đó thì tự mình nhận chịu những cái nhân quả của chính mình gây ra. Này là lần này không biết là lần thứ mấy tôi nói về cái chuyện mà chúng ta còn có quyền để được trở lại đây không á, là không biết tới lần thứ mấy chục rồi. Nhưng mà tôi cố nói hoài để cho quý vị sẽ nhớ những điều này. Nhớ để chi quý vị thử thay đổi mình được hay không cái đó. Thử là mình bỏ cái ham muốn của mình không có theo nó được không? Mình bỏ cái dục vọng mình không có thỏa mãn cái dục vọng đó được hay không? Mình thử mình trải lòng mình để mình lo lắng một người bên cạnh mình bằng tất cả những cái tình thương của đồng loại được hay không? Và đối với những cái số đông, những cái nơi đông người, những cái nơi sinh hoạt đông người, mình có dám hy sinh cái việc riêng của mình ra để mình lo cho cái việc chung một ngày, hai ngày được không? Đó, những cái đó để thể hiện là mình có cái gì để thăng tiến. Còn thậm chí là phân công tới mình làm tới giờ mình kiếm mình gần chết, kiếm không ra, làm cái lén lén liếc qua liếc lại không thấy ai, cái bỏ trốn kiếm chỗ nào đó ăn gì đó, cái là trốn luôn trong cái góc đó, rồi tới giờ ăn lú đầu ra xong rồi cái mình trốn tiếp, cái gì thế? Thì mình là cái gì?
Mình tự làm quả mình chứ đâu phải là cái chuyện làm biến đó là hay. Chuyện biến nó không hay ho gì cho cái chuyện thăng tiến tâm linh của mình hết đó. Tới giờ rồi thiền kiếm cái hốc nào đó mình chung chung sao cho người ta đừng có thấy giống như mấy cái con bốn chân thật sự. Loài người hai chân không muốn, muốn chung 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 với hốc thành bốn chân thì sẽ có cái kết quả bốn chân. Ví dụ vậy đó. Thì đó là tất cả những cái mà mình làm và mình tạo cái nhân để mình hưởng cái quả trong tương lai của mình, là rõ ràng là loài người sắp tới nó không có, chắc chắn là không có, mà đi xuống thì rất là khó có cơ may đi lên. Tôi đang nói trong hệ mặt trời, tôi chưa nói ra nha. Trong các hành tinh đang có trong hệ mặt trời này thì loài người là một cái loài mà gọi là cái gì, sinh hoạt của loài người rất là khó khổ, cực nhọc hơn các cái loài các hành tinh khác. Vì các hành tinh khác nó tiến hóa, nó ở tầng cao rồi nó hưởng phước nhiều và nó dễ tu tập, nó gặp Đại Bồ Tát, nó gặp phương tiện thuận lợi để nó tu tập, chứ không phải như loài người của mình. Loài người mình cũng cực từ hồi sinh ra cho tới khi chết. Nhưng mà chính do như vậy mà mình có cái tâm gọi là muốn tiến hóa thì tuyệt vời cho tất cả những cái tâm hồn đó. Mỗi ngày mình mỗi tiếng gì mình gạt bỏ được, mình bước hơn một bước để những cái gì nó thấp thỏi, nó gì nó không có xứng đáng ở cái loài người, mình sẽ vượt qua được để mình sẽ thăng hoa hơn. Và ở một cái tầng nào đó nó sẽ tự do hơn về phước báo, về ăn, về mặc, về ở, chưa có nói gì khác nhưng cái phước báo đó thôi. Nó đã không có yên ổn ở trong loài người này. Những cái loài khác nó sẽ quyết định nha. Ví dụ ngay cả sao Kim thôi, nó quyết định nó sống bao lâu ở đó, ở một cái đời đó. Và rõ ràng là nó sống được, không ai có thể cắt cái mạng nó được hết. Nhưng loài người mình bây giờ có mình có quyết định được không? Không, mình mù mịt, mình không biết chết lúc nào luôn. Nên cái nghiệp của mình nó đến mức độ đó. Và tôi nói đi nói lại hoài, nếu mà mình là con người, thứ nhất là mình không biết ngày mai mình như thế nào. Cái thứ hai là mình không biết mình chết lúc nào. Cái thứ ba là mình chết mình đi đâu, về đâu mình không biết. Tức là gần như mình mù mịt một cách hoàn toàn. Mà rảnh ngủ thức dậy tới giờ quýnh cảng quang quen ngồi thiền, trùm mền nhét lỗ tai bông gòn, không nghe tiếng chuông, trùm mền hai lớp luôn, đừng cho người ta thấy, không là chui dưới đít sàn nằm, đừng cho người ta kiếm gặp. Thì nó giống y hệt những cái loại chui nhủi nhủi thôi, chứ nó không khác gì. Đó là nhân của chui nhủi. Nó không khác gì. Thế bây giờ mình đâu có muốn nữa, mình đâu có muốn thăng tiến nữa. Môi trường để cho mình thăng tiến, mình không thăng tiến, mất hoàn toàn những cơ hội thăng tiến của mình. Mà loài người chúng ta nó đầy những cái cơ hội thăng tiến chứ không phải không có. Đừng nói là tôi không có cơ hội, tôi cực khổ quá, cái hoàn cảnh tôi khó khăn quá, gì đừng có đổ thừa, không có chuyện đổ thừa. Coi là cái thiện căn phước báo mình có để mình muốn phát triển cái gì mà mình đang có tốt hơn không? Hay là mình muốn hủy hoại mình? Mà mình hủy hoại đời này là rất khó quay lại, và cái chuyện thăng tiến là khó. Cơ hội để được học pháp, cơ hội để được tu tập, cơ hội để mà thăng tiến mình nó gần như mất. Và đã mất rồi thì kiếp người chúng ta đã mất. Mà lần này theo cái hiểu của tôi nha, tôi không biết là các cái vị thần linh, thánh linh gì khác tôi không cần biết. Tại vì các vị có, mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau. Các kiến thức khoa học, khoa huyết gì đó là cái chuyện của mấy vị. Nhưng mà tôi nói theo kiến giải của tôi nhìn rõ ràng là cơ hội gần như là cuối cùng cho loài người. Nếu như hết kiếp này mà chúng ta không thăng tiến tâm linh, từ đây cho tới hết giai đoạn sống mình thấy mình không thương đồng loại mình được, mình không có thứ tha được những cái kẻ mà mình đã từng thù hằn họ, mình không có cắt lìa được những cái ân ái mà mình lâu nay đang theo đuổi, và mình không có dừng được tất cả cái tham dục của mình, vẫn còn giữ ganh tị hơn thua rồi thù hằn hãm hại người khác, lén lút xảo trá gian manh không có thật, vân vân, tất cả những cái điều đó là mình sẽ bị đi một cái cõi thấp hơn. Nó không xứng đáng làm người nữa đâu, quý vị nên biết là không xứng đáng làm người. Đây không phải là tôi hù tôi dọa đâu, nhưng mà đây là sự thật. Vì tất cả những người mà được nghe tôi nói, tôi xem đó là tất cả những người thân của tôi muốn chia sẻ. Tôi chỉ cần hy vọng một chút thay đổi ở nơi tâm của mọi người, để mọi người có một cái bước tiến hơn. Và khi mọi người còn cái bước tiến hơn nữa thì cơ hội quay trở lại đây còn.
Kinh sách nói gì thì tôi không biết. Nhiều quá, nhiều lý luận quá, nhiều sách vở quá. Nhưng mà tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của cái loài người. Tôi biết rất rõ cái việc luân hồi của loài người. Họ sẽ lẩn quẩn đi đâu. Nhưng mà bây giờ cái luân hồi này nó lại chuyển thấp hơn ở một cái hành tinh khác. Cái tâm của mình tương ứng với một cái loài khác, không còn là loài người nữa, quý vị tin không? Những cái kiểu cách đang sống của mình bây giờ, những cái thù hận, những cái ghen ghét, những cái tham dục, những cái gian manh xảo trá, những cái trục lợi bất chính gì đó, rõ ràng là nó không có tương ưng, nó không còn tương ưng với cái loài người nữa. Chúng ta dùng một từ như vậy. Vì loài người trong tương lai ở một cái tầng cao hơn bây giờ về mặt tâm thức, tức là họ sống không có thù hằn, họ sống bằng tình thương. Bây giờ mình không thương đâu có khế ứng được, đúng không? Họ sống bằng cái sự bao dung rộng lượng, họ chăm sóc, họ che chở, họ bảo bọc nhau, họ dìu dẫn nhau đi lên. Nó mình bây giờ sống cá nhân ích kỷ, chỉ lo cho mình thì không có tương ưng, không có tương ưng. Và họ sống với đầy cái lòng biết ơn. Mình không biết ơn miếng gì hết á. Người ta nhận một hộp cơm, họ mừng rung để họ lại, họ cảm ơn. Bây giờ mình nuôi mình 5 tháng, 7 tháng mà bữa nay hả, mình muốn này không cho cái ông đó, ông xấu quá, không chơi ông nữa, kiếm một khác. Không có tương ưng, không có tương ưng thế giới loài người trong tương lai. Vì thực sự từ phải nói là cái từ cái trung tâm của thiên hà mà dồn cái năng lượng xuống của các hành tinh ở trong cái dải thiên hà này, đang nói tới giờ nó rộng dải thiên hà này, mấy triệu năm nó mới đổ năng lượng một hành tinh một lần. Và quá được rồi, chúng ta được đổ từ năm 1950 rồi lên tới năm 2012 vân vân, nó sẽ đổ rất là nhiều năng lượng để nó nâng tầm quả địa cầu này, mà loài người lại không có được nâng lên cao, thì thấy chuyện rất là buồn. Cái năng lượng đó để phủ và để che, để chuyển hóa hết tất cả những cái gì đang có. Và nó sửa đổi, quý vị thấy sửa đổi kinh khủng, sửa đổi kinh khủng. Không có cái chuyện mà đó, giống như bây giờ mà mình đã được ăn muối Himalaya đó. Đúng không? Thì mấy trăm triệu năm về trước nó là biển, và nó biến thành núi vậy đó. Và lục địa chúng ta bây giờ nó bị gì cằn cõi, cái bề mặt của lục địa nó bị cằn cõi, cái việc mà sinh sống của chúng sanh trong cái mặt địa cầu này là nó sẽ tới cái mức độ nguy cấp rồi. Buộc cái lục địa này phải đổi đi, sẽ đổi lục địa khác á. Thì trong tương lai nó có nhiều cái lục địa bị chìm, và nó sẽ đổi lục địa khác. Mà chìm lục địa thì mình chắc mình bay lên trời quá ha. Thay đổi vậy đó, quả bề mặt của quả địa cầu sẽ thay đổi rất là nhiều chuyện như vậy luôn. Nhiều lắm, mình nhìn thấy rất là nhiều. Mà cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện bây giờ muốn nói là cái chuyện của mình. Có thay đổi hay không? Có muốn thay đổi hay không? Quý vị chịu khó ngồi nghiệm lại giùm. Ở đây là cái chuyện ở trong nhà mình, ráng mình nói thật là quý vị nên dành thời gian cho chính bản thân mình, ngồi ở góc nào đó thật là trống, thật là yên, một ngày, hai ngày, ba ngày nghỉ, đừng có ăn cái gì hết trơn á. Ngồi nghiệm lại coi mày có muốn thay đổi không? Có muốn thay đổi để tương ưng với một cái thế giới văn minh của nhân loại trong tương lai hay không? Hay là mình muốn ụt đi cái cõi nào thấp hơn? Thì mình quyết định, đưa ra quyết định đó là mình sẽ sống sau 3 ngày ngồi không ăn, không uống để mình nghiệm ra vấn đề, và mình bắt đầu sống với cái quyết định đó đi. Nên làm đi, chứ không kịp. Tôi thấy không kịp. Nếu mình không có gấp rút thay đổi là không kịp. Đừng có bám theo những cái giả danh, những cái quyền lợi gì ở bên ngoài để làm cái gì. Không có kịp làm chuyện mình, không có kịp, đừng có lo chuyện ba láp ở bên ngoài nữa. Đây là một cái sự thật mà phải dùng cái từ là gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh với nhau. Vì nhìn thấy cái cảnh tượng này không được gọi là tốt đẹp lắm. Phải nói một câu rồi đó. Cái diễn cảnh sắp tới nó không tốt đẹp lắm cho mọi người. Ở trên bề mặt của hành tinh này, trên bề mặt lục địa này, gần như nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái lục địa. Những lục địa chìm để có những lục địa khác lên, để thay đổi dữ lắm, thay đổi nhiều lắm.
Chưa nói cái chuyện vong bão, chưa nói chuyện sóng thần cái gì gì đó, cái chuyện bình thường, bình thường. Cái chuyện mà bị dịch, bị chiến tranh, chuyện bình thường, nó bình thường. Sàng lọc thì nó phải sàng cho tới chứ. Sàng cho tới còn gạo cội thôi. Thì ai là người gạo trên sàng? Đó là quan trọng. Mình bây giờ muốn gạo lọt sàng hay gạo trên sàng là quyền của mình chọn rồi đó, đúng không? Nói nhiều, thật sự khi mà trong giai đoạn gần đây, kể từ cuối tháng 11 cho tới bây giờ, sau những cái lần là biến chuyển thân tâm, thì tôi nhìn ra nhiều điều, nhìn ra rất là nhiều điều, và tôi luôn quan sát nhân loại của mình, quan sát những cái gì liên quan tới cái sinh hoạt của loài người của mình trong tương lai. Thì thực sự rất đáng lo ngại, vì cái tầng tâm thức của mình đang thấp, quá thấp. Phải nói một câu vậy, tầng tâm thức của nhân loại mình quá thấp, và tầng này không còn tương ưng với loài người trong tương lai nữa. Đó là loại đáng lo, thật sự rất đáng lo. Cho nên nói cái gì, làm cái gì mà để cho người loài người của mình được chuyển hóa là tôi sẽ nói. Tôi nói tôi không ngần ngại, không ngần ngại. Muốn một con người nào đó chuyển hóa thật sự nó không phải là dễ, tôi cũng nhìn thấy như vậy. Tại họ không muốn chứ không phải là mình không muốn. Nếu mà họ muốn thì rất dễ. Họ muốn thì rất là dễ nhưng mà họ không muốn. Nên là những cái mà tôi nói phải nói là nói rất là thật, tận đáy lòng, tận con tim của mình. Muốn làm sao nhân loại của mình bước một bước ngoặt mới ở nơi tâm hồn. Bỏ mấy cái chuyện đó không có mất mát gì đâu, bỏ thù hận không có mất mát gì đâu, bỏ cái ghen hờn, bỏ cái ích kỷ, bỏ cái cá nhân không có mất mát cái gì đâu. Mà quý vị còn được thăng tiến. Còn nếu mình theo đuổi những cái dục vọng, theo đuổi những cái ác tâm, những cái hiểm hại, những cái mà gian xảo, gian manh, những cái chấp trước, những cái ích kỷ của mình, những cái ganh tị, những cái ghen tương, đó đúng là có hại á. Phải nói đó là có hại. Thì mình tự nghiệm ra để mình có thể loại nó ra khỏi một đời sống của mình được hay không? Thử một ngày sống, mở mắt ra mình nhìn nhân loại với cái gì? Bằng cái tâm gì để mình đón nhận ngày mới? Có hơn hôm qua không? Có trong sáng hơn không? Có an lạc hơn không? Có thanh tịnh hơn không? Có nhiều lòng tri ân hơn không? Có nhiều tình thương hơn không? Có nhiều sự thứ tha hơn không? Nếu được thì quý vị thấy là mình có tiền. Còn không được thì thôi, mở mắt chưa có tỉnh nữa mà ăn gì cho đã ta. Phải dứt trừ mấy cái này, mình không phải dứt trừ được thì lấy cái gì? Lấy cái gì để mình thăng qua? Cho nên nó đơn giản thôi, đúng không? Thì bây giờ mình sống rất là bình thường, rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mình thấy ai, mình nghe tới ai, mình nghĩ tới ai, thì sao? Cái tình thương tới trước, cái sự kính trọng, cái lòng tri ân tới trước. Được như vậy không? Không được thì lại Phật cầu cho con sanh được cái tâm này giùm đi, đúng không? Mở mắt ra thì mình nghĩ tới xã hội này, loài người thôi, mình không cần mênh mông cái vũ trụ gì hết đó. Loài người mình thôi, mình nhớ tới loài người với đầy cái lòng rung cảm, thương yêu, thứ tha, biết ơn họ. Chỉ cần vậy thôi, thì chỉ cần vậy thôi, thì đó mới là cái tâm của loài người trong tương lai. Đó là tâm của loài người trong tương lai. Tôi nói một cách thấp nhất thôi, loài người mình thôi, chưa nói loài khác. Tại vì cơ hội của loài người trong tương lai nó không phải đơn giản như vậy. Như vậy là đã quá đơn giản rồi. Nhưng mà tôi nó muốn nói tới cơ hội thì cái việc học đạo, cái việc hành đạo của loài người trong tương lai nó sẽ tốt hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần như bây giờ. Vì thay đổi một cái nền văn minh là thay đổi rất là nhiều cái việc tốt đẹp. Đối với chúng tôi là tốt đẹp, nó không có xấu, tuyệt đối là không có xấu. Nhưng những người chấp trước cái thân người, chấp trước cái kiếp người, nó trở thành xấu là tại vì chết nhiều quá.
thì nó trở thành xấu, là tại vì mình đang chấp trước, mình không có cái gì hơn cái thân này nữa. Nhưng cái người đã thấy được có cái tâm nó hơn cái thân này, cho nên mình chăm lo cái